Các vị đến mà hỏi thầy, thầy bảo về thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, về mà đọc mà tụng, mà nhất tâm mà tụng, cộng thêm thỉnh thoảng á, mùng một ngày rằm á, hoặc là ngày trai, nếu có điều kiện kinh tế thì mua con chim, con cua, con cá, con ốc mà phóng sinh. Nhưng thầy cũng nói trước là ra chợ hoặc là đi thấy bất chợt con vật đó nó ở trong vạn tử nhất sinh á, tức là chim trong lồng, cá trong chậu á, người ta đem bán ở chợ hoặc ở ngoài đường á, vân vân. Chúng ta nhìn thấy chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, chúng ta hỏi, chúng ta mua và chúng ta thả luôn được, đọc mấy câu niệm Phật được, hoặc đọc bài quy tam bảo cho nó và thả luôn được. Thì không cứ là cứ phải mang đến chùa mới thả, mang đến chùa nhờ các thầy quy xong mới thả đâu, thả bất cứ lúc nào. Đấy gọi là phóng sinh đúng cách, đấy gọi là phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi ban vui cứu khổ của nhà Phật chúng ta. Đấy, phóng sinh như thế thì không cứ là phải nhiều, ít cũng được. Có khi một vài con ốc, một vài con cua, một vài con cá chạch, một vài con cá rô đồng, một vài con cá quả, hay một vài con cá chép, vân vân cũng được. Một vài con chim sẻ, hay một vài con lợn có được không? Hả? Phóng sinh lợn được không? Khổ thân cái con vật nuôi ấy, nó cũng là cái nghiệp của nó các quý vị ạ. Vì sao thầy gọi là nghiệp của nó? Những con vật nuôi đấy nó hoàn toàn là gì? Từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, cho đến lúc bị thịt, nó đều ăn bám vào con gì? Con người. Cho nên chúng ta có thấy con lợn hay con gà hay con vịt đó, con trâu con bò đó mà họ phóng sinh, chúng ta có mua nó để phóng sinh thì đem thả ra ngoài đồng, nó tự không sống được, nó lại đi mò vào nhà người. Mò vào nhà người thì cũng sẽ bị bắt và bị thịt thôi. Đấy là cái nghiệp của nó. Cho nên các vị cứ nghĩ là ăn thịt lợn không có tội. Không có tội thì cứ ăn đi. Các vị đừng có nghĩ là không có tội, ăn thịt chó mới có tội. Nhiều Phật tử chúng ta bây giờ có người nói là gì? Bạch thầy, con thực sự là con rất thấy là con rất là hạnh phúc. Bảo vì sao con hạnh phúc? Vì từ khi sinh ra con chưa bao giờ ăn thịt chó. Thế bảo sao không ăn thịt chó mà rất hạnh phúc? Vì ăn thịt chó là có tội lớn nhất. Thế thì thầy hỏi thì Phật tử ăn chay à? Bảo không, con không ăn chay. Thế hàng ngày ăn thịt gì? Bảo con chỉ ăn thịt lợn với ăn cá thôi. Ăn thịt lợn với ăn thịt cá và một số các loại thịt khác, thịt trâu, thịt bò thôi. Thịt chó, thịt mèo con không ăn. Thầy cười, thầy bảo thì không ăn thịt chó, thịt mèo, kiếp sau có thể không phải làm chó, làm mèo. Nhưng chuyên ăn thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, kiếp sau có thể phải làm trâu, làm bò, làm lợn đấy. Nghe thầy nói như thế thì vị bảo sao thầy lại rủa con như thế? Mà không, thầy có rủa đâu. Đây là trong kinh nhân quả Đức Phật dạy là gieo nhân nào thì gặt quả đó, ăn con nào thì sau này, kiếp sau khi mình hết phúc á, sẽ rất dễ bị đọa làm con đó. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng ăn thịt chó, thịt mèo mới có tội, còn ăn thịt lợn không có tội. Gần đây có một vị sư, trước đây cũng ăn chay trường, và khuyên các Phật tử là không nên sát sinh, không được sát sinh và nên ăn chay trường. Nhưng mấy năm nay thì cái vị sư đó lại thay đổi pháp tu và ăn gần như tất cả các loại thịt. Đầu tiên là chỉ ăn trứng thôi. Đầu tiên là nói là chỉ ăn trứng và chỉ ăn trứng không trống, tức là trứng gà công nghiệp thôi. Và khi thầy biết được cái điều đó, thầy nói là tại sao ông lại phá giới mà đi ăn trứng như thế. Ngày xưa suốt ngày ông giảng cho các Phật tử, ông khuyên các Phật tử là phải ăn chay, không nên sát sinh mới đi đúng chính đạo. Tại sao mấy năm không gặp mà bây giờ ông lại đi ăn trứng, ông lại khuyên Phật tử ăn trứng? Thì lúc đó vị ấy nói với tôi là: ô sư huynh à, vị gọi thầy là sư huynh, ô sư huynh ơi, cái trứng gà công nghiệp nó có nở thành con đâu. Trứng gà công nghiệp nó không có trống,
Cho nên ăn nó cũng như ăn khoai lang thôi. Thế tôi bảo là đệ nói như thế mà nói được. Ăn nó như ăn khoai lang, tại sao đệ không mua khoai lang về mà ăn? Tại sao không mua khoai lang về mà chế biến thành thức ăn để mà ăn? Đệ là người tu, đệ nói là ăn trứng gà công nghiệp cũng giống như ăn khoai lang thôi. Thì tại sao lại không đi ăn khoai lang mà là đi ăn trứng gà công nghiệp làm gì? Người ngoài đời họ ăn, đấy là chuyện của người ngoài đời. Còn mình là người tu, mình xuất gia cạo tóc, mặc áo cà sa, lòng từ bi thương xót chúng sinh như Đức Phật nói là phải như người mẹ thương con đỏ. Tại sao chúng ta lại như thế? Con gà tuy là gì, nó đẻ ra cái trứng không có trống, nhưng chúng ta nhìn thấy cái con gà công nghiệp lúc nó đẻ trứng, nó có đau khổ không? Nó có khổ không? Ở đây nếu ai đã từng làm mẹ, ai đã từng sinh con, các quý vị thấy lúc á, sinh con có vui không? Có sướng không? Có đau không? Đau. Vui thì rất vui, vì mình sắp sửa có một đứa con, hai đứa con, rất vui. Nhưng đau không? Đau, rất rất đau. Mấy năm trước thầy có một đôi vợ chồng là Phật tử rất thuần thành nhà mình, mà cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ, trong cái thanh thiếu niên nhà mình, nhà Sơn Tây này này. Hai vợ chồng cũng đều là Phật tử trẻ, đi chùa từ lúc 14, 15 tuổi vào trong câu lạc bộ ở Sơn Tây. Yêu thương nhau xong cưới nhau, chưa bao giờ chửi nhau. Nhưng cái hôm ông chồng đưa vợ đi Việt Nam sinh con ấy, ôi rồi bà vợ nó đau. Bác sĩ bảo khoảng độ tầm 2-3 tiếng đồng hồ là sinh, họ tiêm thuốc cho là để có thể sinh nở nó nhẹ nhàng tốt hơn. Nhưng tiêm bảo là khoảng 2 giờ sinh mà đến 6 giờ tối chưa sinh, đến 8 giờ tối vẫn chưa sinh. Nó đau như thế, cho nên nó gọi chồng vào nó chửi. Nó cào cấu rồi nó cắn cho, nó đánh cho. Mà tại mày, tông sư nhà mày, tổ bố nhà mày, tại mày mà tao thì tao khổ thế này. Đấy, đau quá không chịu được. Nó chỗ tại mày mà tao đau thế này. Ôi dồi, nghe câu chuyện của vợ chồng nhà đấy mà tôi thầy cũng phải ôm bụng mà cười với cái vợ chồng kia đấy. Mà câu chuyện đấy thì chính mẹ chồng vào kể lại cho thầy, lúc nó đau nó chửi như thế. Con cũng thương nhưng mà chẳng biết làm nào. Thôi lúc đó nó chửi thì kệ nó thôi. Thế tôi hỏi đây, bà có giận con dâu không? Bà không, bà thầy ngày xưa con sinh con cũng biết rồi, lúc đấy nó đau lắm. Lúc đấy là cái người mà mình muốn trút giận nhiều nhất đó chính là ông chồng. Tại ông mà tôi thì tôi đau tôi khổ thế này. Đấy, vì ông phải sinh con cho ông mà tôi mới khổ thế này. Còn ông thì cứ ở bên ngoài, ông đi đi lại lại ông ấy thôi, chứ còn thì cái người đau người khổ là tôi. Đấy, cho nên sinh con thì vui thì mừng, cả nhà vui mừng. Nhưng mà cái người làm mẹ, người làm vợ kia thì cực kỳ là đau đớn. Ai đã từng sinh con ở trong đây đã từng bị đau rồi giơ tay để xem nào. Mổ cũng đau các quý vị ạ. Có không giơ tay xem nào? Ôi trời, một số người không giơ tay thì sinh con không đau tí nào à? Sinh con giống như uống nước à? Sinh con có nhẹ nhàng như là uống nước mía, nước ngọt không? Không có đâu. Ngại không giơ tay thôi, thầy biết ai không đau. Không nhiều thì ít, mà đại đa số là nhiều. Có người bảo ấy, con sinh con mổ cho nên con không đau. Mổ cũng đau, nhưng mà chẳng qua là lúc đó tiêm thuốc gì, tiêm thuốc tê, thuốc mê vào, cho nên tiêm thuốc tê vào đó nó cảm không cảm thấy đau. Họ rạch giống như mình thái thịt vậy các quý vị. Cái con dao sắc của bác sĩ nó mổ nhỏ nhỏ, tuy nhỏ đấy thôi nhưng rất sắc. Họ rạch đến đâu thì nghe nó xẹt 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 xẹt. Ôi rồi, còn nghe thấy cái da, nếu mà ai mà họ cho thuốc mê mình chỗ khu vực đó thôi á, nghe cái từ họ rạch đến đâu là nghe cái từ cái dao nó xẹt xẹt cái da mình nó rạch ra tới đó, nhưng không cảm thấy đau thôi. Nhưng khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 5-7 tiếng, chục tiếng đồng hồ sau, nó hết thuốc tê đi á, lúc đó có đau không? Đau hàng tháng, ở vài tháng mới hết. Là bảo không đau là không đúng. Chúng ta thấy y học hiện đại nhất
thế giới bây giờ hỗ trợ cho bà mẹ sinh con nhưng vẫn cảm thấy gì? Cảm thấy đau sau khi hết thuốc tê thuốc mê ấy. Con gà nó đẻ trứng cũng như người mẹ sinh con thôi. Chúng ta có nhìn thấy con gà nó đẻ trứng bao giờ chưa? Nhìn nó đau, nó khổ. Ngày xưa thầy còn bé, thầy cũng một vài lần nhìn thấy cái con gà mái nhà thầy ở quê ấy, nó đẻ trứng ấy, khổ lắm, nó đau mà nó rùng mình, mà mắt này nó nhắm nghiền lại mà nhìn như là nó phải toàn bộ thân thể nó run lên bần bật lên nó mới sinh được một cái trứng ra. Nhưng ngày đấy chưa biết gì về pháp, chưa biết Phật pháp, cho nên cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường, xong là nó đẻ ra liền là vào là lấy quả trứng nó vào đi ra để luộc hoặc để bác ra để gọi là làm món ăn bình thường. Đúng là con người khi chưa biết Phật pháp, lòng từ chưa dấy khởi thì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ta nuôi con gà, ta lấy quả trứng của nó ta ăn, đó là chuyện bình thường, có gì đâu phải suy nghĩ, có đúng không? Thực sự là ở thế gian á, khi chưa học Phật pháp, chưa hiểu được lòng như giáo lý nhân quả và chưa được cái lòng từ bi á, chưa được Phật khai hóa cho, thì quả thật đó là chuyện rất tầm thường, rất bình thường. Chúng ta không cảm thấy một chút lỗi lầm nào trong cuộc sống, cho dù là nhỏ nhất như đầu móng tay cắt bỏ đi vậy các quý vị. Vì sao? Vì con gà là tôi nuôi cơ mà. Tôi nuôi, gia đình tôi nuôi. Thì tôi có quyền gì? Có quyền ăn, giết thịt nó để ăn, bắt nó làm thịt để ăn, để tiếp khách hoặc để ăn trong nhà, hoặc là đem bán ra chợ, hoặc là lấy trứng nó để luộc hoặc để làm ở thức ăn hàng ngày. Đấy là chuyện rất rất bình thường đối với thế gian pháp của chúng ta. Nhưng người học Phật rồi thì có một cái nhãn quan khác. Được Đức Phật tưới tẩm bằng lòng từ bi, bằng cái lòng yêu thương chúng sinh vô hạn. Cho nên nhìn thấy con gà nó đẻ quả trứng ra, cho dù quả trứng đó không có gì, có trống có cổ, tức là không thể nở thành con, nhưng cũng thương, cũng phải thương cái con gà đó lúc nó sinh, lúc nó đẻ trứng như vậy, nó đau khổ đến mức độ nào. Ta vỗ ngực tự xưng là gì? Là trưởng tử của Đức Như Lai, hoặc là đệ tử của Đức Như Lai. Thân mặc pháp phục, bảo hành chính đạo. Tại sao không thương lấy chúng sinh một chút vậy? Cho nên tôi nói vị đó, ông phải xem lại. Có khi mình sai đường mà mình không biết. Xem lại cái cách tu bây giờ đi, sai đường rồi đấy. Trước đây xuất gia, tự mình trang nghiêm thanh tịnh ba nghiệp, thân hành chính đạo, miệng tuyên chính pháp, luôn lấy lòng từ bi để thương tưởng cứu độ quần sinh. Nay thì lại bỏ cái hạnh ấy, tự mình lại đi ăn trứng gà công nghiệp. Người ngoài đời họ ăn thì chúng ta không nói làm gì, chứ đấy họ có phải là người tu đâu. Họ chưa phải là người tu, họ mới là Phật tử, họ vẫn chưa phát nguyện giữ 250 giới như chúng ta. Thì họ ăn là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật chỉ khuyên các Phật tử ở ngoài đời phát nguyện là ăn chay gì? Theo ngày hoặc theo tháng mà. Còn ở chúng ta đã phát nguyện thọ 250 giới của Đức Phật để tu rồi thì phải giữ lấy cái hạnh đó mà tu. Tôi nói vị như thế. Thế vị bảo, ôi sư huynh, phải có sức khỏe mới tu được chứ. Tu mà không có sức khỏe làm sao tu được. Thế tôi nói rằng hơn 25 năm nay sư huynh ăn chay kể từ khi xuất gia đến nay. Sư huynh vẫn làm các công việc Phật sự từ giáo hội cho đến việc chùa chiền nữa thôi. Và thầy dẫn chứng là Hòa Thượng Tịnh Không lúc đấy ngài vẫn chưa viên tịch. Thầy nói là
Đại La Hòa Thượng Tịnh Không á, hơn 70 năm Ngài ăn chay trường, nhưng Ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn da rẻ, vẫn hồng hào, vẫn làm công việc Phật sự trên toàn thế giới đó đấy. Vô số những Phật tử ở trên khắp thế giới biết được Ngài đó đấy, nghe theo Ngài đó đấy, và tu theo lời dạy của Ngài đó đấy. Làm sao mà bảo là ăn chay là trường không đủ sức khỏe để mà tu? Người ở ngoài xã hội thì họ còn phải vừa phải chồng con, vừa phải vợ con, vừa phải bố mẹ, vừa phải gia đình. Họ còn rất 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 nhiều những cái mối ràng buộc, thì họ chưa ăn chay trường được. Phật cũng không có cấm, cũng không có trách, không có quở gì. Phật chỉ khuyến khích ai mà đủ nhân duyên ăn chay trường thì càng tốt. Không thì một tháng thì 2 ngày chay, hoặc 6 ngày ăn chay, hoặc 10 ngày ăn chay. Đây là quý lắm rồi. Còn là chúng ta là người tu hành, ai lại nỡ lòng nào để nhìn thấy chúng sinh nó đau khổ mà mình vẫn nhắm mắt nhắm mũi. Con gà vừa sinh ra, người ta đem, người ta lấy quả trứng đó đem bán ra ngoài chợ, mình bảo Phật tử đi mua về mà ăn. Nó không xứng cái hạnh của người tu một chút nào cả. Thế tôi nói như thế, các vị này lại lấy lý nói rằng đấy, ăn trứng gà công nghiệp nó có nở ra con đó, cho nên như củ khoai lang, ăn như ăn khoai lang. Và vị này dẫn chứng là các sư bên Nam Tông người ta có ăn chay trường như Phật giáo Bắc Tông mình đâu. Phật giáo Bắc Tông mới ăn chay trường, Phật giáo Nam Tông người ta đi khất thực, người ta cho gì thì ăn đấy, tín đồ Phật tử cho gì thì ăn đấy. Thầy bảo bao giờ thầy đi khất thực ở ngoài đường, Phật tử cho cái gì thì ông ăn cái đấy thì hắn tính. Bây giờ ông vẫn còn xây chùa, làm xây bếp, xây kho cơ mà. Xây chùa để ở mà xây bếp để nấu và xây kho để chứa đồ cơ mà. Như vậy là mình theo quan điểm của Bắc Tông. Nam Tông thì họ không xây bếp và không nấu ăn ở trong bếp, và cứ đến bữa trưa họ đi khất thực, vào giờ ngọ đi khất thực. Phật tử cho gì thì ăn đấy. Ừ thì ông muốn theo pháp Nam Tông thì ông phải hành như thế. Cứ đến giờ thì đi khất thực, cho gì ăn đấy. Thì nó lại khác, hoàn toàn khác. Còn chúng ta thì xây chùa, làm bếp, dựng kho để đồ, thì phải theo pháp của Phật tổ đã dạy cho cái pháp của mình. Nên vị lý luận như thế thì hai bên nói thì cũng chẳng ai thua ai. Họ cũng chẳng chịu thua mình, và mình cũng chẳng thắng được họ. Thôi thì cũng tùy duyên, bẵng đi một thời gian sau, 1-2 năm sau gặp lại, thì không chỉ ăn trứng gì, trứng gà công nghiệp nữa, mà bây giờ thì thịt gì cũng ăn. Thịt gì cũng ăn. Thịt gì cũng ăn luôn. Bảo là Phật tử cũng tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn họ. Thế tôi hỏi là vậy các Phật tử họ tự mua thịt mang đến chùa cũng không à? Không, nhà bếp họ, các Phật tử ở nhà bếp họ đi chợ mua, họ cũng kệ họ. Thế nhà bếp họ đi chợ mua lấy tiền từ đâu? Lấy tiền từ gì? Từ cái quỹ của Tam Bảo chứ đâu. Họ cúng vào hòm công đức. Hòm công đức thì của Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, đúng không? Đó. Mình mở hòm công đức ra cho vào quỹ, và xong rồi lại xuất tiền cho gì? Cho thủ quỹ, cho bà vãi đi chợ mua. Khác hoàn toàn với các sư Nam Tông gì? Đi khất thực. Khác hoàn toàn các quý vị. Đó. Tuy là cái vị thầy đó, cái vị sư đó không tự đi mua, nhưng mà bảo Phật tử, hoặc là trả lương cho Phật tử để Phật tử thì nấu nướng, nấu ăn cho chùa. Đưa tiền cho đi mua. Mà mua về mình ăn thì đương nhiên thì ăn. Hoặc thậm chí còn phím cho họ mua cái này cái nọ cái kia nữa. Đấy đâu phải là trang nghiêm, đấy đâu phải thanh tịnh đâu. Cho nên thầy nói rộng đến như thế, chúng ta thấy rằng ấy, đấy, giữa chính và tà, giữa chân và ngụy, giữa tiểu và đại, giữa thiên và viên, nó cách nhau chỉ như cái lật và cái úp bàn tay nữa. Nếu chúng ta không khéo, không tỉnh táo, không phân biệt được thì tà mà không biết mình là tà. Còn các Phật tử chúng ta tin theo thầy tà mà không biết mình đang theo thầy tà, đó mới là đau. Cuộc sống này có được bao lâu đâu.
Nhìn trong đây các vị đại đa số cũng 50-60 tuổi trở lên rồi. Giỏi lắm được 70-80 tuổi, 100 tuổi là cùng. Mấy người được 100 tuổi đâu. Mà tuổi bây giờ cũng là cái tuổi gì? Bắt đầu nó như là mặt trời xuống núi rồi. Tức là xế chiều rồi. Cái già, cái bệnh nó luôn luôn thường trực ở trong chúng ta rồi. Nếu không lo sớm để tu tập chuyên cần thì một ngày nào đó tự nhiên là chưa thấy Phật đâu mà đã gì? Đã tùng hình hình, tùng hình hình. Thế là sao? Đấy là tiếng gì? Tiếng trống báo, báo tử rồi các quý vị. Nằm trong quan tài đã hết chưa? Bảo chết là hết, có hết không? Không hết đâu. Nó chỉ hết ở cái tấm thân này thôi. Còn cái thần thức, cái A-lại gia thức của chúng ta bắt đầu lại tiếp tục tùy theo nghiệp mà đi đâu? Đầu thai. Cho nên Phật dạy, tổ giảng, chết đâu phải là hết, mà chết là thay đổi từ kiếp này sang một kiếp, kiếp khác. Từ thọ tấm thân này sang thọ tấm thân khác. Nếu làm thân con người, mặc dù có bệnh có tật, nhưng vẫn có trí tuệ, vẫn có phúc báo, không bị người ta giết một cách là gì? Tàn nhẫn, giết một cách là tự do. Vì sao? Vì giết người thì pháp luật quốc gia nào cũng có chế tài của cái tội giết gì? Giết người. Cho nên không có tự nhiên ông hàng xóm lại cầm dao ra để đâm, để chém, để giết mình cả. Không bao giờ, trừ xích mích với nhau ở cái mức cùng cực. Hay không bao giờ người nhà chúng ta giận dữ mà cầm dao giết mình ngay. Trừ trường hợp đặc biệt gọi là ở trong cái giai đoạn mà là họ tức quá mà không thể nào mà ngăn được nữa, không thể dừng được nữa, nó mới xảy ra cái chuyện là bất như ý như thế. Còn bình thường giận nhau á, mắng nhau, chửi nhau hoặc tát nhau vài cái xong rồi đánh nhau vài cái, ngày sau nhìn thấy nhau vài ngày sau thì lại quên đi. Vì con người chúng ta mà, thì cái tình của con người nó vẫn nhiều hơn là hơn, có trí tuệ, có sự hiểu biết, cho nên cũng dễ cảm thông cho nhau hơn. Cho nên còn đỡ vậy. Còn làm con vật, xin thưa các vị, làm con vật, các quý vị đừng có nghĩ rằng làm con vật là sướng đâu. Có những người thì trong nhạc Trịnh, Trịnh Công Sơn đó, Trịnh Công Sơn nó còn sống, có phụ viết ra mấy bài hát. Huyền sau khi chết thì Huyền làm cây thông đứng dưới trời cho gì? Đứng dưới trời. Làm cây thông có sướng không? Chắc gì làm cây thông đấy sướng. Làm cây thông đứng sừng sững dưới trời sướng không? Chứ sướng đâu. Đang tự nhiên, đang yên, đang lành thì người ta đến, người ta chặt, người ta đốn. Bây giờ thì đem cái cưa máy đến, yên, 2-3 phút mà cây đổ cả ình cả gì đâu. Đâu có phải làm cây thông giữa trời mà được tự do, tự tại đâu. Hay có người thì nói là nguyện kiếp sau được làm con chim én để bay lượn tự do giữa bầu trời xanh. Con chim én bay tự do giữa bầu trời xanh có thật không các quý vị? Nó đang nghĩ rằng đang bay tự do trên bầu trời xanh, bất chợt gặp con chim ưng, con chim cắt ở trên trời cao, nó bay cao hơn, hoặc là nó núp ở cành cây, nó nhìn thấy nó vèo tới một cái, nó tóm lấy, và con én có được tự do tung tăng bay dưới trời nữa không? Không. Hoặc là con người chúng ta răng bẫy thả lưới, nó có đâu có được tự do đâu. Hoặc là có người thì nguyện là gì? Nguyện kiếp sau thì làm thân cá bơi lội tung tăng thoải mái giữa lòng đại dương. Chúng ta nhìn đại dương bây giờ con cá cũng không được tự do nữa. Con ra đến tận gì? Đến Bắc Cực, Bắc Băng Dương, Bắc Cực đó cũng bị các đoàn thuyền lớn nó sang, nó tận đến nó đánh rồi, nó bắt rồi. Nó dùng cái lưới nó bủa vây hàng mấy km ở dưới biển, nó răng cho. Cái lưới thì nó sâu đến hàng 100 mét, rộng của nó hàng mấy, chiều dài hàng mấy cây số. Nó dùng cái tàu lớn nó quay một mẻ hàng 100 tấn cá
bỏ mạng chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Các vị thấy không? Làm con cá để tung tăng bơi lội giữa lòng đại dương. Sướng không? Vui không? Không vui, không sướng, không tự do đâu. Trăm năm trước thì bảo làm con cá bơi lội tung tăng giữa lòng đại dương thì còn có lý hơn tí. Thì lúc đó cái công nghệ đánh bắt cá ở biển mà, thì nó chỉ là cái lưới nhỏ nhỏ thôi, hoặc là câu thôi thì còn đỡ. Nhưng bây giờ nó đánh bắt cá khủng khiếp lắm các quý vị, đặc biệt là người Trung Quốc đánh bắt cá. Người châu Âu thì văn minh hơn, họ đánh bắt cá chỉ lấy loại cá to, mà cái mắt lưới của họ chỉ lấy mắt lưới từ 20 phân trở lên, thì những con cá mà dưới 20 phân đó thì nó loạt lưới, nó đi ra ngoài, nó sống lớn lên, bắt lớn lên lần sau lại bị bắt. Đấy. Thế còn người Việt Nam chúng ta với người Trung Quốc với một số nước ở Đông Nam Á chúng ta, lòng tham nó lớn hơn. Nói sự cái sự hiểu biết đó, về đại dương ấy, thì chúng ta hiểu đấy, biết là chúng ta đánh bắt như thế nó sẽ tận thu, nó sẽ hết đấy. Nhưng mà lòng tham, ai đi biển một tháng cũng mong là gì, đánh bắt được nhiều nhất có thể. Cho nên pháp luật nhà nước tuy cấm không được bắt cái loại kéo lưới, lưới phải bao nhiêu mắt trở lên, mắt ví dụ như mắt 40 trở lên, 40mm trở lên hoặc 50mm trở lên đó. Nhưng mà cái mà để đem ra mà trình với các cơ quan hải quan pháp luật gì đó thì trình cái loại đó, nhưng cái loại đánh bắt thật ở ngoài sông thì là loại khác, ngoài biển thì là loại khác. Cho thu thật nhỏ vào để bắt được thật nhiều. Thậm chí là còn dùng cả kích để kích điện để đi đánh bắt nữa. Đấy. Chúng ta thấy làm con cá ở dưới bơi dưới biển cũng không chắc là mình thọ hết cái tuổi thọ của mình đâu. Cho nên làm con người vẫn là sướng nhất trong các con vật ở thế gian này rồi. Nhưng mà làm người sướng nhất, nhưng tại sao còn lên kêu khổ với Phật, với Tổ, với các thầy là thầy ấy con? Khổ lắm. Khổ vì sao? Đấy, như thầy nói cái trường hợp một Phật tử mà một tháng mấy lần tự nhiên lăn quay ngã sùi bật mép. Mới sinh ra mẹ đã mất, bảy năm lên bảy thì bố lại mất, ở với chú thì chú rất thương, nhưng mà lại gì thì lại cực ghét. Đấy. À, thím chứ nhỉ, thím thì lại cực ghét. Cho nên vọt cho một trận, vụt cho một trận thì không may cái roi nhỏ nó thì nó mới gãy mất. Liền là tức quá, lấy cái que củi bên cạnh vụt cho một cái vào đầu. Thế là ngã lăn xuống. Từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi, cái di chứng của thím đánh đó mà sinh bệnh suốt cuộc đời. Hỏi gia đình trước đây làm nghề gì, bảo là bố con lúc còn sống làm nghề mổ trâu. Mà nghề mổ trâu thì thường lấy búa để đập vào đầu con trâu, con bò lúc nó còn đang sống mạnh khỏe như vậy. Cho nên đấy gọi là cộng nghiệp. Đấy gọi là quả báo, là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Vì nghiệp của bà cụ ấy với mẹ với bố của vị này chung nhau gọi là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp thì bố mẹ làm nghề, tự tay làm nghề sát sinh và bán những thịt của con vật đấy, cho nên thọ mạng bị mất sớm. Còn đứa con do cộng nghiệp sinh vào để trả nợ, sinh vào để chịu chung cái nghiệp với bố với mẹ, cho nên vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 tuổi bố liền mất, ở với chú và thím thì mặc dù chú thương nhưng mà thím lại rất ghét, cho nên bị vụt cho một que vào đầu. Và từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi vẫn bị cái di chứng đó và ốm đau suốt ngày. Đấy gọi là cộng nghiệp giữa đứa bé và bố mẹ nó. Chúng ta thấy có một cái câu người ta nói rất là hay,
ở xã hội. Thầy nghĩ cái này, nói cái dẫn câu này chúng ta dễ hiểu này. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này không? Đấy chính là cộng nghiệp đó các quý vị. Ví dụ như gia đình chúng ta có một người mà chúng ta rất yêu thương, cả gia đình ai cũng yêu thương và quý trọng. Bất chợt một ngày nào đó cái người mà chúng ta yêu thương quý trọng đó bị bệnh và bị mất, hoặc là không bệnh nhưng bị không may mất một cách gì đột tử hoặc đột ngột nào đó, cả nhà chúng ta có thương không? Có thương, rất rất thương. Có đau không? Có xót không? Có buồn không? Rất đau, rất xót và rất buồn. Và cái đau xót buồn thương ấy, đó chính là cộng nghiệp. Như còn nhà hàng xóm bình thường ra sát vách với nhau, thỉnh thoảng lại hay chụm chọe với nhau nữa, thậm chí nói chết đó, mình mở cờ ở trong bụng. Vì sao mở cờ trong bụng? Vì giữa chúng ta với họ không có gì, không có cái nghiệp ràng buộc là họ hàng hang hốc gì cả. Cho nên sát vách họ có người đám ma, tất nhiên bên nhà chúng ta không thể mở đài sập sình để ăn mừng được, nhưng mà trong lòng vui như mở cờ, ôi gì con mẹ đi chết, từ nay trở đi ta được yên một phần rồi. Có không? Có đấy. Mặc dù là người tu nhưng có thể vẫn có đấy. Người không tu thì đương nhiên họ mừng ra mặt rồi, nhưng người tu thậm chí cũng nghĩ vẫn có đấy, mở cờ trong bụng đấy. Từ giờ trở đi không bao giờ nghe thấy bà ấy cằn nhằn kèo nhèo nói hai ông ấy phá phách, ông ấy cằn nhằn, ông ấy chửi thề, chửi bồi, chửi đồng nữa vân vân. Từ giờ trở đi chắc thì gia đình chúng ta sẽ được yên một phần đấy. Cho nên đấy là gì? Đấy là không có cái nghiệp cộng với nhau là một gia đình hay là họ hàng, cho nên sát vách họ mất chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường. Bằng cái tình, cái nghĩa, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn thì gọi là sang làm cái lễ sang viếng thắp mấy nén hương và viếng đối trước linh cứu của họ vái mấy vái, lúc đó chết rồi mới vái thôi. Còn lúc còn sống thì có mà vái. Lúc còn sống ông với tôi, ông chiến tôi chiến ông. Bà mắng tôi mắng bà, tôi sợ cóc gì bà, vân vân. Nhưng mà lúc thì người chết gọi là nghĩa tử, là nghĩa tận. Ở Việt Nam chúng ta có một cái cũng rất là hay. Tôi nghĩ rằng mình giữ được truyền thống mấy ngàn năm như vậy chắc chắn là rất là tốt. Thôi nghĩa tử là nghĩa tận. Cho dù lúc còn sống mà họ hàng hoặc là làng xóm không thích nhau, cãi nhau như mổ bò, nhưng bên người ta chết sẵn sàng cho người ta bắc dạp sang bên cửa nhà mình để đón khách, để tiếp đón họ hàng với người phung viếng, có đúng không? Đấy là cái hay đấy. Tối lửa tắt đèn, nghĩa tử là nghĩa tận. Đấy, lúc sống thì ghét nhau lắm, nhưng chỉ cần nhà người ta có người chết sang đề xuất một cái, sẵn sàng vâng ông bà hoặc là các anh các chị cứ bắc dạp suốt đấy. Thế mà thậm chí chúng ta qua cái đó lại sang thăm hỏi phung viếng, thậm chí còn mấy ngày 2-3 ngày ở để phục vụ đám tang nhà hàng xóm nữa, mặc dù trước đây rất ghét nhau. Đấy, Việt Nam chúng ta có một cái đấy, cái hay nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên đến lúc đó thì thôi tất cả oán thù hay cái gì đó đều gác lại, để dừng lại và lo cho người mất. Thì cái đó thì nghĩ là cũng nên duy trì và cần phải duy trì và phát huy cái nghĩa cử cao đẹp ấy. Đấy, hàng xóm thì có buồn lắm thì chỉ có sang thắp nén hương đấy thôi. Nhưng còn họ hàng mặc dù ở xa đến hàng trăm cây số, nghìn cây số, nhưng vẫn cảm thấy gì? Đau buồn thương xót. Đó chính là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đó chính là cộng nghiệp giữa ta với người thân trong gia đình, trong họ hàng hoặc là bạn thân vậy. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy, thầy giải thích cái từ cộng nghiệp cho chúng ta hiểu thế nào là cộng nghiệp, thế nào là biệt nghiệp. Biệt nghiệp, biệt tức là riêng, biệt tức là nghiệp của riêng cá nhân mình chẳng hạn, đó là biệt nghiệp. Còn cộng nghiệp tức là chung với những người thân trong gia đình, dòng họ hoặc bạn bè, những người yêu thương nhau, vân vân, đó gọi là cộng nghiệp. Đấy là cái trường hợp mà bà cụ mà vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 năm sau bố lại mất, mà thầy nói đó, đó chính là cộng nghiệp với bố mẹ của mình. 60 năm, hơn 60 năm vẫn chưa hết vậy.
Khi tới chùa gặp Phật nghe Pháp, Thầy khuyên là nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng mà sám hối và hồi hướng công đức cho ông bà. Thế bà cụ nói là: nhưng mà bố mẹ của con mất hơn 50 năm nay rồi, còn hồi hướng được không thầy? Thầy bảo có, vẫn được. Đến 100 năm người ta vẫn nhận được, 1000 năm người ta vẫn nhận được, thậm chí nhiều hơn nữa người ta vẫn nhận được. Vì sao? Vì có chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thông chi cho và tiếp độ cho. Cho nên cho dù họ có ở trong A Tỳ địa ngục vẫn có thể tiếp nhận thông qua Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng được vậy. À, vì Bồ Tát Địa Tạng, khi chúng ta thọ trì đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì Bồ Tát Địa Tạng phải chịu trách nhiệm chính với chúng ta. À, sở dĩ vì sao mà chúng ta tụng kinh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà khỏi bệnh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà con cháu trong nhà mua quan tài rồi. Có năm ngoái có một trường hợp này, con cháu trong gia đình mua quan tài rồi, thế thỉnh đội tụng kinh đến để tụng kinh. Thế hỏi thầy, gọi điện hỏi thầy là trợ niệm hay tụng kinh. Thế thầy bảo là bây giờ thì theo như lý thuyết thì trợ niệm tốt hơn tụng kinh. Thế đội tụng kinh 3 ngày vẫn thế, cụ vẫn chưa đi. Trợ niệm thấy mệt mỏi quá, 3 ngày vẫn chưa đi. Gia đình mua quan tài rồi mà ốm nặng lắm, 3 ngày cũng lớn tuổi, cũng phải đến 80, hơn 80 rồi. Trước đây cũng là Phật tử, cũng ở trong đạo tràng, cũng đến chùa, nhưng mà bây giờ yếu rồi thì không hay đi được nữa. Thế xong rồi thì tôi bảo là theo nguyên lý thì trợ niệm, nhưng trợ niệm 3 ngày cụ vẫn cứ nằm đấy. Thế tôi mới bảo là thôi, hay là các Phật tử phát nguyện tụng một bộ kinh hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng cho cụ đi. Lúc tụng kinh nói nhỏ vào tai cụ. Đó, gia đình con cháu, tất cả gia đình con cháu với chúng tôi là đạo tràng Phật tử. Đó, thầy bảo là tụng cho cụ một bộ kinh Địa Tạng hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho cụ. Thế nếu mà cụ hoan hỉ thì cụ nháy mắt hoặc là cụ cựa đi, cựa tay. Thế nghe tin bảo thầy vào tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ. Thì trước đây bà cụ vẫn đến chùa mà, vẫn biết thầy, cũng rất là kính trọng thầy. Thế nói là thầy bảo tụng kinh Địa Tạng cho cụ, hồi hướng cho cụ. Mà cái thì nghe thấy mà cái là nước mắt cứ trào ra. Và tay này, may mấy cái tay, ý là hiểu được và muốn tụng kinh. Và các Phật tử tụng hết ra 1 bộ kinh Địa Tạng trong 1 ngày. Sáng, chiều, tối như thầy nói, kiểu như tụng đàn ấy, đập đàn lên tụng kinh Địa Tạng. Thế tụng hết 1 ngày, hết bộ, hết quyển hạ một cái, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, hết quyển hạ. Thế tự nhiên thấy bà cụ ho, thế là nó nôn ra một cái cục máu đặc đặc, nó đen xì ra. Thế ho thế là nôn ra một cục máu đặc, thế là xong một cái nó khỏe dần. Đến tuần sau thế thấy khỏe, bảo tụng, thầy bảo thế tụng tiếp cho cụ mấy ngày. Thế là tụng đến hết đúng 1 tuần. Thế là bà cụ ăn cháo được, ăn cháo xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì rồi cộng với gọi bác sĩ đến để truyền nước, truyền đạm cho nữa, thế là khỏe. Năm ngoái, năm nay vẫn còn sống khêu khêu ra đây, vẫn khỏe khêu khêu ra đây. Đấy là từ coi chết trở về đấy. Vì sao? Vì nương vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng nhất tâm. Cái trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng khi mà chúng sinh nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì ngài, chúng ta nhớ ở trong kinh Địa Tạng là khi ở tại cung trời Đao Lợi, ngài đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi ngài nói, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài giao phó tất cả những chúng sinh còn lại trên thế gian này, những chúng sinh mà căng cường khó độ đó, thì để cho ông tiếp tục ở lại để dẫn dắt và giáo hóa, khiến cho những chúng sinh ở thế gian này nó biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện,
Những chúng sinh nào mà làm được những điều như thế, nghĩa là biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện đó, thì ông phải giúp đỡ cho họ. Ông phải có trách nhiệm để bảo hộ cho họ, để cứu giúp họ sớm được thoát khổ, sớm được giác ngộ và sớm được giải thoát. Cho đến bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở tại thế giới này để phổ độ chúng sinh thì cái trách nhiệm của ông thì mới tạm thời được nghỉ ngơi chút xíu. Đại khái thế. Cho nên á, vì sao mà cái thời mạt pháp này tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng lại được linh nghiệm như thế? Vì ngài chính là nhận cái sự phó chúc của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vậy. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy bây giờ chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lại trì niệm danh hiệu của ngài, lại thanh bông hoa quả thành tâm cung kính để cúng dường ngài. Ngài không vì cái chút thanh bông hoa quả đấy đâu, nhưng mà đây là thể hiện cái tấm lòng thành của chúng sinh, của tín đồ Phật tử, của người dân chúng ta đối với ngài. Và đặc biệt là việc thọ trì đọc tụng nhất tâm, ngài sẽ có trách nhiệm vì tất cả các vị Diêm La Vương, 10 vị Đại Minh Vương, như là vị đệ nhất gọi là Tần Quảng Minh Vương, vị thứ hai gọi là Sở Giang Minh Vương, vị thứ ba gọi là gì, Tống Đế Minh Vương, vị thứ tư gọi là Ngũ Quan Minh Vương, vị thứ năm gọi là Biến Thành Minh Vương, vị thứ sáu gọi là Thái Sơn Minh Vương, vị thứ bảy gọi là Thái Sơn Minh Vương, vị thứ tám gọi là Đô Thị Minh Vương, vị thứ chín gọi là Đệ Cửu Điện Chuyển Luân Minh Vương, vị thứ mười gọi là gì, là Đệ Thập Điện đó. Vị thứ chín gọi là Đệ Cửu Điện Đô Thị Minh, Đệ Thập Điện Chuyển Luân Minh Vương. Chuyển Luân Minh Vương là thứ mười. Đấy, mười vị Đại Minh Vương ấy đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng, đều là đệ tử của các đức Phật quá khứ và hiện tại, cũng như vị lai. Vì trong kinh Địa Tạng nói là các vị Minh Vương ấy đều là Bồ Tát hóa thân. Đều là Bồ Tát hóa thân. Cái này ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì mới biết được. Các vị tu đến hàng thất địa Bồ Tát trở lên thì thường thì làm thân gì? Quốc vương, làm thân đại thần. Vì có quyền lực trong tay mới có thể dẫn dắt chúng sinh đi đúng đường chính đạo được vậy. Ví dụ như người nông dân chân lấm tay bùn khổ cực, miếng ăn chưa đủ, gia đình còn chưa nói được, thì có nói được ai lãnh đạo được xã hội không? Nói được không? Không. Nhưng mà một vị bộ trưởng hay một vị thủ tướng, người ta có đạo đức, có trí tuệ, có tâm huyết với dân, với nước, thì người ta đưa ra những định hướng tốt để phát triển kinh tế, ổn định chính trị vân vân cho quốc gia, người ta làm được. Nhưng còn ông nông dân chân lấm tay bùn, thiếu phúc thiếu trí, nuôi làm để nuôi gia đình, nuôi vợ nuôi con còn chưa được, thì có nói được ai? Có phải không? Đấy, cho nên các vị Bồ Tát muốn tận độ chúng sinh, muốn giáo hóa được rất rất nhiều chúng sinh thì thường hiện làm thân quốc vương đại thần. Như trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, thì mình gọi là kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát Quán Thế Âm muốn hiện làm thân quốc vương thì hiện làm thân quốc vương để giáo hóa chúng sinh. Thậm chí muốn hiện làm thân Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thể hiện làm thân Phật để độ chúng sinh, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vào cái thời mà gọi là đất nước có thể nói là khủng hoảng nhất về tình hình chính trị và an ninh của quốc gia. Đó chính là thời Lý, thời Trần, đặc biệt là thời Trần. Chúng ta biết thế giới lúc đó thì chưa có bom nguyên tử,
chưa có tên lửa Tomahawk hay là Đông Phong hay là cái gì xuyên liên lục địa bây giờ, mà lúc đó là chỉ là gì? Chiến tranh bằng kỵ binh, bằng bộ binh, bằng tượng binh. Tượng binh tức là gì? Là đội quân voi, có voi. Kỵ binh, binh mã tức là gì? Quân ngựa, cái ngựa đó. Và chúng ta biết thời nhà Trần thì lúc đó là đất nước chúng ta cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới, sang tận châu Á đến châu Âu, vó ngựa của quân giặc Nguyên Mông đến đâu thì gần như bị săn phẳng tới đó. Thậm chí là một nửa châu Âu đã rơi vào tay của quân giặc Nguyên Mông. Già nửa châu Âu chứ không một nửa, mà già nửa châu Âu. Nó đánh sang tận Thổ Nhĩ Kỳ rồi cơ mà. Mà chúng ta nhìn cái bản đồ á, Nga gần như mất rồi. Nga mất rồi, gần hết rồi. Ukraine lúc đó cũng vào tay quân giặc Nguyên Mông, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ cơ mà. Đó. Làm đến nửa già châu Âu. Còn châu Á mình gần như là khuất phục gần hết rồi. Ấy mà đến khi Việt Nam, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế, chỉ có hơn chục năm thôi, rơi hết vào tay của nhà Nguyên. Nhà Minh mạnh như thế nhưng cũng phải bị diệt, rơi vào tay nhà Nguyên. Sang Việt Nam chúng ta lúc đó, chúng ta thấy ba vị vua nhà Trần, ba vị vua đầu tiên nhà Trần, đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, đều là những Phật tử thuần thành của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên, còn trốn bỏ ngai vàng để lên núi Yên Tử xuất gia, nhưng bị Trần Thủ Độ đem quân đến tận chân núi Yên Tử, cắm quân ở đó và cùng tự mình lên tận trên chùa Hoa Yên nói với Trần Thái Tông lúc bấy giờ, nói với Trần Thái Tông là: bệ hạ mà không về thì thần sẽ đem xây dựng kinh thành ở ngay dưới chân núi Yên Tử. Cho nên lúc đó quốc sư Trúc Lâm ở núi Yên Tử mới nói với Trần Thái Tông là gì? Xin là bệ hạ gì? Đi về để lo cho dân, cho nước. Thấy Trần Thái Tông là khóc lóc không muốn về, thầy mới nói với đệ tử là gì? Sơn bản vô Phật, do tồn hồ tâm. Câu nói rất nổi tiếng, có nghĩa là trên núi vốn không có Phật, mà Phật chỉ ở tại tâm mình mà thôi. Trên núi vốn đâu có Phật, Phật tại trong tâm mình. Trên núi chỉ là cái phương tiện để cho mình tu hành, để liễu ngộ chân tâm, tỏ được Phật tính mà thôi. Chứ trên núi vốn đâu có Phật, Phật ở tại tâm mình. Cho nên bệ hạ, nếu đi về mà lo cho dân cho nước, khiến cho quốc thái dân an, người người nhà nhà đều ấm no hạnh phúc, người người nhà nhà đều biết tôn kính Tam Bảo, biết tôn trọng về đạo đức, về nhân quả, về hiếu hạnh, thì đó chính là Phật đấy. Rồi nghe thêm quốc sư Trúc Lâm sách tiến động viên Trần Thái Tông phải gạt lệ để theo Trần Thủ Độ đi về Thăng Long tiếp tục làm vua. Nhưng về làm vua, nhưng là một ông vua hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây thì chán trường. Chán là sao? Vì bị Trần Thủ Độ ép lấy vợ của chị mình làm vợ của mình. Đó. Trong khi đó vợ chị mình mang thai với anh mình rồi. Đó. Anh con giống bác mà. Đấy, Trần Thái Tông là con giống chú. Đó. Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh. Trong khi đó vợ của anh đã có thai rồi. Đó. Còn Trần Thái Tông thì
cưới công chúa, cưới vua Lý Chiêu Hoàng, nhưng mà sống với nhau mấy năm vẫn chưa có con. Cho nên Trần Thủ Độ sợ rằng á, giang sơn của nhà Trần lại giống như nhà Lý, do Trần Thái Tông không có con thì giang sơn của nhà Trần có khi lại mất như nhà Lý. Cho nên mới vội vã quá, mới muốn cho cháu mình sớm có con để cho thì thiên hạ được yên, dòng họ cũng thì không ai nhòm ngó. Cho nên là ép cháu của mình, tức là Trần Thái Tông, lấy vợ của anh trai con ông bác đã có thai sẵn. Cho nên Trần Thái Tông mới chán, mới gì, mới thấy cảnh tình thế thái, nhân tình thế thái, cho nên mới trốn lên núi Yên Tử đi tu. Nhưng mà Trần Thủ Độ không cho, cho nên kéo quân hướng tận đấy để đòi về. Lúc đi về thì ngài hoàn toàn không sống như thế nữa, mà ngài sống là một vị vua, thực sự là một vị vua, yêu nước thương dân, chăm chỉ học hành, đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ đã dậy để tụng kinh ngồi thiền rồi các quý vị. Chúng ta thấy không? Một vị vua mà đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ sáng đã dậy để tụng kinh ngồi thiền rồi. Cho nên có thể nói là một vị vua Phật tử. Và đặc biệt là sau này ngài có soạn ra những cái bộ khóa lễ, cái bộ nghi thức khóa lễ gọi là lục thời sám tụng khóa nghi, tức là vua mà một ngày hành trì 6 thời lễ Phật, tụng kinh và ngồi thiền, có khác gì một vị sư xuất gia đâu. Nhưng trong khi đó thì vẫn chăm chỉ học hành và lo toàn vẹn việc triều chính. Mà đặc biệt là đến khi quân giặc Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi đất nước Việt Nam chúng ta lần thứ nhất, thì Trần Thái Tông cùng với quần thần và nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Mà trong khi đó thì quân giặc Nguyên Mông đi đến nước nào thì nước đó thì bị làm cỏ. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta, một đất nước nhỏ bé, lúc đó dân số rất là ít. Nước Việt Nam chúng ta lúc đó mới chỉ vào tới khoảng, chưa tới Quảng Bình, Quảng Trị đâu các quý vị. Đằng trong là nước khác, nước Chân Lạp và cái nước, một cái nước khác ở ngày xưa. Đó. Thế mà chúng ta thấy đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Rồi đến Trần Thánh Tông cùng với Trần Nhân Tông, tức là con với cháu Trần Thái Tông, hai lần kế tiếp đánh tan quân giặc Nguyên Mông nữa. Đấy, chúng ta thấy, đấy chính là những vị mà mình gọi là ở đời thì là vua, trong đạo xuất gia thì là Phật của Việt Nam, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó các quý vị. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại cung kính và tôn trọng Trần Nhân Tông đến như vậy. Cả ba vị vua nhà đầu nhà Trần, vị vua nào cũng là gì? Là vị Phật tử thuần thành. Và đặc biệt là vị vua thứ ba là xuất gia thành công và còn thành tổ nữa, thành Phật của Việt Nam chúng ta nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà các vị Bồ Tát thầy nói là lên hàng thất địa, dẫn trong kinh Hoa Nghiêm nói lên hàng thất địa thường là thể hiện làm vua, làm đại thần là như thế. Đó. Rồi kể cả chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần đây chúng ta thấy là xã hội họ cứ suy tôn, họ nói Đức Phật Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Bồ Tát. Hay có người họ còn nói thì nói cụ chính là Phật ấy. Gọi là họ gọi là Phật gì nhỉ? Ngọc Phật à? Rồi họ gọi cụ là Ngọc Phật. Không phải tự nhiên dân gian lại suy tôn cụ, sánh ngang với Phật là như với tổ là như thế. Vì cụ có công đánh tan hai đế quốc kìa, hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó chính là giặc Pháp và đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai cái thế lực mà là sừng sỏ nhất thế giới lúc bấy giờ. Còn thời xưa 700-800 năm trước thì Phật Hoàng ba bố Quan Ông cháu của
Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông á, thì đánh tan á, cái đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là chính là nhà Nguyên của thành Cát Tư Hãn. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta một nước nhỏ bé nhưng mà anh hùng thì cả thế giới đều phải nghiêng mình kính nể. Đấy, thầy nói là vì sao mà phải thể hiện là Bồ Tát, các vị Bồ Tát thất địa trở lên thường hay thể hiện vua chúa quan lại, những bậc đại thần, những người có uy tín trong xã hội, vì thể hiện như thế mới độ được. Ví dụ như thầy nói với các quý vị, thầy thì không phải là Phật Bồ Tát gì đâu nhớ, thầy thì là phàm phu thôi, nhưng mà nói với các quý vị, nhưng mà khoảng 30 năm trước bảo thầy nói với các quý vị có nghe được không? Chắc chắn không, vì lúc đó trí tuệ không có, phúc báo không có, chỉ là một anh chàng nông dân nghèo kiết xác mùng rơi, bản thân chưa lo được, nói được ai? Ai nghe, ai tin lời nói của thầy? Nhưng 30 năm sau xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, khổ tâm rèn luyện, khổ trí tu học, khổ thân để thực hành, dần dần thì có một chút công đức, một chút phúc báo, một chút trí tuệ, có một chút thôi, có một chút cũng có, nhưng có một chút xíu thôi. Cho nên lời nói ra mới được các Phật tử chúng ta, mới được nhiều người họ tin tưởng và họ làm theo. Mà thầy cũng không nghĩ rằng mấy năm nay, đặc biệt là khoảng từ khi sau dịch Covid tới giờ, từ dịch Covid thì mình không giảng các khóa tu thế này mà giảng trực tuyến. Thế là từ đó giảng trực tuyến nhiều người nghe, và bây giờ là một số những cái các Phật tử ở ngoài họ thấy là cái bài giảng của thầy nó cũng có ý nghĩa để giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo dục Phật pháp cho Phật tử, cho nên họ đến họ xin với ban thông tin là để cho họ xin được cắt lại các bài giảng của thầy ấy, để họ đưa lên YouTube, trên Facebook, Zalo vân vân gì đó, mà nhiều người biết đến hơn. Chính như cái kênh chính nhà mình đây này, giảng xong thế này có khoảng 5-7 nghìn, chục nghìn, hơn chục nghìn lượt xem thôi. Nhưng mà bên kia họ không biết họ làm kiểu gì, họ cắt lại, nó chỉ cần khoảng một ngày sau có khi 30-40 nghìn lượt xem. Hôm rồi thầy xem là mới có 4-5 tháng nay mà có một vài clip của hàng triệu lượt người xem. Không biết họ làm kiểu gì mà nhiều người xem đến thế. Cho nên nhiều Phật tử ở xa, rất rất xa, họ được nghe giảng qua những cái trang mạng xã hội ấy, mà họ biết đến Phật pháp, 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 mà họ biết đến Phật. Các vị đến mà hỏi thầy, thầy bảo về thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, về mà đọc mà tụng, mà nhất tâm mà tụng, cộng thêm thỉnh thoảng mùng một ngày rằm hoặc là ngày trai, nếu có điều kiện kinh tế thì mua con chim, con cua, con cá, con ốc mà phóng sinh. Nhưng thầy cũng nói trước là ra chợ hoặc là đi thấy bất chợt con vật đó nó ở trong vạn tử nhất sinh, tức là chim trong lồng, cá trong chậu, người ta đem bán ở chợ hoặc ở ngoài đường vân vân. Chúng ta nhìn thấy chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, chúng ta hỏi, chúng ta mua và chúng ta thả luôn được, đọc mấy câu niệm Phật được, hoặc đọc bài quy tam bảo cho nó và thả luôn được. Thì không cứ phải mang đến chùa mới thả, mang đến chùa nhờ các thầy quy xong mới thả đâu, thả bất cứ lúc nào. Đấy gọi là phóng sinh đúng cách, đấy gọi là phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi ban vui cứu khổ của nhà Phật chúng ta. Đấy, phóng sinh như thế thì không cứ là phải nhiều, ít cũng được. Có khi một vài con ốc, một vài con cua, một vài con cá chạch, một vài con cá rô đồng, một vài con cá quả, hay một vài con cá chép vân vân cũng được, một vài con chim sẻ, hay một vài con lợn có được không? Hả? Phóng sinh lợn được không? Khổ thân cái con vật nuôi ấy, nó cũng là cái nghiệp của nó các quý vị ạ. Vì sao thầy gọi là nghiệp của nó? Những con vật nuôi đấy nó hoàn toàn là gì?
từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên cho đến lúc bị thịt, nó đều ăn bám vào con gì? Con người. Cho nên chúng ta có thấy con lợn hay con gà hay con vịt đó, con trâu con bò đó mà họ phóng sinh, chúng ta có mua nó để phóng sinh thì đem thả ra ngoài đồng, nó tự không sống được, nó lại đi mò vào nhà người. Mò vào nhà người thì cũng sẽ bị bắt và bị thịt thôi. Đấy là cái nghiệp của nó. Cho nên các vị cứ nghĩ là ăn thịt lợn không có tội. Không có tội thì cứ ăn đi. Các vị đừng có nghĩ là không có tội, ăn thịt chó mới có tội. Nhiều Phật tử chúng ta bây giờ có người nói là gì? Bạch thầy á, con thực sự là con rất thấy là con rất là hạnh phúc. Bà vì sao con hạnh phúc? Vì từ khi sinh ra con chưa bao giờ ăn thịt chó. Thế bà sao không ăn thịt chó mà rất hạnh phúc? Vì ăn thịt chó là có tội lớn nhất. Thế thì thầy hỏi thì Phật tử ăn chay à? Bà không, con không ăn chay. Thế hàng ngày ăn thịt gì? Bà con chỉ ăn thịt lợn với ăn cá thôi. Ăn thịt lợn với ăn thịt cá và một số các loại thịt khác, thịt trâu, thịt bò thôi. Thịt chó, thịt mèo con không ăn. Thầy cười, thầy bảo thì không ăn thịt chó, thịt mèo, kiếp sau có thể không phải làm chó, làm mèo. Nhưng chuyên ăn thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, kiếp sau có thể phải làm trâu, làm bò, làm lợn đấy. Nghe thầy nói như thế thì vị bảo sao thầy lại rủa con như thế? Mà không, thầy có rủa đâu. Đây là trong kinh nhân quả Đức Phật dạy là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Ăn con nào thì sau này, kiếp sau khi mình hết phúc á, sẽ rất dễ bị đọa làm con đó. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng ăn thịt chó, thịt mèo mới có tội, còn ăn thịt lợn không có tội. Gần đây có một vị sư, trước đây cũng ăn chay trường, và khuyên các Phật tử là không nên sát sinh, không được sát sinh, và nên ăn chay trường. Nhưng mấy năm nay thì cái vị sư đó lại thay đổi pháp tu và ăn gần như tất cả các loại thịt. Đầu tiên là chỉ ăn trứng thôi. Đầu tiên là nói là chỉ ăn trứng, và chỉ ăn trứng không trống, tức là trứng gà, trứng gà công nghiệp thôi. Và khi thầy biết được cái điều đó, thầy nói là tại sao ông lại phá giới mà đi ăn trứng như thế. Ngày xưa suốt ngày ông giảng cho các Phật tử, ông khuyên các Phật tử là phải ăn chay, không nên sát sinh, mới đi đúng chính đạo. Tại sao mấy năm không gặp mà bây giờ ông lại đi ăn trứng? Ông lại khuyên Phật tử ăn trứng. Thì lúc đó vị ấy nói với tôi là: ô sư huynh à, vị gọi thầy là sư huynh, ô sư huynh ơi, cái trứng gà công nghiệp nó có nở thành con đâu. Trứng gà công nghiệp nó không có trống, cho nên ăn nó cũng như ăn khoai lang thôi. Thế tôi bảo là đệ nói như thế mà nói được. Ăn nó như ăn khoai lang, tại sao đệ không mua khoai lang về mà ăn? Tại sao không mua khoai lang về mà chế biến thành thức ăn để mà ăn? Đệ là người tu, đệ nói là ăn trứng gà công nghiệp cũng giống như ăn khoai lang thôi, thì tại sao là không đi ăn khoai lang mà là đi ăn trứng gà công nghiệp làm gì? Người ngoài đời họ ăn, đấy là chuyện của người ngoài đời. Còn mình là người tu, mình xuất gia cạo tóc, mặc áo cà sa, lòng từ bi thương xót chúng sinh, như Đức Phật nói là phải như người mẹ thương con đỏ. Tại sao chúng ta lại như thế? Con gà tuy là gì, nó đẻ ra cái trứng không có trống, nhưng chúng ta nhìn thấy cái con gà công nghiệp lúc nó đẻ trứng nó có đau khổ không? Nó có khổ không? Ở đây nếu ai đã từng làm mẹ, ai đã từng sinh con, các quý vị thấy lúc đó, sinh con có vui không? Có sướng không? Có đau không? Đau. Vui thì rất vui, vì mình sắp sửa có một đứa con, hai đứa con, rất vui. Nhưng đau không? Đau, rất rất đau. Mấy năm trước thầy có một đôi vợ chồng là Phật tử rất thuần thành nhà mình, mà cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ, trong cái thanh thiếu niên nhà mình, nhà Sơn Tây này này.
hai vợ chồng cũng đều là Phật tử trẻ, đi chùa từ từ lúc 14, 15 tuổi, vào trong câu lạc bộ ở Sơn Tây. Yêu thương nhau xong cưới nhau, chưa bao giờ chửi nhau. Nhưng cái hôm ông chồng đưa vợ đi Việt Nam sinh con ấy, ôi dồi, bà vợ nó đau. Bác sĩ bảo khoảng độ tầm 2-3 tiếng đồng hồ là sinh, họ tiêm thuốc cho là để có thể sinh nở nó nhẹ nhàng tốt hơn. Nhưng tiêm bảo là khoảng 2 giờ sinh mà đến 6 giờ tối chưa sinh, đến 8 giờ tối vẫn chưa sinh. Nó đau như thế. Cho nên nó gọi chồng vào nó chửi. Nó cào cấu rồi nó cắn cho, nó đánh cho. Mà tại mày, tông sư nhà mày, tổ bố nhà mày, tại mày mà tao thì tao khổ thế này. Đấy, đau quá không chịu được. Nó chỗ tại mày mà tao đau thế này. Ôi dồi, nghe câu chuyện của vợ chồng nhà đấy mà tôi thầy cũng phải ôm bụng mà cười với cái vợ chồng nhà đấy. Mà câu chuyện đấy thì chính mẹ chồng vào kể lại cho thầy, lúc nó đau nó chửi như thế. Con cũng thương nhưng mà chẳng biết làm nào. Thôi lúc đó nó chửi thì kệ nó thôi. Thế tôi hỏi đây, bà có giận con dâu không? Bà không, bà thầy ngày xưa con sinh con cũng biết rồi, lúc đấy nó đau lắm. Lúc đấy là cái người mà mình muốn trút giận nhiều nhất đó chính là ông chồng. Tại ông mà tôi thì tôi đau tôi khổ thế này. Đấy, vì ông phải sinh con cho ông mà tôi mới khổ thế này. Còn ông thì cứ ở bên ngoài, ông đi đi lại lại ông ấy thôi, chứ còn thì cái người đau người khổ là tôi. Đấy, cho nên sinh con thì vui thì mừng, cả nhà vui mừng. Nhưng mà cái người làm mẹ, người làm vợ kia thì cực kỳ là đau đớn. Ai đã từng sinh con ở trong đây đã từng bị đau rồi giơ tay để xem nào. Mổ cũng đau các quý vị ạ. Có không giơ tay xem nào. Ôi trời, một số người không giơ tay thì sinh con không đau tí nào à? Sinh con giống như uống nước à? Sinh con có nhẹ nhàng như là uống nước mía, nước ngọt không? Không có đâu. Ngại không giơ tay thôi, thầy biết ai không đau. Không nhiều thì ít, mà đại đa số là nhiều. Có người bảo ấy, con sinh con mổ cho nên con không đau. Mổ cũng đau. Nhưng mà chẳng qua là lúc đó tiêm thuốc gì ấy. Tiêm thuốc tê, thuốc mê vào, cho nên tiêm thuốc tê vào đó nó cào không cảm thấy đau. Họ rạch giống như mình thái thịt vậy các quý vị. Cái con dao sắc của bác sĩ nó mổ nhỏ nhỏ, tuy nhỏ đấy thôi nhưng rất sắc. Họ rạch đến đâu thì nghe nó xẹt 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 xẹt. Ôi rồi, còn nghe thấy cái da, nếu mà ai mà họ cho thuốc mê mình chỗ khu vực đó thôi á, nghe cái từ họ rạch đến đâu là nghe cái từ cái dao nó xẹt xẹt cái da mình nó rạch ra tới đó, nhưng không cảm thấy đau thôi. Nhưng khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 5-7 tiếng, chục tiếng đồng hồ sau, nó hết thuốc tê đi á, lúc đó có đau không? Đau hàng tháng, ở vài tháng mới hết là bảo không đau là không đúng. Chúng ta thấy y học hiện đại nhất thế giới bây giờ hỗ trợ cho bà mẹ sinh con nhưng vẫn cảm thấy gì? Cảm thấy đau sau khi hết thuốc tê thuốc mê ấy. Con gà nó đẻ trứng cũng như người mẹ sinh con thôi. Chúng ta có nhìn thấy con gà nó đẻ trứng bao giờ chưa? Nhìn nó đau, nó khổ. Ngày xưa thầy còn bé, thầy cũng một vài lần nhìn thấy cái con gà mái nhà thầy ở quê ấy, nó đẻ trứng ấy, khổ lắm, nó đau mà nó rùng mình, mà mắt này nó nhắm nghiền lại mà nhìn như là nó phải toàn bộ thân thể nó run lên bần bật lên nó mới sinh được một cái trứng ra. Nhưng ngày đấy chưa biết gì về pháp, chưa biết Phật pháp, cho nên cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường. Xong là nó đẻ ra liền là vào là lấy quả trứng nó vào đi ra để luộc hoặc để bác ra để gọi là làm món ăn bình thường. Đúng là con người khi chưa biết Phật pháp, lòng từ chưa dấy khởi thì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ta nuôi con gà, ta lấy quả trứng của nó ta ăn, đó là chuyện bình thường, có gì đâu phải suy nghĩ, có đúng không? Thực sự là ở thế gian á, khi chưa học Phật pháp, chưa hiểu được lòng giáo lý nhân quả và chưa được cái lòng từ bi á, chưa được Phật khai hóa cho, thì quả thật đó là chuyện rất tầm thường, rất bình thường. Chúng ta không cảm thấy một chút lỗi lầm nào trong cuộc sống, cho dù là nhỏ nhất như đầu móng tay cắt bỏ đi vậy các quý vị. Vì sao?
Cái con gà là tôi nuôi cơ mà. Tôi nuôi, gia đình tôi nuôi. Thì tôi có quyền gì? Có quyền ăn, giết thịt nó để ăn, bắt làm thịt để ăn, để tiếp khách hoặc để ăn trong nhà. Hoặc là đem bán ra chợ, hoặc là lấy trứng nó để luộc hoặc để làm thức ăn hàng ngày. Đấy là chuyện rất rất bình thường đối với thế gian pháp của chúng ta. Những người học Phật rồi thì có một cái nhãn quan khác. Được Đức Phật tưới tẩm bằng lòng từ bi, bằng cái lòng yêu thương chúng sinh vô hạn. Cho nên nhìn thấy con gà nó đẻ quả trứng ra, cho dù quả trứng đó không có gì, có trống có cổ, tức là không thể nở thành con, nhưng cũng thương, cũng phải thương cái con gà đó lúc nó sinh, lúc nó đẻ trứng như vậy, nó đau khổ đến mức độ nào. Ta vỗ ngực tự xưng là gì? Là trưởng tử của Đức Như Lai, hoặc là đệ tử của Đức Như Lai. Thân mặc pháp phục, bảo hành chính đạo, tại sao không thương lấy chúng sinh một chút vậy? Cho nên tôi nói vị đó, ông phải xem lại. Có khi mình sai đường mà mình không biết. Xem lại cái cách tu bây giờ đi, sai đường rồi đấy. Trước đây xuất gia, tự mình trang nghiêm thanh tịnh ba nghiệp, thân hành chính đạo, miệng tuyên chính pháp, luôn lấy lòng từ bi để thương tưởng cứu độ quần sinh. Nay thì lại bỏ cái hạnh ấy, tự mình lại đi ăn trứng gà công nghiệp. Người ngoài đời họ ăn thì chúng ta không nói làm gì, chứ đấy họ có phải là người tu đâu. Họ chưa phải là người tu, họ mới là Phật tử, họ vẫn chưa phát nguyện giữ 250 giới như chúng ta. Thì họ ăn là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật chỉ khuyên các Phật tử ở ngoài đời phát nguyện là ăn chay gì? Theo ngày hoặc theo tháng mà. Còn ở chúng ta đã phát nguyện thọ 250 giới của Đức Phật để tu rồi thì phải giữ lấy cái hạnh đó mà tu. Tôi nói vị như thế. Thế vị bảo, ôi sư huynh, phải có sức khỏe mới tu được chứ. Tu mà không có sức khỏe làm sao tu được. Thế tôi nói rằng hơn 25 năm nay sư huynh ăn chay kể từ khi xuất gia đến nay. Sư huynh vẫn làm các công việc Phật sự từ giáo hội cho đến việc chùa chiền nữa thôi. Và thầy dẫn chứng là Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn lúc đấy ngài vẫn chưa viên tịch. Thầy nói là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không hơn 70 năm ngày ăn chay trường, nhưng ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn da rẻ, vẫn hồng hào, vẫn làm công việc Phật sự trên toàn thế giới đó đấy. Vô số những Phật tử ở trên khắp thế giới biết được ngài đó đấy, nghe theo ngài đó đấy, và tu theo lời dạy của ngài đó đấy. Làm sao mà bảo là ăn chay là trường không đủ sức khỏe để mà tu? Người ở ngoài xã hội thì họ còn phải vừa phải chồng con, vừa phải vợ con, vừa phải bố mẹ, vừa phải gia đình. Họ còn rất 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 nhiều những cái mối ràng buộc, thì họ chưa ăn chay trường được. Phật cũng không có cấm, cũng không có trách, không có quở gì. Phật chỉ khuyến khích ai mà đủ nhân duyên ăn chay trường thì càng tốt, không thì một tháng thì 2 ngày chay, hoặc 6 ngày ăn chay, hoặc 10 ngày ăn chay, đây là quý lắm rồi. Còn là chúng ta là người tu hành, ai lại nỡ lòng nào để nhìn thấy chúng sinh nó đau khổ mà mình vẫn nhắm mắt nhắm mũi. Con gà vừa sinh ra, người ta đem, người ta lấy quả trứng đó đem bán ra ngoài chợ, mình bảo Phật tử đi mua về mà ăn. Nó không xứng cái hạnh của người tu một chút nào cả. Thế tôi nói như thế, các vị này lại lấy lý nói rằng đấy, ăn trứng gà công nghiệp nó có nở ra con đó, cho nên như củ khoai lang, ăn như ăn khoai lang. Và vị này dẫn chứng là các sư bên Nam Tông, người ta có ăn chay trường như Phật giáo Bắc Tông mình đâu.
Phật giáo Bắc Tông mới ăn chay trường, Phật giáo Nam Tông người ta đi khất thực, người ta cho gì thì ăn đấy, tín đồ Phật tử cho gì thì ăn đấy. Thầy bảo bao giờ thầy đi khất thực ở ngoài đường, Phật tử cho cái gì thì ông ăn cái đấy thì hắn tính. Bây giờ ông vẫn còn xây chùa làm xây bếp, xây kho cơ mà. Xây chùa để ở mà xây bếp để nấu và xây kho để chứa đồ cơ mà. Như vậy là mình theo quan điểm của Bắc Tông. Nam Tông thì họ không xây bếp và không nấu ăn ở trong bếp, và cứ đến bữa trưa họ đi khất thực và giờ ngọ đi khất thực. Phật tử cho gì thì ăn đấy. Ừ thì ông muốn theo pháp Nam Tông thì ông phải hành như thế. Cứ đến giờ thì đi khất thực cho gì ăn đấy. Thì nó lại khác, hoàn toàn khác. Còn chúng ta thì xây chùa làm bếp, dựng kho để đồ, thì phải theo pháp của Phật tổ đã dạy cho cái pháp của mình. Nên vị lý luận như thế thì hai bên nói thì cũng chẳng ai thua ai. Họ cũng chẳng chịu thua mình và mình cũng chẳng thắng được họ. Thôi thì cũng tùy duyên, bẵng đi một thời gian sau, một hai năm sau gặp lại thì không chỉ ăn trứng gì, trứng gà công nghiệp nữa, mà bây giờ thì thịt gì cũng ăn, thịt gì cũng ăn, thịt gì cũng ăn luôn. Bảo là Phật tử cũng tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ. Thế tôi hỏi là vậy các Phật tử họ tự mua thịt mang đến chùa cúng ông à? Không, nhà bếp họ, các Phật tử ở nhà bếp họ đi chợ mua họ cũng kệ họ. Thế nhà bếp họ đi chợ mua họ lấy tiền từ đâu? Lấy tiền từ gì? Từ cái quỹ của Tam Bảo chứ đâu. Họ cúng vào hòm công đức. Hòm công đức thì của Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, đúng không? Đó. Mình mở hòm công đức ra cho vào quỹ, và xong rồi lại xuất tiền cho gì? Cho thủ quỹ, cho bà vãi đi chợ mua. Khác hoàn toàn với các sư Nam Tông gì? Đi khất thực. Khác hoàn toàn các quý vị. Đó. Tuy là cái vị thầy đó, cái vị sư đó không tự đi mua, nhưng mà bảo Phật tử, hoặc là trả lương cho Phật tử để Phật tử thì nấu nướng, nấu ăn cho chùa, đưa tiền cho đi mua. Mà mua về mình ăn thì đương nhiên thì ăn. Hoặc thậm chí còn phím cho họ mua cái này cái nọ cái kia nữa. Đấy đâu phải là trang nghiêm, đấy đâu phải thanh tịnh đâu. Cho nên thầy nói rộng đến như thế, chúng ta thấy rằng ấy, đấy, giữa chính và tà, giữa chân và ngụy, giữa tiểu và đại, giữa thiên và viên, nó cách nhau chỉ như cái lật và cái úp bàn tay nữa thôi. Nếu chúng ta không khéo, không tỉnh táo, không phân biệt được thì tà mà không biết mình là tà. Còn các Phật tử chúng ta tin theo thầy tà mà không biết mình đang theo thầy tà, đó mới là đau. Cuộc sống này có được bao lâu đâu. Nhìn trong đây các vị đại đa số cũng 50-60 tuổi trở lên rồi. Giỏi lắm được 70-80 tuổi, 100 tuổi là cùng. Mấy người được 100 tuổi đâu. Mà tuổi bây giờ cũng là cái tuổi gì? Bắt đầu nó như là mặt trời xuống núi rồi. Tức là xế chiều rồi. Cái già, cái bệnh nó luôn luôn thường trực ở trong chúng ta rồi. Nếu không lo sớm để tu tập chuyên cần thì một ngày nào đó tự nhiên là chưa thấy Phật đâu mà đã gì? Đã tùng hình hình, tùng hình hình. Thế là sao? Đấy là tiếng gì? Tiếng trống báo, báo tử rồi các quý vị. Nằm trong quan tài đã hết chưa? Bảo chết là hết, có hết không? Không hết đâu. Nó chỉ hết ở cái tấm thân này thôi. Còn cái thần thức, cái A-lại gia thức của chúng ta bắt đầu lại tiếp tục tùy theo nghiệp mà đi đâu? Đầu thai. Cho nên Phật dạy, tổ giảng chết đâu phải là hết, mà chết là thay đổi từ kiếp này sang một kiếp, kiếp khác. Từ thọ tấm thân này sang thọ tấm thân, tấm thân khác. Nếu làm thân con người, mặc dù có bệnh có tật, nhưng vẫn có trí tuệ, vẫn có phúc báo, không bị người ta giết
một cách là gì? Tàn nhẫn, giết một cách là tự do. Vì sao? Vì giết người thì pháp luật quốc gia nào cũng có chế tài của cái tội giết gì? Giết người. Cho nên không có tự nhiên ông hàng xóm lại cầm dao ra để đâm, để chém, để giết mình cả. Không bao giờ, trừ xích mích với nhau ở cái mức cùng cực. Hay không bao giờ người nhà chúng ta giận dữ mà cầm dao giết mình ngay. Trừ trường hợp đặc biệt gọi là ở trong cái giai đoạn mà là họ tức quá mà không thể nào mà ngăn được nữa, không thể dừng được nữa, nó mới xảy ra cái chuyện là bất như ý như thế. Còn bình thường giận nhau á, mắng nhau, chửi nhau hoặc tát nhau vài cái xong rồi đánh nhau vài cái, xong ngày sau nhìn thấy nhau vài ngày sau thì lại quên đi. Vì con người chúng ta mà, thì cái tình của con người nó vẫn nhiều hơn là hơn, có trí tuệ, có sự hiểu biết, cho nên cũng dễ cảm thông cho nhau hơn. Cho nên còn đỡ vậy. Còn làm con vật, xin thưa các vị, làm con vật, các quý vị đừng có nghĩ rằng làm con vật là sướng đâu. Có những người thì trong nhạc Trịnh, Trịnh Công Sơn đó, Trịnh Công Sơn nó còn sống, có phụ viết ra mấy bài hát. Huyền sau khi chết thì Huyền làm cây thông đứng dưới trời cho gì? Đứng dưới trời. Làm cây thông có sướng không? Chắc gì làm cây thông đấy sướng. Làm cây thông đứng sừng sững dưới trời sướng không? Chứ sướng đâu. Đang tự nhiên, đang yên, đang lành thì người ta đến, người ta chặt, người ta đốn. Bây giờ thì đem cái cưa máy đến, yên, 2-3 phút mà cây đổ cả ỉnh cả. Đâu có phải làm cây thông giữa trời mà được tự do, tự tại đâu. Hay có người thì nói là nguyện kiếp sau được làm con chim én để bay lượn tự do giữa bầu trời xanh. Con chim én bay tự do giữa bầu trời xanh có thật không các quý vị? Nó đang nghĩ rằng đang bay tự do trên bầu trời xanh, bất chợt gặp con chim ưng, con chim cắt ở trên trời cao, nó bay cao hơn, hoặc là nó núp ở cành cây, nó nhìn thấy nó vèo tới một cái, nó tóm lấy, và con én có được tự do tung tăng bay dưới trời nữa không? Không. Hoặc là con người chúng ta răng bẫy thả lưới, nó có đâu có được tự do đâu. Hoặc là có người thì nguyện là gì? Nguyện kiếp sau thì làm thân cá bơi lội tung tăng thoải mái giữa lòng đại dương. Chúng ta nhìn đại dương bây giờ con cá cũng không được tự do nữa. Con ra đến tận gì? Đến Bắc Cực, Bắc Băng Dương, Bắc Cực đó cũng bị các đoàn thuyền lớn nó sang, nó tận đến nó đánh rồi, nó bắt rồi. Nó dùng cái lưới nó bủa vây hàng mấy km ở dưới biển, nó răng cho. Cái lưới thì nó sâu đến hàng 100 mét, rộng của nó hàng mấy, chiều dài hàng mấy cây số. Nó dùng cái tàu lớn nó quay một mẻ, hàng 100 tấn cá bỏ mạng chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Các vị thấy không? Làm con cá để tung tăng bơi lội giữa lòng đại dương, sướng không? Vui không? Không vui, không sướng, không tự do đâu. 100 năm trước thì bảo làm con cá bơi lội tung tăng giữa lòng đại dương thì còn có lý hơn tí. Thì lúc đó cái công nghệ đánh bắt cá ở biển mà, thì nó chỉ là cái lưới nhỏ nhỏ thôi, hoặc là câu thôi thì còn đỡ. Nhưng bây giờ nó đánh bắt cá khủng khiếp lắm các quý vị. Đặc biệt là người Trung Quốc đánh bắt cá. Người châu Âu thì văn minh hơn, họ đánh bắt cá chỉ lấy loại cá to, mà cái mắt lưới của họ, họ chỉ lấy mắt lưới từ 20 phân trở lên, thì những con cá mà dưới 20 phân đó thì nó loạt lưới, nó đi ra ngoài, nó sống lớn lên, bắt lớn lên lần sau lại bị bắt. Đấy. Thế còn người Việt Nam chúng ta với người Trung Quốc với một số nước ở Đông Nam Á chúng ta, lòng tham nó lớn hơn. Nói sự cái sự hiểu biết đó về đại dương ấy, thì chúng ta hiểu đấy, biết là chúng ta đánh bắt như thế nó sẽ tận thu, nó sẽ hết đấy. Nhưng mà lòng tham, ai đi biển một tháng cũng mong là gì? Đánh bắt được nhiều nhất có thể. Cho nên pháp luật nhà nước tuy cấm không được bắt cái loại kéo lưới, lưới phải bao nhiêu mắt trở lên, mắt ví dụ như mắt 40 trở lên, 40 mm trở lên hoặc 50 mm trở lên
Nhưng mà cái mà để đem ra mà trình với các cơ quan hải quan pháp luật thì đó, thì trình cái loại đó, nhưng cái loại đánh bắt thật ở ngoài sông thì là loại khác, ngoài biển thì là loại khác. Cho thu thật nhỏ vào để bắt được thật nhiều. Thậm chí là còn dùng cả kích để kích điện để đi đánh bắt nữa. Đấy. Chúng ta thấy làm con cá ở dưới bơi dưới biển cũng không chắc là mình thọ hết cái tuổi thọ của mình đâu. Cho nên làm con người vẫn là sướng nhất trong các con vật ở thế gian này rồi. Nhưng mà làm người sướng nhất, nhưng tại sao còn lên kêu khổ với Phật, với Tổ, với các thầy là thầy ấy con? Khổ lắm. Khổ vì sao? Đấy, như thầy nói cái trường hợp một Phật tử mà một tháng mấy lần tự nhiên lăn quay ngã sùi bật mép. Mới sinh ra mẹ đã mất, năm lên bảy thì bố lại mất. Ở với chú thì chú rất thương, nhưng mà lại gì thì lại cực ghét. Đấy. À thím chứ nhỉ, thím thì lại cực ghét. Cho nên vọt cho một trận, vụt cho một trận thì không may cái roi nhỏ nó thì nó mới gãy mất. Liền là tức quá lấy cái que củi bên cạnh vụt cho một cái vào đầu. Thế là ngã lăn xuống, từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi. Cái di chứng của thím đánh đó mà sinh bệnh suốt cuộc đời. Hỏi gia đình trước đây làm nghề gì? Bảo là bố con lúc còn sống làm nghề mổ trâu. Mà nghề mổ trâu thì thường lấy búa để đập vào đầu con trâu, con bò lúc nó còn đang sống mạnh khỏe như vậy. Cho nên đấy gọi là cộng nghiệp. Đấy gọi là quả báo là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Vì nghiệp của bà cụ ấy với mẹ với bố của vị này chung nhau gọi là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp thì bố mẹ làm nghề, tự tay làm nghề sát sinh và bán những thịt của con vật đấy. Cho nên thọ mạng bị mất sớm. Còn đứa con do cộng nghiệp sinh vào để trả nợ, sinh vào để chịu chung cái nghiệp với bố với mẹ. Cho nên vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 tuổi bố liền mất. Ở với chú và thím thì mặc dù chú thương nhưng mà thím lại rất ghét. Cho nên bị vụt cho một que vào đầu. Và từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi vẫn bị cái di chứng đó và ốm đau suốt ngày. Đấy gọi là cộng nghiệp giữa đứa bé và bố mẹ nó. Chúng ta thấy có một cái câu người ta nói rất là hay. Ở xã hội thầy nghĩ cái này, nói cái dẫn câu này chúng ta dễ hiểu này. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này không? Đấy chính là cộng nghiệp đó các quý vị. Ví dụ như gia đình chúng ta có một người mà chúng ta rất yêu thương, cả gia đình ai cũng yêu thương và quý trọng. Bất chợt một ngày nào đó cái người mà chúng ta yêu thương quý trọng đó bị bệnh và bị mất, hoặc là không bệnh nhưng bị không may mất một cách gì đột tử hoặc đột ngột nào đó, cả nhà chúng ta có thương không? Có thương, rất rất thương. Có đau không? Có xót không? Có buồn không? Rất đau, rất xót và rất buồn. Và cái đau xót buồn thương ấy, đó chính là cộng nghiệp. Như còn nhà hàng xóm bình thường ra sát vách với nhau, thỉnh thoảng lại hay chụm chọe với nhau nữa, thậm chí nó chết mình mở cờ ở trong bụng. Vì sao mở cờ trong bụng? Vì giữa chúng ta với họ không có gì, không có cái nghiệp ràng buộc là họ hàng hang hốc gì cả. Cho nên sát vách họ có người đám ma. Tất nhiên bên nhà chúng ta không thể mở đài sập sình để ăn mừng được, nhưng mà trong lòng vui như mở cờ. Ôi gì con mẹ nó chết, từ nay trở đi ta được yên một phần rồi. Có không? Có đấy.
Mặc dù là người tu nhưng có thể vẫn có đấy. Người không tu thì đương nhiên họ mừng ra mặt rồi. Nhưng người tu thậm chí cũng gì vẫn có đấy, mở cờ trong bụng đấy. Từ giờ trở đi á, không bao giờ nghe thấy á, bà ấy thì cằn nhằn kèo nhào nói hai ông ấy á, phá phách ông ấy cằn nhằn, ông ấy chửi thề, chửi bồi, chửi đồng nữa vân vân. Từ giờ trở đi chắc thì gia đình chúng ta sẽ được yên một phần. Đấy. Cho nên đấy là gì? Đấy là không có cái nghiệp cộng với nhau là một gia đình hay là họ hàng, cho nên sát vách họ mất, chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường. Bằng cái tình, cái nghĩa, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn thì gọi là sang làm cái lễ sang viếng thắp mấy nén hương và viếng đối trước linh cứu của họ vái mấy vái, lúc đó chết rồi mới vái thôi. Còn lúc còn sống thì có mà vái. Lúc còn sống ông với tôi, ông chiến tôi chiến ông. À, bà mắng tôi mắng bà, tôi sợ cóc gì bà, vân vân. Nhưng mà lúc thì người chết gọi là nghĩa tử, là nghĩa tận. Ở Việt Nam chúng ta có một cái cũng rất là hay. Tôi nghĩ rằng mình giữ được truyền thống mấy ngàn năm như vậy chắc chắn là rất là tốt. Thôi nghĩa tử là nghĩa tận. Cho dù lúc còn sống mà họ hàng hoặc là làng xóm không thích nhau, cãi nhau như mổ bò, nhưng bên người ta chết sẵn sàng cho người ta bắc giạp sang bên cửa nhà mình để đón khách, để tiếp đón họ hàng với người phung viếng, có đúng không? Đấy là cái hay đấy. Tối lửa tắt đèn, nghĩa tử là nghĩa tận. Đấy, lúc sống thì ghét nhau lắm, nhưng chỉ cần nhà người ta có người chết sang đề xuất một cái sẵn sàng, vâng ông bà hoặc là các anh các chị cứ bắc giạp suốt đấy. Thế mà thậm chí chúng ta qua cái đó lại sang thăm hỏi phung viếng, thậm chí còn mấy ngày 2-3 ngày ở để phục vụ đám tang nhà hàng xóm nữa, mặc dù trước đây rất ghét nhau. Đấy, Việt Nam chúng ta có một cái đấy, cái hay nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên đến lúc đó thì thôi tất cả oán thù hay cái gì đó đều gác lại, để dừng lại và lo cho người mất. Thì cái đó thì nghĩ là cũng nên duy trì và cần phải duy trì và phát huy cái nghĩa cử cao đẹp ấy. Đấy, hàng xóm thì có buồn lắm thì chỉ có sang thắp nén hương đấy thôi. Nhưng còn họ hàng mặc dù ở xa đến hàng trăm cây số, nghìn cây số, nhưng vẫn cảm thấy gì? Đau buồn, thương xót. Đó chính là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đó chính là cộng nghiệp giữa ta với người thân trong gia đình, trong họ hàng hoặc là bạn thân vậy. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy, thầy giải thích cái từ cộng nghiệp cho chúng ta hiểu. Thế nào là cộng nghiệp? Thế nào là biệt nghiệp? Biệt nghiệp, biệt tức là riêng, biệt tức là nghiệp của riêng cá nhân mình chẳng hạn, đó là biệt nghiệp. Còn cộng nghiệp tức là chung với những người thân trong gia đình, dòng họ hoặc bạn bè, những người yêu thương nhau, vân vân, đó gọi là cộng nghiệp. Đấy là cái trường hợp mà bà cụ mà vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 năm sau bố lại mất. Mà thầy nói đó, đó chính là cộng nghiệp với bố mẹ của mình. 60 năm, hơn 60 năm vẫn chưa hết vậy. Khi tới chùa gặp Phật nghe Pháp, thầy khuyên là nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng mà sám hối và hồi hướng công đức cho ông bà. Thế bà cụ nói là nhưng mà bố mẹ của con mất hơn 50 năm nay rồi còn hồi hướng được không thầy? Thầy bảo có, vẫn được. Đến 100 năm người ta vẫn nhận được, 1000 năm người ta vẫn nhận được, thậm chí nhiều hơn nữa người ta vẫn nhận được. Vì sao? Vì có chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thông chi cho và tiếp độ cho. Cho nên cho dù họ có ở trong A Tỳ địa ngục vẫn có thể tiếp nhận thông qua Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng được vậy. Vì Bồ Tát Địa Tạng khi chúng ta thọ trì đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng phải chịu trách nhiệm chính với chúng ta. Sở dĩ vì sao mà chúng ta tụng kinh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà khỏi bệnh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà con cháu trong nhà mua quan tài rồi. Có năm ngoái có một trường hợp này, con cháu trong gia đình mua quan tài rồi, thế thỉnh đội tụng kinh đến để tụng kinh. Thế hỏi thầy, gọi điện hỏi thầy là trợ niệm hay tụng kinh. Thế thầy bảo là bây giờ thì theo như lý thuyết thì trợ niệm tốt hơn tụng kinh. Thế đội tụng kinh 3 ngày vẫn thấy cụ vẫn chưa đi. Trợ niệm thấy mệt mỏi quá, 3 ngày vẫn chưa đi.
gia đình mua quan tài rồi mà ốm nặng lắm, 3 ngày cũng lớn tuổi, cũng phải đến 80, hơn 80 rồi. Trước đây cũng là Phật tử, cũng ở trong đạo tràng, cũng đến chùa, nhưng mà bây giờ yếu rồi thì không thể đi được nữa. Thế xong rồi thì tôi bảo là theo nguyên lý thì trợ niệm, nhưng trợ niệm 3 ngày cụ vẫn cứ nằm đấy. Thế tôi mới bảo là thôi hay là các Phật tử phát nguyện tụng một bộ kinh hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng cho cụ đi. Lúc tụng kinh nói nhỏ vào tai cụ. Đó. Gia đình con cháu, tất cả gia đình con cháu với chúng tôi là đạo tràng Phật tử. Đó, thầy bảo là tụng cho cụ một bộ kinh Địa Tạng hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng. À, để hồi hướng công đức cho cụ. Thế nếu mà cụ hoan hỉ thì cụ nháy mắt hoặc là cụ cựa đi, cựa tay. Thế nghe tin bảo thầy vào tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ. Thì trước đây bà cụ vẫn đến chùa mà, vẫn biết thầy, cũng rất là kính trọng thầy. Thế nói là thầy bảo tụng kinh Địa Tạng cho cụ, hồi hướng cho cụ. Mà cái thì nghe thấy mà cái là nước mắt cứ trào ra. Và tay này, may mấy cái tay, ý là hiểu được và muốn tụng kinh. Và các Phật tử tụng hết ra 1 bộ kinh Địa Tạng trong 1 ngày. Sáng, chiều, tối như thầy nói, kiểu như tụng đàn ấy, đập đàn lên tụng kinh Địa Tạng. Thế tụng hết 1 ngày, hết bộ, hết quyển hạ một cái. Quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, hết quyển hạ. Thế tự nhiên thấy bà cụ ho. Ho thế là nó nôn ra một cái cục cái máu đặc đặc, nó đen xì ra. Thế ho thế là nôn ra một cục máu đặc. Thế là xong một cái nó cứ khỏe dần. Đến tuần sau, thế thấy khỏe bảo tụng, thầy bảo thế tụng tiếp cho cụ mấy ngày. Thế là tụng đến hết đúng 1 tuần. Thế là bà cụ ăn cháo được. Ăn cháo xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì rồi cộng với gọi bác sĩ đến để truyền nước, truyền đạm cho nữa, thế là khỏe. Năm ngoái, năm nay vẫn còn sống khêu khêu ra đây, vẫn khỏe khêu ra đây. Đấy là từ coi chết trở về đấy. Vì sao? Vì nương vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thọ trì đọc tụng nhất tâm. Cái trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng khi mà gì? Chúng sinh nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì ngài á, chúng ta nhớ ở trong kinh á, Địa Tạng là khi ở tại cung trời Đao Lợi, ngài đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi ngài nói, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài giao phó tất cả những chúng sinh còn lại trên thế gian này, những chúng sinh mà căng cường khó độ đó, thì để cho ông tiếp tục ở lại để dẫn dắt và giáo hóa, khiến cho những chúng sinh ở thế gian này nó biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Những chúng sinh nào mà làm được những điều như thế, nghĩa là biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, thì ông phải giúp đỡ cho họ. Ông phải có trách nhiệm để bảo hộ cho họ, để cứu giúp họ sớm được thoát khổ, sớm được giác ngộ và sớm được giải thoát. Cho đến bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở tại thế giới này để phổ độ chúng sinh, thì cái trách nhiệm của ông thì mới tạm thời được nghỉ ngơi chút xíu. Đại khái thế. Cho nên á, vì sao mà cái thời mạt pháp này tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng lại được linh nghiệm như thế? Vì ngài chính là nhận cái sự phó chúc của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vậy. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy bây giờ chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lại trì niệm danh hiệu của ngài, lại thanh bông hoa quả thành tâm cung kính để cúng dường ngài. Ngài không vì cái chút thanh bông hoa quả đấy đâu, nhưng mà đây là thể hiện cái tấm lòng thành của chúng sinh, của tín đồ Phật tử, của người dân chúng ta đối với ngài. Và đặc biệt là việc thọ trì đọc tụng nhất tâm, ngài sẽ có trách nhiệm vì tất cả các vị Diêm La Vương, 10 vị Đại Minh Vương như là vị đệ nhất,
gọi là Tần Quảng Minh Vương. Vị thứ hai gọi là Sở Giang Minh Vương. Vị thứ ba gọi là gì? Tống Đế Minh Vương. Vị thứ tư gọi là Ngũ Quan Minh Vương. Vị thứ năm gọi là Biến Thành Minh Vương. Vị thứ sáu gọi là Thái Sơn Minh Vương. Vị thứ bảy gọi là Thái Sơn Minh Vương. Vị thứ tám gọi là Đô Thị Minh Vương. Vị thứ chín gọi là Đệ Cửu Điện Chuyển Luân Minh Vương. Vị thứ mười gọi là gì? Là Đệ Thập Điện đó. Vị thứ chín gọi là gì? Đệ Cửu Điện Đô Thị Minh Vương. Đệ Thập Điện Chuyển Luân Minh Vương. Chuyển Luân Minh Vương là thứ mười. Đấy, mười vị Đại Minh Vương ấy đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng, đều là đệ tử của các đức Phật quá khứ và hiện tại, cũng như vị lai. Vì trong kinh Địa Tạng nói là các vị Minh Vương ấy đều là Bồ Tát hóa thân, đều là Bồ Tát hóa thân. Cái này ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì mới biết được. Các vị tu đến hàng thất địa Bồ Tát trở lên thì thường thể hiện làm thân gì? Quốc vương, làm thân đại thần, vì có quyền lực trong tay mới có thể dẫn dắt chúng sinh đi đúng đường chính đạo được vậy. Ví dụ như người nông dân chân lấm tay bùn khổ cực, miếng ăn chưa đủ, gia đình còn chưa nói được thì có nói được ai lãnh đạo được xã hội không? Nói được không? Không. Nhưng mà một vị bộ trưởng hay một vị thủ tướng, người ta có đạo đức, có trí tuệ, có tâm huyết với dân, với nước, thì người ta đưa ra những định hướng tốt để phát triển kinh tế, ổn định chính trị vân vân cho quốc gia, người ta làm được. Nhưng còn ông nông dân chân lấm tay bùn, thiếu phúc thiếu trí, nuôi làm để nuôi gia đình, nuôi vợ nuôi con còn chưa được thì có nói được ai? Có phải không? Đấy, cho nên các vị Bồ Tát muốn tận độ chúng sinh, muốn giáo hóa được rất rất nhiều chúng sinh thì thường hiện làm thân quốc vương đại thần. Như trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25 thì mình gọi là kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát Quán Thế Âm muốn hiện làm thân quốc vương thì hiện làm thân quốc vương để giáo hóa chúng sinh. Thậm chí muốn hiện làm thân Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thể hiện làm thân Phật để độ chúng sinh, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vào cái thời mà gọi là đất nước có thể nói là khủng hoảng nhất về tình hình chính trị và an ninh của quốc gia. Đó chính là thời Lý, thời Trần, đặc biệt là thời Trần. Chúng ta biết thế giới lúc đó thì chưa có bom nguyên tử, chưa có tên lửa Tomahawk hay là Đông Phong hay là xuyên liên lục địa bây giờ, mà lúc đó là chỉ là gì? Chiến tranh bằng kỵ binh, bằng bộ binh, bằng tượng binh. Tượng binh tức là gì? Là đội quân voi, có voi, kỵ binh, binh mã tức là gì? Quân ngựa, cái ngựa đó. Chúng ta biết thời nhà Trần thì lúc đó là đất nước chúng ta cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới, sang tận châu Á đến châu Âu, vó ngựa của quân giặc Nguyên Mông đến đâu thì gần như bị săn phẳng tới đó. Thậm chí là một nửa châu Âu đã rơi vào tay của quân giặc Nguyên Mông. Già nửa châu Âu chứ không một nửa, mà già nửa châu Âu. Nó đánh sang tận Thổ Nhĩ Kỳ rồi cơ mà. Mà chúng ta nhìn cái bản đồ á, Nga gần như mất rồi. Nga mất rồi gần hết rồi. Ukraine lúc đó cũng vào tay quân giặc Nguyên Mông, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ cơ mà đó. Làm đến nửa già châu Âu. Còn châu Á mình gần như là khuất phục gần hết rồi. Ấy mà đến khi Việt Nam, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế, chỉ có hơn chục năm rồi rơi hết vào tay của nhà Nguyên.
Nhà Minh mạnh như thế nhưng cũng phải bị diệt, rơi vào tay nhà Nguyên. Sang Việt Nam chúng ta lúc đó, chúng ta thấy ba vị vua nhà Trần, ba vị vua đầu tiên nhà Trần, đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, đều là những Phật tử thuần thành của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên, còn trốn bỏ ngai vàng để lên núi Yên Tử xuất gia. Nhưng bị Trần Thủ Độ đem quân đến tận chân núi Yên Tử, cắm quân ở đó và cùng tự mình lên tận trên chùa Hoa Yên nói với Trần Thái Tông lúc bấy giờ. Nói với Trần Thái Tông là bệ hạ mà không về thì thần sẽ đem xây dựng kinh thành ở ngay dưới chân núi Yên Tử. Cho nên lúc đó quốc sư Trúc Lâm ở núi Yên Tử mới nói với Trần Thái Tông là gì? Xin là bệ hạ gì? Đi về để lo cho dân, cho nước. Thấy Trần Thái Tông là khóc lóc không muốn về, thầy mới nói với đệ tử là gì? Sơn bản vô Phật, do tồn hồ tâm. Câu nói rất nổi tiếng, có nghĩa là trên núi vốn không có Phật, mà Phật chỉ ở tại tâm mình mà thôi. Trên núi vốn đâu có Phật, Phật tại trong tâm mình. Trên núi chỉ là cái phương tiện để cho mình tu hành, để liễu ngộ chân tâm, tỏ được Phật tính mà thôi. Chứ trên núi vốn đâu có Phật, Phật ở tại tâm mình. Cho nên bệ hạ, nếu đi về mà lo cho dân cho nước, khiến cho quốc thái dân an, người người nhà nhà đều ấm no hạnh phúc, người người nhà nhà đều biết tôn kính Tam Bảo, biết tôn trọng về đạo đức, về nhân quả, về hiếu hạnh, thì đó chính là Phật đấy. Rồi nghe thêm quốc sư Trúc Lâm sách tiến động viên Trần Thái Tông phải gạt lệ để theo Trần Thủ Độ đi về Thăng Long tiếp tục làm vua. Nhưng về làm vua, nhưng làm một ông vua hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây thì chán trường. Chán là sao? Vì bị Trần Thủ Độ ép lấy vợ của chị mình làm vợ của mình. Trong khi đó vợ chị mình mang thai với anh mình rồi. Anh con giống bác mà. Đấy, Trần Thái Tông là con giống chú. Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh, trong khi đó vợ của anh đã có thai rồi. Còn Trần Thái Tông thì cưới công chúa, cưới vua Lý Chiêu Hoàng, nhưng mà sống với nhau mấy năm vẫn chưa có con. Cho nên Trần Thủ Độ sợ rằng giang sơn của nhà Trần lại giống như nhà Lý, do Trần Thái Tông không có con thì giang sơn của nhà Trần có khi lại mất như nhà Lý. Cho nên mới vội vã quá, mới muốn cho cháu mình sớm có con, để cho thì thiên hạ được yên, dòng họ cũng thì không ai nhòm ngó. Cho nên là ép cháu của mình, tức là Trần Thái Tông, lấy vợ của anh trai con ông bác đã có thai sẵn. Cho nên Trần Thái Tông mới chán, mới thấy cảnh tình thế thái, nhân tình thế thái, cho nên mới trốn lên núi Yên Tử đi tu. Nhưng mà Trần Thủ Độ không cho nên kéo quân hướng tận đấy để đòi về. Lúc đi về thì ngài hoàn toàn không sống như thế nữa, mà ngài sống là một vị vua, thực sự là một vị vua, yêu nước thương dân, chăm chỉ học hành, đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ đã dậy để tụng kinh ngồi thiền rồi các quý vị. Chúng ta thấy không? Một vị vua mà đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ sáng đã dậy để tụng kinh ngồi thiền rồi. Cho nên có thể nói là một vị vua Phật tử. Và đặc biệt là sau này ngài có soạn ra những cái bộ khóa lễ, cái bộ nghi thức khóa lễ gọi là lục thời
sám tụng khoa nghi. Tức là vua mà một ngày hành trì 6 thời lễ Phật, tụng kinh và ngồi thiền, có khác gì một vị sư xuất gia đâu. Nhưng trong khi đó thì vẫn chăm chỉ học hành và lo toàn vẹn việc triều chính. Mà đặc biệt là đến khi quân giặc Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi đất nước Việt Nam chúng ta lần thứ nhất, thì Trần Thái Tông cùng với quần thần và nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Mà trong khi đó thì quân giặc Nguyên Mông đi đến nước nào thì nước đó thì bị làm cỏ. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta, một đất nước nhỏ bé, lúc đó dân số rất là ít. Nước Việt Nam chúng ta lúc đó mới chỉ vào tới khoảng, chưa tới Quảng Bình, Quảng Trị đâu các quý vị. Đằng trong là nước khác, nước Chân Lạp và cái nước, một cái nước khác ở ngày xưa. Đó. Thế mà chúng ta thấy đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Rồi đến Trần Thánh Tông cùng với Trần Nhân Tông, tức là con với cháu Trần Thái Tông, hai lần kế tiếp đánh tan quân giặc Nguyên Mông nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy chính là những vị mà mình gọi là ở đời thì là vua, trong đạo xuất gia thì là Phật của Việt Nam, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó các quý vị. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại cung kính và tôn trọng Trần Nhân Tông đến như vậy. Cả ba vị vua nhà đầu nhà Trần, vị vua nào cũng là gì? Là vị Phật tử thuần thành. Và đặc biệt là vị vua thứ ba là xuất gia thành công và còn thành tổ nữa, thành Phật của Việt Nam chúng ta nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà các vị Bồ Tát thầy nói là lên hàng thất địa, dẫn trong kinh Hoa Nghiêm nói lên hàng thất địa thường là thể hiện làm vua, làm đại thần là như thế. Đó. Rồi kể cả chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần đây chúng ta thấy là xã hội họ cứ suy tôn và nói Đức Phật Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Bồ Tát. Hay có người họ còn nói thì nói cụ chính là Phật ấy. Gọi là họ gọi là Phật gì nhỉ? Ngọc Phật à? Rồi họ gọi cụ là Ngọc Phật. Không phải tự nhiên dân gian lại suy tôn cụ, sánh ngang với Phật là như với tổ là như thế. Vì cụ có công đánh tan hai đế quốc kìa, hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó chính là giặc Pháp và đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hai cái thế lực mà là sừng sỏ nhất thế giới lúc bấy giờ. Còn thời xưa 700-800 năm trước thì Phật Hoàng ba bố con ông cháu của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thì đánh tan cái đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là chính là nhà Nguyên của thành Cát Tư Hãn. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta một nước nhỏ bé nhưng mà anh hùng thì cả thế giới đều phải nghiêng mình kính nể. Đấy. Thầy nói là vì sao mà phải thể hiện là Bồ Tát, các vị Bồ Tát thất địa trở lên thường hay thể hiện vua chúa quan lại, những bậc đại thần, những người có uy tín trong xã hội. Vì thể hiện như thế mới độ được. Ví dụ như thầy nói với các quý vị, thầy thì không phải là Phật Bồ Tát gì đâu nhớ, thầy chỉ là phàm phu thôi. Nhưng mà nói với các quý vị, nhưng mà khoảng 30 năm trước bảo thầy nói với các quý vị có nghe được không? Chắc chắn không. Vì lúc đó trí tuệ không có, phúc báo không có, chỉ là một anh chàng nông dân nghèo kiết xác mùng rơi, bản thân chưa lo được, nói được ai? Ai nghe, ai tin lời nói của thầy? Nhưng 30 năm sau xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, khổ tâm rèn luyện, khổ trí tu học, khổ thân để thực hành, dần dần thì có một chút công đức, một chút phúc báo, một chút trí tuệ, có một chút thôi, có một chút cũng có, nhưng có một chút xíu thôi.
Cho nên á, lời nói ra mới được các Phật tử chúng ta, mới được nhiều người họ tin tưởng và họ làm theo. Mà thầy cũng không nghĩ rằng mấy năm nay, đặc biệt là khoảng từ khi sau dịch Covid tới giờ, từ dịch Covid thì mình không giảng các khóa tu thế này mà giảng trực tuyến. Thế là từ đó giảng trực tuyến nhiều người nghe, và bây giờ là một số những cái các Phật tử ở ngoài họ thấy là cái bài giảng của thầy nó cũng có ý nghĩa để giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo dục Phật pháp cho Phật tử, cho nên họ đến họ xin với ban thông tin là để cho họ xin được cắt lại các bài giảng của thầy ấy, để họ đưa lên YouTube, trên Facebook, Zalo vân vân gì đó, mà nhiều người biết đến hơn. Chính như cái kênh chính nhà mình đây này, giảng xong thế này có khoảng 5-7 nghìn, chục nghìn, hơn chục nghìn lượt xem thôi. Nhưng mà bên kia họ không biết họ làm kiểu gì, họ cắt lại. Nó chỉ cần khoảng một ngày sau có khi 30-40 nghìn lượt xem. Hôm rồi thầy xem là mới có 4-5 tháng nay mà có một vài clip của hàng triệu lượt người xem. Không biết họ làm kiểu gì mà nhiều người xem đến thế. Cho nên nhiều Phật tử ở xa, rất rất xa, họ được nghe giảng qua những cái trang mạng xã hội ấy, mà họ biết đến Phật pháp, 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 mà họ biết đến Phật. Các vị đến mà hỏi thầy, thầy bảo về thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, về mà đọc mà tụng, mà nhất tâm mà tụng, cộng thêm thỉnh thoảng mùng một ngày rằm hoặc là ngày trai, nếu có điều kiện kinh tế thì mua con chim, con cua, con cá, con ốc mà phóng sinh. Nhưng thầy cũng nói trước là ra chợ hoặc là đi thấy bất chợt con vật đó nó ở trong vạn tử nhất sinh, tức là chim trong lồng, cá trong chậu, người ta đem bán ở chợ hoặc ở ngoài đường vân vân. Chúng ta nhìn thấy chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, chúng ta hỏi, chúng ta mua và chúng ta thả luôn được, đọc mấy câu niệm Phật được, hoặc đọc bài quy tam bảo cho nó và thả luôn được. Thì không cứ phải mang đến chùa mới thả, mang đến chùa nhờ các thầy quy xong mới thả đâu, thả bất cứ lúc nào. Đấy gọi là phóng sinh đúng cách, đấy gọi là phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi ban vui cứu khổ của nhà Phật chúng ta. Đấy, phóng sinh như thế thì không cứ là phải nhiều, ít cũng được. Có khi một vài con ốc, một vài con cua, một vài con cá chạch, một vài con cá rô đồng, một vài con cá quả, hay một vài con cá chép vân vân cũng được, một vài con chim sẻ, hay một vài con lợn có được không hả? Phóng sinh lợn được không? Khổ thân cái con vật nuôi ấy, nó cũng là cái nghiệp của nó các quý vị ạ. Vì sao thầy gọi là nghiệp của nó? Những con vật nuôi đấy nó hoàn toàn là gì? Từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, cho đến lúc bị thịt, nó đều ăn bám vào con gì? Con người. Cho nên chúng ta có thấy con lợn hay con gà hay con vịt đó, con trâu con bò đó mà họ phóng sinh, chúng ta có mua nó để phóng sinh thì đem thả ra ngoài đồng, nó tự không sống được, nó lại đi mò vào nhà người. Mò vào nhà người thì cũng sẽ bị bắt và bị thịt thôi. Đấy là cái nghiệp của nó. Cho nên các vị cứ nghĩ là ăn thịt lợn không có tội, không có tội thì cứ ăn đi. Các vị đừng có nghĩ là không có tội, ăn thịt chó mới có tội. Nhiều Phật tử chúng ta bây giờ có người nói là gì? Bạch thầy, con thực sự là con rất thấy là con rất là hạnh phúc. Bảo vì sao con hạnh phúc? Vì từ khi sinh ra con chưa bao giờ ăn thịt chó. Thế bảo sao không ăn thịt chó mà rất hạnh phúc? Vì ăn thịt chó là có tội lớn nhất. Thế thì thầy hỏi thì Phật tử ăn chay à? Bảo không, con không ăn chay. Thế hàng ngày ăn thịt gì? Và con chỉ ăn thịt lợn với ăn cá mà. Ăn thịt lợn với ăn thịt cá và một số các loại thịt khác, thịt trâu, thịt bò thôi. Thịt chó, thịt mèo con không ăn. Thầy cười, thầy bảo không ăn thịt chó, thịt mèo, kiếp sau có thể không phải làm chó, làm mèo. Nhưng chuyên ăn thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, kiếp sau có thể phải làm trâu, làm bò, làm lợn đấy.
Nghe thầy nói như thế thì vị bảo sao thầy lại rủa con như thế? Mà không, thầy có rủa đâu. Đây là trong kinh nhân quả Đức Phật dạy là gieo nhân nào thì gặt quả đó, ăn con nào thì sau này, kiếp sau khi mình hết phúc á, sẽ rất dễ bị đọa làm con đó. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng ăn thịt chó, thịt mèo mới có tội, còn ăn thịt lợn không có tội. Gần đây có một vị sư, trước đây cũng ăn chay trường, và khuyên các Phật tử là không nên sát sinh, không được sát sinh, và nên ăn chay trường. Nhưng mấy năm nay thì cái vị sư đó lại thay đổi pháp tu và ăn gần như tất cả các loại thịt. Đầu tiên là chỉ ăn trứng thôi. Đầu tiên là nói là chỉ ăn trứng, và chỉ ăn trứng không trống, tức là trứng gà. Trứng gà công nghiệp thôi. Và khi thầy biết được cái điều đó, thầy nói là tại sao ông lại phá giới mà đi ăn trứng như thế. Ngày xưa suốt ngày ông giảng cho các Phật tử, ông khuyên các Phật tử là phải ăn chay, không nên sát sinh mới đi đúng chính đạo. Tại sao mấy năm không gặp mà bây giờ ông lại đi ăn trứng? Ông lại khuyên Phật tử ăn trứng. Thì lúc đó vị ấy nói với tôi là: ô sư huynh à, vị gọi thầy là sư huynh. Ô sư huynh ơi, cái trứng gà công nghiệp nó có nở thành con đâu. Trứng gà công nghiệp nó không có trống, cho nên ăn nó cũng như ăn khoai lang thôi. Thế tôi bảo là đệ nói như thế mà nói được. Ăn nó như ăn khoai lang, tại sao đệ không mua khoai lang về mà ăn? Tại sao không mua khoai lang về mà chế biến thành thức ăn để mà ăn? Đệ là người tu, đệ nói là ăn trứng gà công nghiệp cũng giống như ăn khoai lang thôi, thì tại sao lại không đi ăn khoai lang mà là đi ăn trứng gà công nghiệp làm gì? Người ngoài đời họ ăn, đấy là chuyện của người ngoài đời. Còn mình là người tu, mình xuất gia cạo tóc, mặc áo cà sa, lòng từ bi thương xót chúng sinh, như Đức Phật nói là phải như người mẹ thương con đỏ. Tại sao chúng ta lại như thế? Con gà tuy là gì, nó đẻ ra cái trứng không có trống, nhưng chúng ta nhìn thấy cái con gà công nghiệp lúc nó đẻ trứng, nó có đau khổ không? Nó có khổ không? Ở đây nếu ai đã từng làm mẹ, ai đã từng sinh con, các quý vị thấy lúc á, sinh con có vui không? Có sướng không? Có đau không? Đau. Vui thì rất vui, vì mình sắp sửa có một đứa con, hai đứa con, rất vui. Nhưng đau không? Đau, rất rất đau. Mấy năm trước thầy có một đôi vợ chồng là Phật tử rất thuần thành nhà mình, mà cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ, trong cái thanh thiếu niên nhà mình, nhà Sân Tây này này. Hai vợ chồng cũng đều là Phật tử trẻ, đi chùa từ lúc 14, 15 tuổi vào trong câu lạc bộ ở Sân Tây. Yêu thương nhau xong cưới nhau, chưa bao giờ chửi nhau. Nhưng cái hôm ông chồng đưa vợ đi Việt Nam sinh con ấy, ôi rồi bà vợ nó đau. Bác sĩ bảo khoảng độ tầm 2-3 tiếng đồng hồ là sinh, họ tiêm thuốc cho là để có thể sinh nở nó nhẹ nhàng tốt hơn. Nhưng tiêm bảo là khoảng 2 giờ sinh, mà đến 6 giờ tối chưa sinh, đến 8 giờ tối vẫn chưa sinh. Nó đau như thế, cho nên nó gọi chồng vào nó chửi, nó cào cấu rồi nó cắn cho, nó đánh cho. Mà tại mày, tông sư nhà mày, tổ bố nhà mày, tại mày mà tao thì tao khổ thế này. Đấy, đau quá không chịu được. Nó chỗ tại mày mà tao đau thế này. Ôi rồi nghe câu chuyện của vợ chồng nhà đấy mà tôi, thầy cũng phải ôm bụng mà cười với cái vợ chồng nhà đấy. Mà câu chuyện đấy thì chính mẹ chồng vào kể lại cho thầy, lúc nó đau nó chửi như thế mà. Con cũng thương nhưng mà chẳng biết làm nào. Thôi lúc đó nó chửi thì kệ nó thôi. Thế tôi hỏi đây, bà có giận con dâu không? Bà không, bà thầy ngày xưa con sinh con cũng biết rồi, lúc đấy nó đau lắm. Lúc đấy là cái người mà mình muốn trút giận nhiều nhất đó chính là ông chồng. Tại ông mà tôi thì tôi đau, tôi khổ thế này. Đấy, vì ông phải sinh con cho ông mà tôi mới khổ thế này. Còn ông thì cứ ở bên ngoài, ông đi đi lại lại ông ấy thôi, chứ còn thì cái người đau người khổ là tôi. Đấy,
Cho nên sinh con thì vui thì mừng, cả nhà vui mừng. Nhưng mà cái người làm mẹ, người làm vợ kia thì cực kỳ là đau đớn. Ai đã từng sinh con ở trong đây, đã từng bị đau rồi giơ tay để xem nào. Mổ cũng đau các quý vị ạ. Có không giơ tay xem nào? Ôi trời, một số người không giơ tay thì sinh con không đau tí nào à? Sinh con giống như uống nước à? Sinh con có nhẹ nhàng như là uống nước mía, nước ngọt không? Không có đâu. Ngại không giơ tay thôi, thầy biết ai không đau. Không nhiều thì ít, mà đại đa số là nhiều. Có người bảo ấy, con sinh con mổ cho nên con không đau. Mổ cũng đau, nhưng mà chẳng qua là lúc đó tiêm thuốc gì ấy. Tiêm thuốc tê, thuốc mê vào, cho nên tiêm thuốc tê vào đó nó cảm không cảm thấy đau. Họ rạch giống như mình thái thịt vậy các quý vị. Cái con dao sắc của bác sĩ nó mổ nhỏ nhỏ, tuy nhỏ đấy thôi nhưng rất sắc. Họ rạch đến đâu thì nghe nó xẹt. Ôi rồi, còn nghe thấy cái da, nếu mà ai mà họ cho thuốc mê mình chỗ khu vực đó thôi á, nghe cái từ họ rạch đến đâu là nghe cái từ cái dao nó xẹt xẹt cái da mình nó rạch ra tới đó, nhưng không cảm thấy đau thôi. Nhưng khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 5-7 tiếng, chục tiếng đồng hồ sau, nó hết thuốc tê đi á, lúc đó có đau không? Đau hàng tháng, ở vài tháng mới hết là bảo không đau là không đúng. Chúng ta thấy là y học hiện đại nhất thế giới bây giờ hỗ trợ cho bà mẹ sinh con nhưng vẫn cảm thấy gì? Cảm thấy đau sau khi hết thuốc tê thuốc mê ấy. Con gà nó đẻ trứng cũng như người mẹ sinh con thôi. Chúng ta có nhìn thấy con gà nó đẻ trứng bao giờ chưa? Nhìn nó đau, nó khổ. Ngày xưa thầy còn bé, thầy cũng một vài lần nhìn thấy cái con gà mái nhà thầy ở quê ấy, nó đẻ trứng ấy, khổ lắm, nó đau mà nó rùng mình, mà mắt này nó nhắm nghiền lại mà nhìn như là nó phải toàn bộ thân thể nó run lên bần bật lên nó mới sinh được một cái trứng ra. Nhưng ngày đấy chưa biết gì về pháp, chưa biết Phật pháp, cho nên cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường. Xong là nó đẻ ra liền là vào là lấy quả trứng nó vào đi ra để luộc hoặc để bác ra để gọi là làm món ăn bình thường. Đúng là con người khi chưa biết Phật pháp, lòng từ chưa dấy khởi thì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ta nuôi con gà, ta lấy quả trứng của nó ta ăn, đó là chuyện bình thường, có gì đâu phải suy nghĩ, có đúng không? Thực sự là ở thế gian á, khi chưa học Phật pháp, chưa hiểu được lòng giáo lý nhân quả và chưa được cái lòng từ bi á, chưa được Phật khai hóa cho, thì quả thật đó là chuyện rất tầm thường, rất bình thường. Chúng ta không cảm thấy một chút lỗi lầm nào trong cuộc sống, cho dù là nhỏ nhất như đầu móng tay cắt bỏ đi vậy các quý vị. Vì sao? Vì con gà là tôi nuôi cơ mà, tôi nuôi, gia đình tôi nuôi, thì tôi có quyền gì? Có quyền ăn, giết thịt nó để ăn, bắt làm thịt để ăn, để tiếp khách, hoặc để ăn trong nhà, hoặc là đem bán ra chợ, hoặc là lấy trứng nó để luộc, hoặc để làm thức ăn hàng ngày. Đấy là chuyện rất rất bình thường đối với thế gian pháp của chúng ta. Nhưng người học Phật rồi thì có một cái nhãn quan khác. Được Đức Phật tưới tẩm bằng lòng từ bi, bằng cái lòng yêu thương chúng sinh vô hạn. Cho nên nhìn thấy con gà nó đẻ quả trứng ra, cho dù quả trứng đó không có gì, có trống có cổ, tức là không thể nở thành con, nhưng cũng thương, cũng phải thương cái con gà đó lúc nó sinh, lúc nó đẻ trứng như vậy, nó đau khổ đến mức độ nào. Ta vỗ ngực tự xưng là gì? Là trưởng tử của Đức Như Lai, hoặc là đệ tử của Đức Như Lai. Thân mặc pháp phục, bảo hành chính đạo, tại sao không thương lấy chúng sinh một chút vậy? Cho nên tôi nói vị đó, ông phải xem lại. Có khi mình sai đường mà mình không biết. Xem lại cái cách tu bây giờ đi, sai đường rồi đấy. Trước đây xuất gia,
tự mình trang nghiêm thanh tịnh ba nghiệp, thân hành chính đạo, miệng tuyên chính pháp, luôn lấy lòng từ bi để thương tưởng cứu độ quần sinh. Nay thì lại bỏ cái hạnh ấy, tự mình lại đi ăn trứng gà công nghiệp. Người ngoài đời họ ăn thì chúng ta không nói làm gì, chứ đấy họ có phải là người tu đâu, họ chưa phải là người tu, họ mới là Phật tử, họ vẫn chưa phát nguyện giữ 250 giới như chúng ta, thì họ ăn là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật chỉ khuyên các Phật tử ở ngoài đời phát nguyện là ăn chay gì theo ngày hoặc theo tháng mà. Còn ở chúng ta đã phát nguyện thọ 250 giới của Đức Phật để tu rồi thì phải giữ lấy cái hạnh đó mà tu. Tôi nói vị như thế. Thế vị bảo ôi sư huynh, phải có sức khỏe mới tu được chứ, tu mà không có sức khỏe làm sao tu được. Thế tôi nói rằng hơn 25 năm nay sư huynh ăn chay kể từ khi xuất gia đến nay, sư huynh vẫn làm các công việc Phật sự từ giáo hội cho đến việc chùa chiền nữa thôi. Và thầy dẫn chứng là hòa thượng Tịnh Không lúc còn lúc đấy ngài vẫn chưa viên tịch, thầy nói là đại la hòa thượng Tịnh Không hơn 70 năm ngày ăn chay trường, nhưng ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn da rẻ, vẫn hồng hào, vẫn làm công việc Phật sự trên toàn thế giới đó đấy. Vô số những Phật tử ở trên khắp thế giới biết được ngài đó đấy, nghe theo ngài đó đấy, và tu theo lời dạy của ngài đó đấy. Làm sao mà bảo là ăn chay là trường không đủ sức khỏe để mà tu. Người ở ngoài xã hội thì họ còn phải vừa phải chồng con, vừa phải vợ con, vừa phải bố mẹ, vừa phải gia đình, họ còn rất 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 nhiều những cái mối ràng buộc, thì họ chưa ăn chay trường được. Phật cũng không có cấm, cũng không có trách, không có quở gì. Phật chỉ khuyến khích ai mà đủ nhân duyên ăn chay trường thì càng tốt, không thì một tháng thì 2 ngày chay, hoặc 6 ngày ăn chay, hoặc 10 ngày ăn chay, đây là quý lắm rồi. Còn là chúng ta là người tu hành, ai lại nỡ lòng nào để nhìn thấy chúng sinh nó đau khổ mà mình vẫn nhắm mắt nhắm mũi. Con gà vừa sinh ra, người ta đem, người ta lấy quả trứng đó đem bán ra ngoài chợ, mình bảo Phật tử đi mua về mà ăn, nó không xứng cái hạnh của người tu một chút nào cả. Thế tôi nói như thế, các vị này lại lấy lý nói rằng đấy, ăn trứng gà công nghiệp nó có nở ra con đâu, cho nên như củ khoai lang, ăn như ăn khoai lang. Và vị này dẫn chứng là các sư bên Nam Tông người ta có ăn chay trường như Phật giáo Bắc Tông mình đâu. Phật giáo Bắc Tông mới ăn chay trường, Phật giáo Nam Tông người ta đi khất thực, người ta cho gì thì ăn đấy, tín đồ Phật tử cho gì thì ăn đấy. Thầy bảo bao giờ thầy đi khất thực ở ngoài đường, Phật tử cho cái gì thì ông ăn cái đấy thì hắn tính. Bây giờ ông vẫn còn xây chùa, làm xây bếp, xây kho cơ mà. Xây chùa để ở mà xây bếp để nấu và xây kho để chứa đồ cơ mà. Như vậy là mình theo quan điểm của Bắc Tông. Nam Tông thì họ không xây bếp và không nấu và ăn ở trong bếp, và cứ đến bữa trưa họ đi khất thực, vào giờ ngọ đi khất thực. Phật tử cho gì thì ăn đấy. Ừ thì ông muốn theo pháp Nam Tông thì ông phải hành như thế. Cứ đến giờ thì đi khất thực, cho gì ăn đấy, thì nó lại khác, hoàn toàn khác. Còn chúng ta thì xây chùa, làm bếp, dựng kho để đồ, thì phải theo pháp của Phật tổ đã dạy cho cái pháp của mình. Nên vị lý luận như thế thì hai bên nói thì cũng chẳng ai thua ai, họ cũng chẳng chịu thua mình, và mình cũng chẳng thắng được họ. Thôi thì cũng tùy duyên, bẵng đi một thời gian sau, 1-2 năm sau gặp lại, thì không chỉ ăn trứng gì, trứng gà công nghiệp nữa, mà bây giờ thì thịt gì cũng ăn, thịt gì cũng ăn, thịt gì cũng ăn luôn. Bảo là Phật tử cũng tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn họ. Thế tôi hỏi là vậy các Phật tử họ tự mua thịt mang đến chùa cúng ông à?
không nhà bếp họ, các Phật tử ở nhà bếp họ đi chợ mua họ cũng kệ họ. Thế nhà bếp họ đi chợ họ mua họ lấy tiền từ đâu? Lấy tiền từ gì? Từ cái quỹ của Tam Bảo chứ đâu. Họ cúng vào hòm công đức. Mà hòm công đức thì của Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, đúng không? Đó. Mình mở hòm công đức ra cho vào quỹ, và xong rồi lại xuất tiền cho gì? Cho thủ quỹ, cho bà vãi đi chợ mua. Khác hoàn toàn với các sư Nam Tông gì? Đi khất thực. Khác hoàn toàn các quý vị. Đó. Tuy là cái vị thầy đó, cái vị sư đó không tự đi mua, nhưng mà bảo Phật tử, hoặc là trả lương cho Phật tử để Phật tử thì nấu nướng, nấu ăn cho chùa, đưa tiền cho đi mua. Mà mua về mình ăn thì đương nhiên thì ăn. Hoặc thậm chí còn phím cho họ mua cái này cái nọ cái kia nữa. Đấy đâu phải là trang nghiêm, đấy đâu phải thanh tịnh đâu. Cho nên thầy nói rộng đấy như thế, chúng ta thấy rằng ấy, đấy, giữa chính và tà, giữa chân và ngụy, giữa tiểu và đại, giữa thiên và viên, nó cách nhau chỉ như cái lật và cái úp bàn tay nữa thôi. Nếu chúng ta không khéo, không tỉnh táo, không phân biệt được thì tà mà không biết mình là tà. Còn các Phật tử chúng ta tin theo thầy tà mà không biết mình đang theo thầy tà, đó mới là đau. Cuộc sống này có được bao lâu đâu. Nhìn trong đây các vị đại đa số cũng 50-60 tuổi trở lên rồi. Giỏi lắm được 70-80 tuổi, 100 tuổi là cùng. Mấy người được 100 tuổi đâu. Mà tuổi bây giờ cũng là cái tuổi gì? Bắt đầu nó như là mặt trời xuống núi rồi. Tức là xế chiều rồi. Cái già, cái bệnh nó luôn luôn thường trực ở trong chúng ta rồi. Nếu không lo sớm để tu tập chuyên cần thì một ngày nào đó tự nhiên là chưa thấy Phật đâu mà đã gì? Đã tùng hình hình, tùng hình hình. Thế là sao? Đấy là tiếng gì? Tiếng trống báo, báo tử rồi các quý vị. Nằm trong quan tài đã hết chưa? Bảo chết là hết, có hết không? Không hết đâu. Nó chỉ hết ở cái tấm thân này thôi. Còn cái thần thức, cái A-lại gia thức của chúng ta bắt đầu lại tiếp tục tùy theo nghiệp mà đi đâu? Đầu thai. Cho nên Phật dạy, tổ giảng, chết đâu phải là hết, mà chết là thay đổi từ kiếp này sang một kiếp, kiếp khác. Từ thọ tấm thân này sang thọ tấm thân khác. Nếu làm thân con người, mặc dù có bệnh có tật, nhưng vẫn có trí tuệ, vẫn có phúc báo, không bị người ta giết một cách là gì? Tàn nhẫn, giết một cách là tự do. Vì sao? Vì giết người thì pháp luật quốc gia nào cũng có chế tài của cái tội giết gì? Giết người. Cho nên không có tự nhiên ông hàng xóm lại cầm dao ra để đâm, để chém, để giết mình cả. Không bao giờ, trừ xích mích với nhau ở cái mức cùng cực. Hay không bao giờ người nhà chúng ta giận dữ mà cầm dao giết mình ngay. Trừ trường hợp đặc biệt gọi là ở trong cái giai đoạn mà là họ tức quá mà không thể nào mà ngăn được nữa, không thể dừng được nữa, nó mới xảy ra cái chuyện là bất như ý như thế. Còn bình thường giận nhau á, mắng nhau, chửi nhau hoặc tát nhau vài cái xong rồi đánh nhau vài cái, xong ngày sau nhìn thấy nhau vài ngày sau thì lại quên đi. Vì con người chúng ta mà, thì cái tình của con người nó vẫn nhiều hơn hơn, có trí tuệ, có sự hiểu biết, cho nên cũng dễ cảm thông cho nhau hơn. Cho nên còn đỡ vậy. Còn làm con vật, xin thưa các vị, làm con vật, các quý vị đừng có nghĩ rằng làm con vật là sướng đâu. Có những người thì trong nhạc Trịnh, Trịnh Công Sơn đó, Trịnh Công Sơn nó còn sống, có phụ viết mấy bài hát. Huyền sau khi chết thì Huyền làm cây thông đứng dưới trời cho gì? Đứng dưới trời. Làm cây thông có sướng không? Chắc gì làm cây thông đấy sướng. Làm cây thông đứng sừng sững dưới trời sướng không? Chứ sướng đâu. Đang tự nhiên, đang yên, đang lành thì người ta đến, người ta chặt, người ta đốn. Bây giờ thì đem cái cưa máy đến, yên,
hai ba phút mà cây đổ cả ình cả gì đâu. Đâu có phải làm cây thông giữa trời mà được tự do tự tại đâu. Hay có người thì nói là nguyện kiếp sau được làm con chim én để bay lượn tự do giữa bầu trời xanh. Con chim én bay tự do giữa bầu trời xanh có thật không các quý vị? Nó đang nghĩ rằng đang bay tự do trên bầu trời xanh, bất chợt gặp con chim ưng, con chim cắt ở trên trời cao, nó bay cao hơn, hoặc là nó núp ở cành cây, nó nhìn thấy nó vèo tới một cái nó tóm lấy, và con én có được tự do tung tăng bay dưới trời nữa không? Không. Hoặc là con người chúng ta răng bẫy thả lưới, nó có đâu có được tự do đâu. Hoặc là có người thì nguyện là gì? Nguyện kiếp sau thì làm thân cá bơi lội tung tăng thoải mái giữa lòng đại dương. Chúng ta nhìn đại dương bây giờ con cá cũng không được tự do nữa. Con ra đến tận gì? Đến Bắc Cực, Bắc Băng Dương, Bắc Cực đó cũng bị các đoàn thuyền lớn nó sang, nó tận đến nó đánh rồi, nó bắt rồi. Nó dùng cái lưới nó bủa vây hàng mấy km ở dưới biển, nó răng cho. Cái lưới thì nó sâu đến hàng trăm mét, rộng của nó hàng mấy, chiều dài hàng mấy cây số. Nó dùng cái tàu lớn nó quay một mẻ, hàng trăm tấn cá bỏ mạng chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Các vị thấy không? Làm con cá để tung tăng bơi lội giữa lòng đại dương, sướng không? Vui không? Không vui, không sướng, không tự do đâu. Trăm năm trước thì bảo làm con cá bơi lội tung tăng giữa lòng đại dương thì còn có lý hơn tí. Thì lúc đó cái công nghệ đánh bắt cá ở biển mà, thì nó chỉ là cái lưới nhỏ nhỏ thôi, hoặc là câu thôi thì còn đỡ. Nhưng bây giờ nó đánh bắt cá khủng khiếp lắm các quý vị, đặc biệt là người Trung Quốc. Nó đánh bắt cá, người châu Âu thì văn minh hơn. Họ đánh bắt cá chỉ lấy loại cá to, mà cái mắt lưới của họ chỉ lấy mắt lưới từ 20 phân trở lên, thì những con cá mà dưới 20 phân đó thì nó loạt lưới, nó đi ra ngoài, nó sống cho lớn lên, bắt lớn lên lần sau lại bị bắt. Đấy. Thế còn người Việt Nam chúng ta với người Trung Quốc với một số nước ở Đông Nam Á chúng ta, lòng tham nó lớn hơn. Nói sự cái sự hiểu biết đó về đại dương ấy, thì chúng ta hiểu đấy, biết là chúng ta đánh bắt như thế nó sẽ tận thu, nó sẽ hết đấy. Nhưng mà lòng tham, ai đi biển một tháng cũng mong là gì? Đánh bắt được nhiều nhất có thể. Cho nên pháp luật nhà nước tuy cấm không được bắt cái loại kéo lưới, lưới phải bao nhiêu mắt trở lên, mắt ví dụ như mắt 40 trở lên, 40mm trở lên hoặc 50mm trở lên ấy. Nhưng mà cái mà để đem ra mà trình với các cơ quan hải quan pháp luật gì đó thì trình cái loại đó, nhưng cái loại đánh bắt thật ở ngoài sông thì là loại khác, ngoài biển thì là loại khác. Cho thu thật nhỏ vào để bắt được thật nhiều, thậm chí là còn dùng cả kích, để kích điện để đi đánh bắt nữa. Đấy, chúng ta thấy làm con cá ở dưới bơi dưới biển cũng không chắc là mình thọ hết cái tuổi thọ của mình đâu. Cho nên làm con người vẫn là sướng nhất trong các con vật ở thế gian này rồi. Nhưng mà làm người sướng nhất, nhưng tại sao còn lên kêu khổ với Phật, với Tổ, với các thầy là thầy ấy con? Khổ lắm. Khổ vì sao? Đấy, như thầy nói cái trường hợp một Phật tử mà một tháng mấy lần tự nhiên lăn quay ngã sùi bật mép. Mới sinh ra mẹ đã mất, bảy năm lên bảy thì bố lại mất, ở với chú thì chú rất thương, nhưng mà lại gì thì lại cực ghét. Đấy, thím chứ nhỉ, thím thì lại cực ghét. Cho nên vọt cho một trận, vụt cho một trận thì không may cái roi nhỏ nó thì nó mới gãy mất. Liền là tức quá, lấy cái que củi bên cạnh vụt cho một cái vào đầu. Thế là ngã lăn xuống. Từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi, cái di chứng của thím đánh đó mà sinh bệnh
suốt cuộc đời. Hỏi á, gia đình trước đây làm nghề gì? Bảo là bố con á, lúc còn là sống làm nghề mổ trâu. Mà nghề mổ trâu thì thường lấy búa để đập vào đầu con trâu, con bò, lúc nó còn đang sống mạnh khỏe như vậy. Cho nên đấy gọi là cộng nghiệp. Đấy gọi là quả báo, là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Vì nghiệp của bà cụ ấy với mẹ với bố của vị này chung nhau, gọi là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp thì bố mẹ làm nghề, tự tay làm nghề sát sinh và bán những thịt của con vật đấy, cho nên thọ mạng bị mất sớm. Còn đứa con do cộng nghiệp sinh vào để trả nợ, sinh vào để chịu chung cái nghiệp với bố với mẹ, cho nên vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 tuổi bố liền mất, ở với chú và thím thì mặc dù chú thương nhưng mà thím lại rất ghét, cho nên bị vụt cho một que vào đầu. Và từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi vẫn bị cái di chứng đó và ốm đau suốt ngày. Đấy gọi là cộng nghiệp giữa đứa bé và bố mẹ nó. Chúng ta thấy có một cái câu người ta nói rất là hay. Ở xã hội thầy nghĩ cái này, nói cái dẫn câu này chúng ta dễ hiểu này. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này không? Đấy chính là cộng nghiệp đó các quý vị. Ví dụ như gia đình chúng ta có một người mà chúng ta rất yêu thương, cả gia đình ai cũng yêu thương và quý trọng. Bất chợt một ngày nào đó cái người mà chúng ta yêu thương quý trọng đó bị bệnh và bị mất, hoặc là không bệnh nhưng bị không may mất một cách gì đột tử hoặc đột ngột nào đó, cả nhà chúng ta có thương không? Có thương, rất rất thương. Có đau không? Có xót không? Có buồn không? Rất đau, rất xót và rất buồn. Và cái đau xót buồn thương ấy, đó chính là cộng nghiệp. Như còn nhà hàng xóm bình thường ra sát vách với nhau, thỉnh thoảng lại hay chụm chọe với nhau nữa, thậm chí nói chết đó, mình mở cờ ở trong bụng. Vì sao mở cờ trong bụng? Vì giữa chúng ta với họ không có gì, không có cái nghiệp ràng buộc là họ hàng hang hốc gì cả. Cho nên sát vách họ có người đám ma, tất nhiên bên nhà chúng ta không thể mở đài sập sình để ăn mừng được, nhưng mà trong lòng vui như mở cờ, ôi gì con mẹ đi chết, từ nay trở đi ta được yên một phần rồi. Có không? Có đấy. Mặc dù là người tu nhưng có thể vẫn có đấy. Người không tu thì đương nhiên họ mừng ra mặt rồi, nhưng người tu thậm chí cũng gì vẫn có đấy, mở cờ trong bụng đấy. Từ giờ trở đi không bao giờ nghe thấy bà ấy thì cằn nhằn kèo nhào nói hay ông ấy phá phách, ông ấy cằn nhằn, ông ấy chửi thề, chửi bồi, chửi đồng nữa, vân vân. Từ giờ trở đi chắc thì gia đình chúng ta sẽ được yên một phần. Đấy. Cho nên đấy là gì? Đấy là không có cái nghiệp cộng với nhau là một gia đình hay là họ hàng, cho nên sát vách họ mất, chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường. Bằng cái tình, cái nghĩa, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn thì gọi là sang làm cái lễ sang viếng thắp mấy nén hương và viếng đối trước linh cứu của họ vái mấy vái, lúc đó chết rồi mới vái thôi, còn lúc còn sống thì có mà vái. Lúc còn sống ông với tôi, ông chiến tôi chiến ông, bà mắng tôi mắng bà, tôi sợ cóc gì bà, vân vân. Nhưng mà lúc thì người chết gọi là nghĩa tử, là nghĩa tận. Ở Việt Nam chúng ta có một cái cũng rất là hay, tôi nghĩ rằng mình giữ được truyền thống mấy ngàn năm như vậy chắc chắn là rất là tốt. Thôi nghĩa tử là nghĩa tận, cho dù lúc còn sống mà họ hàng hoặc là làng xóm không thích nhau, cãi nhau như mổ bò, nhưng bên người ta chết sẵn sàng cho người ta bắc giạp sang bên cửa nhà mình để đón khách, để tiếp đón họ hàng với người phung viếng, có đúng không? Đấy là cái hay đấy, tối lửa tắt đèn, nghĩa tử là nghĩa tận. Đấy, lúc sống thì ghét nhau lắm, nhưng chỉ cần nhà người ta có người chết sang đề xuất một cái sẵn sàng, vâng ông bà hoặc là các anh các chị cứ bắc giạp suốt đấy. Đấy thế
Mà thậm chí chúng ta qua cái đó lại sang thăm hỏi, phúng viếng, thậm chí còn mấy ngày, 2-3 ngày ở để phục vụ đám tang nhà hàng xóm nữa, mặc dù trước đây rất ghét nhau. Tại Việt Nam chúng ta có một cái đấy, cái hay, nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên đến lúc đó thì thôi, tất cả oán thù hay cái gì đó đều gác lại, để dừng lại và lo cho người mất. Thì cái đó thì nghĩ là cũng nên duy trì và cần phải duy trì và phát huy cái nghĩa cử cao đẹp ấy. Đấy, hàng xóm thì có buồn lắm thì chỉ có sang thắp nén hương đấy thôi. Nhưng còn họ hàng mặc dù ở xa đến hàng trăm cây số, 1000 cây số, nhưng vẫn cảm thấy gì? Đau buồn, thương xót. Đó chính là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đó chính là cộng nghiệp giữa ta với người thân trong gia đình, trong họ hàng hoặc là bạn thân vậy. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy, thầy giải thích cái từ cộng nghiệp cho chúng ta hiểu. Thế nào là cộng nghiệp? Thế nào là biệt nghiệp? Biệt nghiệp, biệt tức là riêng, biệt tức là nghiệp của riêng cá nhân mình chẳng hạn, đó là biệt nghiệp. Còn cộng nghiệp tức là chung với những người thân trong gia đình, dòng họ hoặc bạn bè, những người yêu thương nhau, vân vân, đó gọi là cộng nghiệp. Đấy là cái trường hợp mà bà cụ mà vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 năm sau bố lại mất. Mà thầy nói đó, đó chính là cộng nghiệp với bố mẹ của mình. 60 năm, hơn 60 năm vẫn chưa hết vậy. Khi tới chùa gặp Phật nghe Pháp, thầy khuyên là nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng, mà sám hối và hồi hướng công đức cho ông bà. Thế bà cụ nói là nhưng mà bố mẹ của con mất hơn 50 năm nay rồi, còn hồi hướng được không thầy? Thầy bảo có, vẫn được. Đến 100 năm người ta vẫn nhận được, 1000 năm người ta vẫn nhận được, thậm chí nhiều hơn nữa người ta vẫn nhận được. Vì sao? Vì có chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thông chi cho và tiếp độ cho. Cho nên cho dù họ có ở trong A Tỳ địa ngục vẫn có thể tiếp nhận thông qua Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng được vậy. Vì Bồ Tát Địa Tạng, khi chúng ta thọ trì đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng phải chịu trách nhiệm chính với chúng ta. Sở dĩ vì sao mà chúng ta tụng kinh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà khỏi bệnh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà con cháu trong nhà mua quan tài rồi. Có năm ngoái có một trường hợp này, con cháu trong gia đình mua quan tài rồi, thế thỉnh đội tụng kinh đến để tụng kinh. Thế hỏi thầy, gọi điện hỏi thầy là trợ niệm hay tụng kinh. Thế thầy bảo là bây giờ thì theo như lý thuyết thì trợ niệm tốt hơn tụng kinh. Thế đội tụng kinh 3 ngày vẫn thấy cụ vẫn chưa đi. Trợ niệm thấy mệt mỏi quá, 3 ngày vẫn chưa đi. Gia đình mua quan tài rồi mà, ốm nặng lắm, 3 ngày cũng lớn tuổi, cũng phải đến 80, hơn 80 rồi. Trước đây cũng là Phật tử, cũng ở trong đạo tràng, cũng đến chùa, nhưng mà bây giờ yếu rồi thì không thể đi được nữa. Thế xong rồi thì tôi bảo là theo nguyên lý thì trợ niệm, nhưng trợ niệm 3 ngày cụ vẫn cứ nằm đấy. Thế tôi mới bảo là thôi, hay là các Phật tử phát nguyện tụng một bộ kinh hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng cho cụ đi. Lúc tụng kinh nói nhỏ vào tai cụ. Đó, gia đình con cháu, tất cả gia đình con cháu với chúng tôi là đạo tràng Phật tử. Đó, thầy bảo là tụng cho cụ một bộ kinh Địa Tạng hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho cụ. Thế nếu mà cụ hoan hỉ thì cụ nháy mắt hoặc là cụ cựa đi, cựa tay. Thế nghe tin bảo thầy vào tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ. Thì trước đây bà cụ vẫn đến chùa mà, vẫn biết thầy, cũng rất là kính trọng thầy. Thế nói là thầy bảo tụng kinh Địa Tạng cho cụ, hồi hướng cho cụ. Mà cái thì nghe thấy, mà cái là nước mắt cứ trào ra. Và tay này, may mấy cái tay, ý là hiểu được và muốn tụng kinh. Và các Phật tử tụng hết ra một bộ kinh Địa Tạng trong một ngày, sáng, chiều, tối như thầy nói, kiểu như tụng đàn ấy, đập đàn lên tụng kinh Địa Tạng. Thế tụng hết một ngày, hết bộ, hết quyển hạ một cái, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, hết quyển hạ. Thế tự nhiên thấy bà cụ ho.
ho thế là nó nôn ra một cái cục cái máu đặc đặc, nó đen xì ra. Ho thế là nôn ra một cục máu đặc, thế là xong một cái nó cứ khỏe dần khỏe dần. Đến tuần sau thế thấy khỏe bảo Tụng, thầy bảo thế Tụng tiếp cho cụ mấy ngày. Thế là Tụng đến hết đúng một tuần, thế là bảo cụ ăn cháo được. Ăn cháo xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì rồi cộng với gọi bác sĩ đến để truyền nước, truyền đạm cho nữa, thế là khỏe. Năm ngoái năm nay vẫn còn sống khêu khêu ra đây, vẫn khỏe khêu ra đây. Đấy là từ coi chết trở về đấy. Vì sao? Vì nương vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng nhất tâm. Cái trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng khi mà gì? Chúng sinh nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì ngài á, chúng ta nhớ ở trong kinh á, Địa Tạng là khi ở tại cung trời Đao Lợi, ngài đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi ngài nói, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài giao phó tất cả những chúng sinh còn lại trên thế gian này, những chúng sinh mà căng cường khó độ đó, thì để cho ông tiếp tục ở lại để dẫn dắt và giáo hóa, khiến cho những chúng sinh ở thế gian này họ biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Những chúng sinh nào mà làm được những điều như thế, nghĩa là biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện đó, thì ông phải giúp đỡ cho họ, ông phải có trách nhiệm để bảo hộ cho họ, để cứu giúp họ sớm được thoát khổ, sớm được giác ngộ và sớm được giải thoát, cho đến bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở tại thế giới này để phổ độ chúng sinh, thì cái trách nhiệm của ông thì mới tạm thời được nghỉ ngơi chút xíu. Đại khái thế. Cho nên á, vì sao mà cái thời mạt pháp này tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng lại được linh nghiệm như thế? Vì ngài chính là nhận cái sự phó chúc của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vậy. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy bây giờ chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lại trì niệm danh hiệu của ngài, lại thanh bông hoa quả thành tâm cung kính để cúng dường ngài. Ngài không vì cái chút thanh bông hoa quả đấy đâu, nhưng mà đây là thể hiện cái tấm lòng thành của chúng sinh, của tín đồ Phật tử, của người dân chúng ta đối với ngài. Và đặc biệt là việc thọ trì đọc tụng nhất tâm, ngài sẽ có trách nhiệm vì tất cả các vị Diêm La Vương, 10 vị Đại Minh Vương, như là vị đệ nhất gọi là Tần Quảng Minh Vương, vị thứ hai gọi là Sở Giang Minh Vương, vị thứ ba gọi là gì, Tống Đế Minh Vương, vị thứ tư gọi là Ngũ Quan Minh Vương, vị thứ năm gọi là Biến Thành Minh Vương, vị thứ sáu gọi là Thái Sơn Minh Vương, vị thứ bảy gọi là Thái Sơn Minh Vương, vị thứ tám gọi là Đô Thị Minh Vương, vị thứ chín gọi là Đệ Cửu Điện Chuyển Luân Minh Vương, vị thứ mười gọi là gì, là Đệ Thập Điện vị thứ chín gọi là gì? Đệ Cửu Điện Đô Thị Minh, Đệ Thập Điện Chuyển Luân Minh Vương, Chuyển Luân Minh Vương là thứ mười. Đấy, mười vị Đại Minh Vương ấy đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng, đều là đệ tử của các đức Phật quá khứ và hiện tại, cũng như vị lai. Vì trong kinh Địa Tạng nói là các vị Minh Vương ấy đều là Bồ Tát hóa thân, đều là Bồ Tát hóa thân. Cái này ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì mới biết được. Các vị tu đến hàng thất địa Bồ Tát trở lên thì thường thì hiện làm thân gì, quốc vương, làm thân đại thần, vì có quyền lực trong tay mới có thể dẫn dắt chúng sinh đi đúng đường chính đạo được vậy. Ví dụ như người nông dân chân lấm tay bùn khổ cực,
miếng ăn chưa đủ, gia đình còn chưa nói được, thì có nói được ai lãnh đạo được xã hội không? Nói được không? Không. Nhưng mà một vị bộ trưởng hay một vị thủ tướng, người ta có đạo đức, có trí tuệ, có tâm huyết với dân, với nước, thì người ta đưa ra những định hướng tốt để phát triển kinh tế, ổn định chính trị vân vân cho quốc gia, người ta làm được. Nhưng còn ông nông dân chân lấm tay bùn, thiếu phúc thiếu trí, nuôi làm để nuôi gia đình, nuôi vợ nuôi con còn chưa được, thì có nói được ai? Có phải không? Đấy, cho nên các vị Bồ Tát muốn tận độ chúng sinh, muốn giáo hóa được rất rất nhiều chúng sinh, thì thường hiện làm thân quốc vương đại thần. Như trong phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, thì mình gọi là kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát Quán Thế Âm muốn hiện làm thân thân quốc vương thì hiện làm thân quốc vương để giáo hóa chúng sinh. Thậm chí muốn hiện làm thân Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thể hiện làm thân Phật để độ chúng sinh, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vào cái thời mà gọi là đất nước có thể nói là khủng hoảng nhất về tình hình chính trị và an ninh của quốc gia. Đó chính là thời Trần, đặc biệt là thời Trần. Chúng ta biết thế giới lúc đó thì chưa có bom nguyên tử, chưa có tên lửa Tomahawk hay là Đông Phong hay là xuyên liên lục địa bây giờ, mà lúc đó là chỉ là chiến tranh bằng kỵ binh, bằng bộ binh, bằng tượng binh. Tượng binh tức là đội quân voi, có voi, kỵ binh, binh mã tức là gì? Quân ngựa, cái ngựa đó. Chúng ta biết thời nhà Trần thì lúc đó là đất nước chúng ta cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới, sang tận châu Á đến châu Âu, vó ngựa của quân giặc Nguyên Mông đến đâu thì gần như bị săn phẳng tới đó. Thậm chí là một nửa châu Âu đã rơi vào tay của quân giặc Nguyên Mông. Già nửa châu Âu chứ không một nửa, mà già nửa châu Âu. Nó đánh sang tận Thổ Nhĩ Kỳ rồi cơ mà. Mà chúng ta nhìn cái bản đồ á, Nga gần như mất rồi, Nga mất rồi gần hết rồi. Ukraine lúc đó cũng vào tay quân giặc Nguyên Mông, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ cơ mà. Đó. Làm đến nửa già châu Âu. Còn châu Á mình gần như là khuất phục gần hết rồi. Ấy mà đến khi Việt Nam, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế, chỉ có hơn chục năm rồi rơi hết vào tay của nhà Nguyên. Nhà Minh mạnh như thế nhưng cũng phải bị diệt, rơi vào tay nhà Nguyên. Sang Việt Nam chúng ta lúc đó, chúng ta thấy ba vị vua nhà Trần. Ba vị vua đầu tiên nhà Trần đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, đều là những Phật tử thuần thành của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên, còn trốn bỏ ngai vàng để lên núi Yên Tử xuất gia, nhưng bị Trần Thủ Độ đem quân đến tận chân núi Yên Tử, cắm quân ở đó và cùng tự mình lên tận trên chùa Hoa Yên nói với Trần Thái Tông lúc bấy giờ, nói với Trần Thái Tông là: Bệ hạ mà không về thì thần sẽ đem xây dựng kinh thành ở ngay dưới chân núi Yên Tử. Cho nên lúc đó quốc sư Trúc Lâm ở núi Yên Tử mới nói với Trần Thái Tông là gì? Xin là bệ hạ gì? Đi về để lo cho dân, cho nước. Thấy Trần Thái Tông là khóc lóc không muốn về, thầy mới nói với đệ tử là gì? Sơn bản vô Phật, do tồn hồ tâm. Câu nói rất nổi tiếng, có nghĩa là trên núi vốn không có Phật, mà Phật chỉ ở tại tâm mình mà thôi. Trên núi vốn đâu có Phật, Phật tại trong tâm mình. Trên núi chỉ là cái phương tiện để cho mình tu hành, để liễu ngộ chân tâm.
tỏ được Phật tính mà thôi. Chứ trên núi vốn đâu có Phật, Phật ở tại tâm mình. Cho nên bệ hạ, nếu đi về mà lo cho dân cho nước, khiến cho quốc thái dân an, người người nhà nhà đều ấm no hạnh phúc, người người nhà nhà đều biết tôn kính Tam Bảo, biết tôn trọng về đạo đức, về nhân quả, về hiếu hạnh, thì đó chính là Phật đấy. Rồi nghe thêm quốc sư Trúc Lâm sách tiến động viên, Trần Thái Tông phải gạt lệ để theo Trần Thủ Độ đi về Thăng Long tiếp tục làm vua. Nhưng về làm vua, nhưng làm một ông vua hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây thì chán trường. Chán là sao? Vì bị Trần Thủ Độ ép lấy vợ của chị mình làm vợ của mình. Trong khi đó vợ chị mình mang thai với anh mình rồi. Anh con giống bác mà. Đấy, Trần Thái Tông là con giống chú. Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh, trong khi đó vợ của anh đã có thai rồi. Còn Trần Thái Tông thì cưới công chúa, cưới vua Lý Chiêu Hoàng, nhưng mà sống với nhau mấy năm vẫn chưa có con. Cho nên Trần Thủ Độ sợ rằng giang sơn của nhà Trần lại giống như nhà Lý, do Trần Thái Tông không có con thì giang sơn của nhà Trần có khi lại mất như nhà Lý. Cho nên mới vội vã quá, mới muốn cho cháu mình sớm có con, để cho thì thiên hạ được yên, dòng họ cũng thì không ai nhòm ngó. Cho nên là ép cháu của mình, tức là Trần Thái Tông, lấy vợ của anh trai con ông bác đã có thai sẵn. Cho nên Trần Thái Tông mới chán, mới thấy cảnh tình thế thái, nhân tình thế thái, cho nên mới trốn lên núi Yên Tử đi tu. Nhưng mà Trần Thủ Độ không cho nên kéo quân hướng tận đấy để đòi về. Lúc đi về thì ngài hoàn toàn không sống như thế nữa, mà ngài sống là một vị vua, thực sự là một vị vua, yêu nước thương dân, chăm chỉ học hành. Đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ đã dậy để tụng kinh ngồi thiền rồi các quý vị. Chúng ta thấy không? Một vị vua mà đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ sáng đã dậy để tụng kinh ngồi thiền rồi. Cho nên có thể nói là một vị vua Phật tử. Và đặc biệt là sau này ngài có soạn ra những cái bộ khóa lễ, cái bộ nghi thức khóa lễ gọi là lục thời sám tụng khóa nghi, tức là vua mà một ngày hành trì 6 thời lễ Phật, tụng kinh và ngồi thiền, có khác gì một vị sư xuất gia đâu. Nhưng trong khi đó thì vẫn chăm chỉ học hành và lo toàn vẹn việc triều chính. Mà đặc biệt là đến khi quân giặc Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi đất nước Việt Nam chúng ta lần thứ nhất, thì Trần Thái Tông cùng với quần thần và nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Mà trong khi đó thì quân giặc Nguyên Mông đi đến nước nào thì nước đó thì bị làm cỏ. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta, một đất nước nhỏ bé, lúc đó dân số rất là ít. Nước Việt Nam chúng ta lúc đó mới chỉ vào tới khoảng, chưa tới Quảng Bình, Quảng Trị đâu các quý vị. Đằng trong là nước khác, nước Chân Lạp và một cái nước khác ở ngày xưa. Đó. Thế mà chúng ta thấy đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Rồi đến Trần Thánh Tông cùng với Trần Nhân Tông, tức là con với cháu Trần Thái Tông, hai lần kế tiếp đánh tan quân giặc Nguyên Mông nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy chính là những vị mà mình gọi là ở đời thì là vua, trong đạo xuất gia thì là Phật của Việt Nam, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó các quý vị. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại cung kính và tôn trọng
Trần Nhân Tông đến như vậy. Cả ba vị vua nhà đầu nhà Trần, vị vua nào cũng là gì? Là vị Phật tử thuần thành. Và đặc biệt là vị vua thứ ba là xuất gia thành công và còn thành thành tổ nữa, thành Phật của Việt Nam chúng ta nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà các vị Bồ Tát thầy nói là lên hàng thất địa, dẫn trong kinh Hoa Nghiêm nói lên hàng thất địa, thường là thể hiện làm vua, làm đại thần là như thế. Đó. Rồi kể cả chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần đây chúng ta thấy là ở xã hội họ cứ suy tôn, họ nói Đức Phật Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Bồ Tát. Hay có người họ còn nói đi, nói cụ chính là Phật ấy. Gọi là họ gọi là Phật gì nhỉ? Ngọc Phật à? Rồi họ gọi cụ là Ngọc Phật. Không phải tự nhiên dân gian lại suy tôn cụ, sánh ngang với Phật là như với tổ là như thế. Vì cụ có công đánh tan hai đế quốc kìa, hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó chính là giặc Pháp và đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hai cái thế lực mà là sừng sỏ nhất thế giới lúc bấy giờ. Còn thời xưa 700-800 năm trước thì Phật Hoàng ba bố con ông cháu của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thì đánh tan cái đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là chính là nhà Nguyên của thành Cát Tư Hãn. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta một nước nhỏ bé nhưng mà anh hùng thì cả thế giới đều phải nghiêng mình kính nể. Đấy. Thầy nói là vì sao mà phải thể hiện là Bồ Tát, các vị Bồ Tát thất địa trở lên thường hay thể hiện vua chúa quan lại, những bậc đại thần, những người có uy tín trong xã hội. Vì thể hiện như thế mới độ được. Ví dụ như thầy nói với các quý vị, thầy thì không phải là Phật Bồ Tát gì đâu nhớ, thầy chỉ là phàm phu thôi. Nhưng mà nói với các quý vị, nhưng mà khoảng 30 năm trước bảo thầy nói với các quý vị có nghe được không? Chắc chắn không. Vì lúc đó trí tuệ không có, phúc báo không có, chỉ là một anh chàng nông dân nghèo kiết xác mùng rơi, bản thân chưa lo được, nói được ai? Ai nghe, ai tin lời nói của thầy? Nhưng 30 năm sau xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, khổ tâm rèn luyện, khổ trí tu học, khổ thân để thực hành, dần dần thì có một chút công đức, một chút phúc báo, một chút trí tuệ, có một chút thôi, có một chút cũng có, nhưng có một chút xíu thôi. Cho nên lời nói ra mới được các Phật tử chúng ta, mới được nhiều người họ tin tưởng và họ làm theo. Mà thầy cũng không nghĩ rằng mấy năm nay, đặc biệt là khoảng từ khi sau dịch Covid tới giờ, từ dịch Covid thì mình không giảng các khóa tu thế này mà giảng trực tuyến. Thế là từ đó giảng trực tuyến nhiều người nghe, và bây giờ là một số những cái các Phật tử ở ngoài họ thấy là cái bài giảng của thầy nó cũng có ý nghĩa để giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo dục Phật Pháp cho Phật tử. Cho nên họ đến họ xin với ban thông tin là để cho họ xin được cắt lại các bài giảng của thầy ấy, để họ đưa lên YouTube, trên Facebook, Zalo vân vân gì đó, mà nhiều người biết đến hơn. Chính như cái kênh chính nhà mình đây này, giảng xong thế này có khoảng 5-7 nghìn, chục nghìn, hơn chục nghìn lượt xem thôi. Nhưng mà bên kia họ không biết họ làm kiểu gì, họ cắt lại. Nó chỉ cần khoảng một ngày sau có khi 30-40 nghìn lượt xem. Hôm rồi thầy xem là mới có 4-5 tháng nay mà có một vài clip của hàng triệu lượt người xem. Không biết họ làm kiểu gì mà nhiều người xem đến thế. Cho nên nhiều Phật tử ở xa, rất rất xa, họ được nghe giảng qua những cái trang mạng xã hội ấy, mà họ biết đến Phật Pháp, 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 mà họ biết đến Phật Pháp. Các vị đến mà hỏi thầy, thầy bảo về thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng.
về mà đọc mà tụng mà nhất tâm mà tụng. Cộng thêm thỉnh thoảng mùng 1 ngày rằm hoặc là ngày trai, nếu có điều kiện kinh tế thì mua con chim, con cua, con cá, con ốc mà phóng sinh. Nhưng thầy cũng nói trước là ra chợ hoặc là đi thấy bất chợt con vật đó nó ở trong vạn tử nhất sinh, tức là chim trong lồng, cá trong chậu, người ta đem bán ở chợ hoặc ở ngoài đường vân vân. Chúng ta nhìn thấy chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, chúng ta hỏi, chúng ta mua và chúng ta thả luôn được, đọc mấy câu niệm Phật được, hoặc đọc bài quy tam bảo cho nó và thả luôn được. Thì không cứ là cứ phải mang đến chùa mới thả, mang đến chùa nhờ các thầy quy xong mới thả đâu, thả bất cứ lúc nào. Đấy gọi là phóng sinh đúng cách, đấy gọi là phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi ban vui cứu khổ của nhà Phật chúng ta. Đấy, phóng sinh như thế thì không cứ là phải nhiều, ít cũng được. Có khi một vài con ốc, một vài con cua, một vài con cá chạch, một vài con cá rô đồng, một vài con cá quả, hay một vài con cá chép vân vân cũng được. Một vài con chim sẻ hay một vài con lợn có được không? Hả? Phóng sinh lợn được không? Khổ thân cái con vật nuôi ấy, nó cũng là cái nghiệp của nó các quý vị ạ. Vì sao thầy gọi là nghiệp của nó? Những con vật nuôi đấy nó hoàn toàn là gì? Từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, cho đến lúc bị thịt, nó đều ăn bám vào con gì? Con người. Cho nên chúng ta có thấy con lợn hay con gà hay con vịt đó, con trâu con bò đó mà họ phóng sinh, chúng ta có mua nó để phóng sinh thì đem thả ra ngoài đồng, nó tự không sống được, nó lại đi mò vào nhà người. Mò vào nhà người thì cũng sẽ bị bắt và bị thịt thôi. Đấy là cái nghiệp của nó. Cho nên các vị cứ nghĩ là ăn thịt lợn không có tội. Không có tội thì cứ ăn đi. Các vị đừng có nghĩ là không có tội, ăn thịt chó mới có tội. Nhiều Phật tử chúng ta bây giờ có người nói là gì? Bạch thầy, con thực sự là con rất thấy là con rất là hạnh phúc. Và vì sao con hạnh phúc? Vì từ khi sinh ra con chưa bao giờ ăn thịt chó. Thế bảo sao không ăn thịt chó mà rất hạnh phúc? Vì ăn thịt chó là có tội lớn nhất. Thế thì thầy hỏi thì Phật tử ăn chay à? Bảo không, con không ăn chay. Thế hàng ngày ăn thịt gì? Bảo con chỉ ăn thịt lợn với ăn cá thôi. Ăn thịt lợn với ăn thịt cá và một số các loại thịt khác, thịt trâu, thịt bò thôi. Thịt chó, thịt mèo con không ăn. Thầy cười, thầy bảo không ăn thịt chó, thịt mèo, kiếp sau có thể không phải làm chó, làm mèo. Nhưng chuyên ăn thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, kiếp sau có thể phải làm trâu, làm bò, làm lợn đấy. Nghe thầy nói như thế thì vị bảo sao thầy lại rủa con như thế? Mà không, thầy có rủa đâu. Đây là trong kinh nhân quả Đức Phật dạy là gieo nhân nào thì gặt quả đó, ăn con nào thì sau này, kiếp sau khi mình hết phúc á, sẽ rất dễ bị đọa làm con đó. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng ăn thịt chó, thịt mèo mới có tội, còn ăn thịt lợn không có tội. Gần đây có một vị sư, trước đây cũng ăn chay trường, và khuyên các Phật tử là không nên sát sinh, không được sát sinh và nên ăn chay trường. Nhưng mấy năm nay thì cái vị sư đó lại thay đổi pháp tu và ăn gần như tất cả các loại thịt. Đầu tiên là chỉ ăn trứng thôi. Đầu tiên là nói là chỉ ăn trứng và chỉ ăn trứng không trống, tức là trứng gà công nghiệp thôi. Và khi thầy biết được cái điều đó, thầy nói là tại sao ông lại phá giới mà đi ăn trứng như thế. Ngày xưa suốt ngày ông giảng cho các Phật tử, ông khuyên các Phật tử là phải ăn chay, không nên sát sinh mới đi đúng chính đạo. Tại sao mấy năm không gặp mà bây giờ ông lại đi ăn trứng, ông lại khuyên Phật tử ăn trứng? Thì lúc đó vị ấy nói với tôi là: ô sư huynh, vị gọi thầy là sư huynh, có sư huynh ơi, cái trứng gà công nghiệp nó có nở thành con đâu. Trứng gà công nghiệp nó không có trống, cho nên ăn nó cũng như ăn khoai lang thôi. Thế tôi bảo là đệ nói như thế mà nói được.
ăn nó như ăn khoai lang. Tại sao để không mua khoai lang về mà ăn? Tại sao không mua khoai lang về mà chế biến thành thức ăn để mà ăn? Đệ là người tu, đệ nói là ăn trứng gà công nghiệp cũng giống như ăn khoai lang thôi, thì tại sao lại không đi ăn khoai lang mà là đi ăn trứng gà công nghiệp làm gì? Người ngoài đời họ ăn, đấy là chuyện của người ngoài đời. Còn mình là người tu, mình xuất gia cạo tóc, mặc áo cà sa, lòng từ bi thương xót chúng sinh, như Đức Phật nói là phải như người mẹ thương con đỏ. Tại sao chúng ta lại như thế? Con gà tuy là gì, nó đẻ ra cái trứng không có trống, nhưng chúng ta nhìn thấy cái con gà công nghiệp lúc nó đẻ trứng, nó có đau khổ không? Nó có khổ không? Ở đây nếu ai đã từng làm mẹ, ai đã từng sinh con, các quý vị thấy lúc á, sinh con có vui không? Có sướng không? Có đau không? Đau. Vui thì rất vui, vì mình sắp sửa có một đứa con, hai đứa con, rất vui. Nhưng đau không? Đau, rất rất đau. Mấy năm trước thầy có một đôi vợ chồng là Phật tử rất thuần thành nhà mình, mà cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ, trong cái thanh thiếu niên nhà mình, nhà Sân Tây này này. Hai vợ chồng cũng đều là Phật tử trẻ, đi chùa từ lúc 14, 15 tuổi vào trong câu lạc bộ ở Sân Tây. Yêu thương nhau xong cưới nhau, chưa bao giờ chửi nhau. Nhưng cái hôm ông chồng đưa vợ đi Việt Nam sinh con ấy, ôi rồi bà vợ nó đau. Bác sĩ bảo khoảng độ tầm 2-3 tiếng đồng hồ là sinh, họ tiêm thuốc cho là để có thể sinh nở nó nhẹ nhàng tốt hơn. Nhưng tiêm bảo là khoảng 2 giờ sinh mà đến 6 giờ tối chưa sinh, đến 8 giờ tối vẫn chưa sinh. Nó đau như thế, cho nên nó gọi chồng vào nó chửi, nó cào cấu rồi nó cắn cho, nó đánh cho. Mà tại mày, tông sư nhà mày, tổ bố nhà mày, tại mày mà tao thì tao khổ thế này. Đấy, đau quá không chịu được. Nó chỗ tại mày mà tao đau thế này. Ôi rồi nghe câu chuyện của vợ chồng nhà đấy mà tôi, thầy cũng phải ôm bụng mà cười với cái vợ chồng nhà đấy. Mà câu chuyện đấy thì chính mẹ chồng vào kể lại cho thầy, lúc nó đau nó chửi như thế. Con cũng thương nhưng mà chẳng biết làm nào. Thôi lúc đó nó chửi thì kệ nó thôi. Thế tôi hỏi đây, bà có giận con dâu không? Bà không, bà thầy ngày xưa con sinh con cũng biết rồi, lúc đấy nó đau lắm. Lúc đấy là cái người mà mình muốn trút giận nhiều nhất đó chính là ông chồng. Tại ông mà tôi thì tôi đau, tôi khổ thế này. Đấy, vì ông phải sinh con cho ông mà tôi mới khổ thế này. Còn ông thì cứ ở bên ngoài, ông đi đi lại lại ông ấy thôi, chứ còn thì cái người đau người khổ là tôi. Đấy, cho nên sinh con thì vui thì mừng, cả nhà vui mừng. Nhưng mà cái người làm mẹ, người làm vợ kia thì cực kỳ là đau đớn. Ai đã từng sinh con ở trong đây, đã từng bị đau rồi giơ tay để xem nào. Mổ cũng đau các quý vị ạ. Có không giơ tay xem nào? Ôi trời, một số người không giơ tay thì sinh con không đau tí nào à? Sinh con giống như uống nước à? Sinh con có nhẹ nhàng như là uống nước mía, nước ngọt không? Không có đâu. Ngại không giơ tay thôi, thầy biết ai không đau. Không nhiều thì ít, mà đại đa số là nhiều. Có người bảo ấy, con sinh con mổ cho nên con không đau. Mổ cũng đau, nhưng mà chẳng qua là lúc đó tiêm thuốc gì, tiêm thuốc tê, thuốc mê vào, cho nên tiêm thuốc tê vào đó nó càng không cảm thấy đau. Họ rạch giống như mình thái thịt vậy các quý vị. Cái con dao sắc của bác sĩ nó mổ nhỏ nhỏ, tuy nhỏ đấy thôi nhưng rất sắc. Họ rạch đến đâu thì nghe nó xẹt 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 xẹt. Ôi rồi, còn nghe thấy cái da, nếu mà ai mà họ cho thuốc mê mình chỗ khu vực đó thôi á, nghe cái từ họ rạch đến đâu là nghe cái từ cái dao nó xẹt xẹt cái da mình, nó rạch ra tới đó, nhưng không cảm thấy đau thôi. Nhưng khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 5-7 tiếng, chục tiếng đồng hồ sau, nó hết thuốc tê đi á, lúc đó có đau không? Đau hàng tháng, ở vài tháng mới hết. Là bảo không đau là không đúng. Chúng ta thấy là y học hiện đại nhất thế giới bây giờ hỗ trợ cho bà mẹ sinh con nhưng vẫn cảm thấy gì? Cảm thấy đau.
Sau khi hết thuốc, hết thuốc tê thuốc mê ấy, con gà nó đẻ trứng cũng như người mẹ sinh con thôi. Chúng ta có nhìn thấy con gà nó đẻ trứng bao giờ chưa? Nhìn nó đau, nó khổ. Ngày xưa thầy còn bé, thầy cũng một vài lần nhìn thấy cái con gà mái nhà thầy ở quê ấy, nó đẻ trứng ấy, khổ lắm, nó đau mà nó rùng mình, mà mắt này nó nhắm nghiền lại mà nhìn như là nó phải toàn bộ thân thể nó run lên bần bật lên nó mới sinh được một cái trứng ra. Nhưng ngày đấy chưa biết gì về pháp, chưa biết Phật pháp, cho nên cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường, xong là nó đẻ ra liền là vào là lấy quả trứng nó vào đi ra, đi ra để luộc hoặc để bác ra để gọi là làm món ăn bình thường. Đúng là con người khi chưa biết Phật pháp, lòng từ chưa dấy khởi thì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ta nuôi con gà, ta lấy quả trứng của nó ta ăn, đó là chuyện bình thường, có gì đâu phải suy nghĩ, có đúng không? Thực sự là ở thế gian á, khi chưa học Phật pháp, chưa hiểu được lòng như, giáo lý nhân quả, và chưa được cái lòng từ bi á, chưa được Phật khai hóa cho, thì quả thật đó là chuyện rất tầm thường, rất bình thường. Chúng ta không cảm thấy một chút lỗi lầm nào trong cuộc sống, cho dù là nhỏ nhất như đầu móng tay cắt bỏ đi vậy các quý vị. Vì sao? Vì con gà là tôi nuôi cơ mà. Tôi nuôi, gia đình tôi nuôi. Thế tôi có quyền gì? Có quyền ăn, giết thịt nó để ăn, bắt làm thịt để ăn, để tiếp khách hoặc để ăn trong nhà, hoặc là đem bán ra chợ, hoặc là lấy trứng nó để luộc hoặc để làm thức ăn hàng ngày. Đấy là chuyện rất rất bình thường đối với thế gian pháp của chúng ta. Những người học Phật rồi thì có một cái nhãn quan khác. Được Đức Phật tưới tẩm bằng lòng từ bi, bằng cái lòng yêu thương chúng sinh vô hạn. Cho nên nhìn thấy con gà nó đẻ quả trứng ra, cho dù quả trứng đó không có gì, có trống có cổ, tức là không thể nở thành con, nhưng cũng thương, cũng phải thương cái con gà đó lúc nó sinh, lúc nó đẻ trứng như vậy, nó đau khổ đến mức độ nào. Ta vỗ ngực tự xưng là gì? Là trưởng tử của Đức Như Lai, hoặc là đệ tử của Đức Như Lai. Thân mặc pháp phục, bảo hành chính đạo. Tại sao không thương lấy chúng sinh một chút vậy? Cho nên tôi nói vị đó, ông phải xem lại. Có khi mình sai đường mà mình không biết. Phải xem lại cái cách tu bây giờ đi. Sai đường rồi đấy. Trước đây xuất gia, tự mình trang nghiêm thanh tịnh ba nghiệp, thân hành chính đạo, miệng tuyên chính pháp, luôn lấy lòng từ bi để thương tưởng cứu độ quần sinh. Nay thì lại bỏ cái hạnh ấy, tự mình lại đi ăn trứng gà công nghiệp. Người ngoài đời họ ăn thì chúng ta không nói làm gì, chứ đấy họ có phải là người tu đâu. Họ chưa phải là người tu, họ mới là Phật tử, họ vẫn chưa phát nguyện giữ 250 giới như chúng ta. Thì họ ăn là chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật chỉ khuyên các Phật tử ở ngoài đời phát nguyện là ăn chay gì? Theo ngày hoặc theo tháng mà. Còn ở chúng ta đã phát nguyện thọ 250 giới của Đức Phật để tu rồi thì phải giữ lấy cái hạnh đó mà tu. Tôi nói vị như thế. Thế vị bảo, ôi sư huynh, phải có sức khỏe mới tu được chứ. Tu mà không có sức khỏe làm sao tu được. Thế tôi nói rằng hơn 25 năm nay sư huynh ăn chay kể từ khi xuất gia đến nay. Sư huynh vẫn làm các công việc Phật sự từ giáo hội cho đến việc chùa chiền nữa thôi. Và thầy dẫn chứng là Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn lúc đấy ngài vẫn chưa viên tịch. Thầy nói là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không hơn 70 năm ngày ăn chay trường,
nhưng Ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn da rẻ, vẫn hồng hào, vẫn làm công việc Phật sự trên toàn thế giới đó đấy. Vô số những Phật tử ở trên khắp thế giới biết được Ngài đó đấy, nghe theo Ngài đó đấy, và tu theo lời dạy của Ngài đó đấy. Làm sao mà bảo là ăn chay là trường không đủ sức khỏe để mà tu. Người ở ngoài xã hội thì họ còn phải vừa phải chồng con, vừa phải vợ con, vừa phải bố mẹ, vừa phải gia đình. Họ còn rất 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 nhiều những cái mối ràng buộc, thì họ chưa ăn chay trường được. Phật cũng không có cấm, cũng không có trách, không có quở gì. Phật chỉ khuyến khích ai mà đủ nhân duyên ăn chay trường thì càng tốt. Không thì một tháng thì 2 ngày chay, hoặc 6 ngày ăn chay, hoặc 10 ngày ăn chay. Đây là quý lắm rồi. Còn chúng ta là người tu hành, ai lại nỡ lòng nào để nhìn thấy chúng sinh nó đau khổ mà mình vẫn nhắm mắt nhắm mũi. Con gà vừa sinh ra, người ta đem, người ta lấy quả trứng đó đem bán ra ngoài chợ, mình bảo Phật tử đi mua về mà ăn. Nó không xứng cái hạnh của người tu một chút nào cả. Thế tôi nói như thế, các vị này lại lấy lý nói rằng đấy, ăn trứng gà công nghiệp nó có nở ra con đó, cho nên như củ khoai lang, ăn như ăn khoai lang. Và vị này dẫn chứng là các sư bên Nam Tông người ta có ăn chay trường như Phật giáo Bắc Tông mình đâu. Phật giáo Bắc Tông mới ăn chay trường, Phật giáo Nam Tông người ta đi khất thực, người ta cho gì thì ăn đấy, tín đồ Phật tử cho gì thì ăn đấy. Thầy bảo bao giờ thầy đi khất thực ở ngoài đường, Phật tử cho cái gì thì ông ăn cái đấy thì hắn tính. Bây giờ ông vẫn còn xây chùa, làm xây bếp, xây kho cơ mà. Xây chùa để ở mà xây bếp để nấu và xây kho để chứa đồ cơ mà. Như vậy là mình theo quan điểm của Bắc Tông. Nam Tông thì họ không xây bếp và không nấu ăn ở trong bếp, và cứ đến bữa trưa họ đi khất thực, vào giờ ngọ đi khất thực. Phật tử cho gì thì ăn đấy. Ừ thì ông muốn theo pháp Nam Tông thì ông phải hành như thế. Cứ đến giờ thì đi khất thực, cho gì ăn đấy. Thì nó lại khác, hoàn toàn khác. Còn chúng ta thì xây chùa, làm bếp, dựng kho để đồ, thì phải theo pháp của Phật tổ đã dạy cho cái pháp của mình. Nên vị lý luận như thế thì hai bên nói thì cũng chẳng ai thua ai. Họ cũng chẳng chịu thua mình, và mình cũng chẳng thắng được họ. Thôi thì cũng tùy duyên, bẵng đi một thời gian sau, 1-2 năm sau gặp lại, thì không chỉ ăn trứng gì, trứng gà công nghiệp nữa, mà bây giờ thì thịt gì cũng ăn, thịt gì cũng ăn, thịt gì cũng ăn luôn. Bảo là Phật tử cũng tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn họ. Thế tôi hỏi là vậy các Phật tử họ tự mua thịt mang đến chùa cũng không à? Không, nhà bếp họ, các Phật tử ở nhà bếp họ đi chợ mua, họ cũng kệ họ. Thế nhà bếp họ đi chợ mua, họ lấy tiền từ đâu? Lấy tiền từ gì? Từ cái quỹ của Tam Bảo chứ đâu. Họ cúng vào hòm công đức. Mà hòm công đức thì của Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, đúng không? Đó, mình mở hòm công đức ra cho vào quỹ. Và xong rồi lại xuất tiền cho gì? Cho thủ quỹ, cho bà vãi đi chợ mua. Khác hoàn toàn với các sư Nam Tông gì? Đi khất thực. Khác hoàn toàn các quý vị đó. Tuy là cái vị thầy đó, cái vị sư đó không tự đi mua, nhưng mà bảo Phật tử, hoặc là trả lương cho Phật tử để Phật tử thì nấu nướng, nấu ăn cho chùa, đưa tiền cho đi mua. Mà mua về mình ăn thì đương nhiên thì ăn. Hoặc thậm chí còn phím cho họ mua cái này cái nọ cái kia nữa. Đấy đâu phải là trang nghiêm, đấy đâu phải thanh tịnh đâu. Cho nên thầy nói rộng đến như thế, chúng ta thấy rằng ấy, đấy, giữa chính và tà, giữa chân và ngụy, giữa tiểu và đại, giữa thiên và viên, nó cách nhau chỉ như cái lật và cái úp bàn tay nữa. Nếu chúng ta không khéo, không tỉnh táo, không phân biệt được thì tà mà không biết mình là tà. Còn các Phật tử chúng ta tin theo thầy tà mà không biết mình đang theo thầy tà, đó mới là đau. Cuộc sống này có được bao lâu đâu. Nhìn trong đây các vị đại đa số cũng 50-60 tuổi trở lên rồi. Giỏi lắm được 70-80 tuổi đến 100 tuổi là cùng.
mấy người được 100 tuổi đâu. Mà tuổi bây giờ cũng là cái tuổi gì? Bắt đầu nó như là mặt trời xuống núi rồi, tức là xế chiều rồi. Cái già, cái bệnh nó luôn luôn thường trực ở trong chúng ta rồi. Nếu không lo sớm để tu tập chuyên cần thì một ngày nào đó tự nhiên là chưa thấy Phật đâu mà đã gì? Đã tùng hình hình, tùng hình hình. Thế là sao? Đấy là tiếng gì? Tiếng trống báo, báo tử rồi các quý vị. Nằm trong quan tài đã hết chưa? Bảo chết là hết, có hết không? Không hết đâu. Nó chỉ hết ở cái tấm thân này thôi. Còn cái thần thức, cái A-lại gia thức của chúng ta bắt đầu lại tiếp tục tùy theo nghiệp mà đi đâu? Đầu thai. Cho nên Phật dạy, tổ giảng, chết đâu phải là hết, mà chết là thay đổi từ kiếp này sang một kiếp, kiếp khác. Từ thọ tấm thân này sang thọ tấm thân khác. Nếu làm thân con người, mặc dù có bệnh có tật, nhưng vẫn có trí tuệ, vẫn có phúc báo, không bị người ta giết một cách là gì? Tàn nhẫn, giết một cách là tự do. Vì sao? Vì giết người thì pháp luật quốc gia nào cũng có chế tài của cái tội giết gì? Giết người. Cho nên không có tự nhiên ông hàng xóm lại cầm dao ra để đâm, để chém, để giết mình cả. Không bao giờ, trừ xích mích với nhau ở cái mức cùng cực. Hay không bao giờ người nhà chúng ta giận dữ mà cầm dao giết mình ngay. Trừ trường hợp đặc biệt gọi là ở trong cái giai đoạn mà là họ tức quá mà không thể nào mà ngăn được nữa, không thể dừng được nữa, nó mới xảy ra cái chuyện là bất như ý như thế. Còn bình thường giận nhau á, mắng nhau, chửi nhau hoặc tát nhau vài cái xong rồi đánh nhau vài cái, ngày sau nhìn thấy nhau vài ngày sau thì lại quên đi. Vì con người chúng ta mà, thì cái tình của con người nó vẫn nhiều hơn, hơn có trí tuệ, có sự hiểu biết, cho nên cũng dễ cảm thông cho nhau hơn. Cho nên còn đỡ vậy. Còn làm con vật, xin thưa các vị, làm con vật, các quý vị đừng có nghĩ rằng làm con vật là sướng đâu. Có những người thì trong nhạc Trịnh, Trịnh Công Sơn đó, Trịnh Công Sơn nó còn sống, có phụ viết mấy bài hát. Huyền sau khi chết thì Huyền làm cây thông đứng dưới trời cho gì? Đứng dưới trời. Làm cây thông có sướng không? Chắc gì làm cây thông đấy sướng. Làm cây thông đứng sừng sững dưới trời sướng không? Chứ sướng đâu. Đang tự nhiên, đang yên, đang lành thì người ta đến, người ta chặt, người ta đốn. Bây giờ thì đem cái cưa máy đến, yên, 2-3 phút mà cây đổ cả ình cả. Đâu có phải làm cây thông giữa trời mà được tự do, tự tại đâu. Hay có người thì nói là nguyện kiếp sau được làm con chim én để bay lượn tự do giữa bầu trời xanh. Con chim én bay tự do giữa bầu trời xanh có thật không các quý vị? Nó đang nghĩ rằng đang bay tự do trên bầu trời xanh, bất chợt gặp con chim ưng, con chim cắt ở trên trời cao, nó bay cao hơn, hoặc là nó núp ở cành cây, nó nhìn thấy, nó vèo tới một cái, nó tóm lấy, và con én có được tự do tung tăng bay dưới trời nữa không? Không. Hoặc là con người chúng ta răng bẫy thả lưới, nó có đâu có được tự do đâu. Hoặc là có người thì nguyện là gì? Nguyện kiếp sau thì làm thân cá bơi lội tung tăng thoải mái giữa lòng đại dương. Chúng ta nhìn đại dương bây giờ con cá cũng không được tự do nữa. Con ra đến tận gì? Đến Bắc Cực, Bắc Băng Dương, rồi Bắc Cực đó cũng bị các đoàn thuyền lớn nó sang, nó tận đấy nó đánh rồi, nó bắt rồi. Nó dùng cái lưới nó bủa vây hàng mấy km ở dưới biển, nó răng cho. Cái lưới thì nó sâu đến hàng 100 mét, rộng của nó hàng mấy, chiều dài hàng mấy cây số. Nó dùng cái tàu lớn nó quay một mẻ, hàng 100 tấn cá bỏ mạng chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Các vị thấy không?
làm con cá để tung tăng bơi lội giữa lòng đại dương. Sướng không? Vui không? Không vui, không sướng, không tự do đâu. Trăm năm trước thì bảo làm con cá bơi lội tung tăng giữa lòng đại dương thì còn có lý hơn tí. Thì lúc đó cái công nghệ đánh bắt cá ở biển mà, thì nó chỉ là cái lưới nhỏ nhỏ thôi, hoặc là câu thôi thì còn đỡ. Nhưng bây giờ nó đánh bắt cá khủng khiếp lắm các quý vị. Đặc biệt là người Trung Quốc đánh bắt cá, người châu Âu thì văn minh hơn. Họ đánh bắt cá chỉ lấy loại cá to mà cái mắt lưới của họ, họ chỉ lấy mắt lưới từ 20 phân trở lên, thì những con cá mà dưới 20 phân đó thì nó loạt lưới nó đi ra ngoài, nó sống lớn lên rồi bắt. Lớn lên lần sau lại bị bắt. Đấy. Thế còn người Việt Nam chúng ta với người Trung Quốc với một số nước ở Đông Nam Á chúng ta, lòng tham nó lớn hơn. Nói sự cái sự hiểu biết đó, về đại dương ấy, thì chúng ta hiểu đấy, biết là chúng ta đánh bắt như thế nó sẽ tận thu, nó sẽ hết đấy. Nhưng mà lòng tham, ai đi biển một tháng cũng mong là gì? Đánh bắt được nhiều nhất có thể. Cho nên pháp luật nhà nước tuy cấm không được bắt cái loại kéo lưới, lưới phải bao nhiêu mắt trở lên, mắt ví dụ như mắt 40 trở lên, 40mm trở lên hoặc 50mm trở lên đó. Nhưng mà cái mà để đem ra mà trình với các cơ quan hải quan pháp luật gì đó thì trình cái loại đó, nhưng cái loại đánh bắt thật ở ngoài sông thì là loại khác, ngoài biển thì là loại khác. Cho thu thật nhỏ vào để bắt được thật nhiều. Thậm chí là còn dùng cả kích để kích điện để đi đánh bắt nữa. Đấy. Chúng ta thấy làm con cá ở dưới bơi dưới biển cũng không chắc là mình thọ hết cái tuổi thọ của mình đâu. Cho nên làm con người vẫn là sướng nhất trong các con vật ở thế gian này rồi. Nhưng mà làm người sướng nhất, nhưng tại sao còn lên kêu khổ với Phật, với Tổ, với các thầy là thầy ấy con? Khổ lắm. Khổ vì sao? Đấy, như thầy nói cái trường hợp một Phật tử mà một tháng mấy lần tự nhiên lăn quay ngã sùi bọt mép. Mới sinh ra mẹ đã mất, bảy năm lên bảy thì bố lại mất, ở với chú thì chú rất thương, nhưng mà lại gì thì lại cực ghét. Đấy. À, thím chứ nhỉ, thím thì lại cực ghét. Cho nên vọt cho một trận, vụt cho một trận thì không may cái roi nhỏ nó thì nó mới gãy mất. Liền là tức quá, lấy cái que củi bên cạnh vụt cho một cái vào đầu. Thế là ngã lăn xuống. Từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi, cái di chứng của thím đánh đó mà sinh bệnh suốt cuộc đời. Hỏi gia đình trước đây làm nghề gì, bảo là bố con lúc còn sống làm nghề mổ trâu. Mà nghề mổ trâu thì thường lấy búa để đập vào đầu con trâu, con bò lúc nó còn đang sống mạnh khỏe như vậy. Cho nên đấy gọi là cộng nghiệp. Đấy gọi là quả báo, là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Vì nghiệp của bà cụ ấy với mẹ với bố của vị này chung nhau gọi là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp thì bố mẹ làm nghề, tự tay làm nghề sát sinh và bán những thịt của con vật đấy, cho nên thọ mạng bị mất sớm. Còn đứa con do cộng nghiệp sinh vào để trả nợ, sinh vào để chịu chung cái nghiệp với bố với mẹ, cho nên vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 tuổi bố liền mất, ở với chú và thím thì mặc dù chú thương nhưng mà thím lại rất ghét, cho nên bị vụt cho một que vào đầu. Và từ đó cho đến năm hơn 60 tuổi vẫn bị cái di chứng đó và ốm đau suốt ngày. Đấy gọi là cộng nghiệp giữa đứa bé và bố mẹ nó. Chúng ta thấy có một cái câu người ta nói rất là hay ở xã hội, thầy nghĩ cái này nói cái dẫn câu này chúng ta dễ hiểu này. Một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này không? Đấy chính là cộng nghiệp đó các quý vị. Ví dụ như gia đình chúng ta có một người mà chúng ta rất yêu thương, cả gia đình ai cũng yêu thương và quý trọng. Bất chợt một ngày nào đó cái người mà chúng ta yêu thương quý trọng đó bị bệnh và bị mất, hoặc là không bệnh nhưng bị không may mất một cách gì đột tử hoặc đột ngột nào đó, cả nhà chúng ta có thương không? Có thương, rất rất thương. Có đau không? Có xót không? Có buồn không? Rất đau, rất xót và rất buồn. Và cái đau xót buồn thương ấy đó chính là cộng nghiệp. Như còn nhà hàng xóm bình thường ra sát vách với nhau, thỉnh thoảng lại hay chụm chọe với nhau nữa, thậm chí nói chết đó, mình mở cờ ở trong bụng. Vì sao mở cờ trong bụng? Vì giữa chúng ta với họ không có gì, không có cái nghiệp ràng buộc là họ hàng hang hốc gì cả. Cho nên sát vách họ có người đám ma, tất nhiên bên nhà chúng ta không thể mở đài sập sình để ăn mừng được, nhưng mà trong lòng vui như mở cờ, ôi gì con mẹ đi chết, từ nay trở đi ta được yên một phần rồi. Có không? Có đấy. Mặc dù là người tu nhưng có thể vẫn có đấy. Người không tu thì đương nhiên họ mừng ra mặt rồi, nhưng người tu thậm chí cũng gì vẫn có đấy, mở cờ trong bụng đấy. Từ giờ trở đi không bao giờ nghe thấy bà ấy thì cằn nhằn kèo nhào nói hay ông ấy phá phách, ông ấy cằn nhằn, ông ấy chửi thề, chửi bồi, chửi đồng nữa, vân vân. Từ giờ trở đi chắc thì gia đình chúng ta sẽ được yên một phần. Đấy. Cho nên đấy là gì? Đấy là không có cái nghiệp cộng với nhau là một gia đình hay là họ hàng, cho nên sát vách họ mất, chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường. Bằng cái tình, cái nghĩa, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn thì gọi là sang làm cái lễ sang viếng thắp mấy nén hương và viếng đối trước linh cứu của họ vái mấy vái, lúc đó chết rồi mới vái thôi. Còn lúc còn sống thì có mà vái. Lúc còn sống ông với tôi, ông chiến tôi chiến ông. À, bà mắng tôi mắng bà, tôi sợ cóc gì bà, vân vân. Nhưng mà lúc thì người chết gọi là nghĩa tử, là nghĩa tận. Ở Việt Nam chúng ta có một cái cũng rất là hay. Tôi nghĩ rằng mình giữ được truyền thống mấy ngàn năm như vậy chắc chắn là rất là tốt. Thôi nghĩa tử là nghĩa tận. Cho dù lúc còn sống mà họ hàng hoặc là làng xóm không thích nhau, cãi nhau như mổ bò, nhưng bên người ta chết sẵn sàng cho người ta bắc giạp sang bên cửa nhà mình để đón khách, để tiếp đón họ hàng với người phung viếng, có đúng không? Đấy là cái hay đấy. Tối lửa tắt đèn, nghĩa tử là nghĩa tận. Đấy, lúc sống thì ghét nhau lắm, nhưng chỉ cần nhà người ta có người chết sang đề xuất một cái, sẵn sàng vâng ông bà hoặc là các anh các chị cứ bắc giạp suốt đấy. Thế mà thậm chí chúng ta qua cái đó lại sang thăm hỏi phung viếng, thậm chí còn mấy ngày 2-3 ngày ở để phục vụ đám tang nhà hàng xóm nữa, mặc dù trước đây rất ghét nhau. Đấy, Việt Nam chúng ta có một cái đấy, cái hay nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên đến lúc đó thì thôi tất cả oán thù hay cái gì đó đều gác lại, để dừng lại và lo cho người mất. Thì cái đó thì nghĩ là cũng nên duy trì và cần phải duy trì và phát huy cái nghĩa cử cao đẹp ấy. Đấy. Hàng xóm thì có buồn lắm thì chỉ có sang thắp nén hương đấy thôi. Nhưng còn họ hàng mặc dù ở xa đến hàng trăm cây số, nghìn cây số, nhưng vẫn cảm thấy gì? Đau buồn, thương xót. Đó chính là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đó chính là cộng nghiệp giữa ta với người thân trong gia đình, trong họ hàng hoặc là bạn thân vậy. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy, thầy giải thích cái từ cộng nghiệp cho chúng ta hiểu. Thế nào là cộng nghiệp? Thế nào là biệt nghiệp? Biệt nghiệp, biệt tức là riêng, biệt tức là nghiệp của riêng cá nhân mình chẳng hạn, đó là biệt nghiệp. Còn cộng nghiệp tức là chung với những người thân trong gia đình, dòng họ hoặc bạn bè, những người yêu thương nhau, vân vân, đó gọi là cộng nghiệp. Đấy là cái trường hợp mà bà cụ mà vừa sinh ra mẹ đã mất, 7 năm sau bố lại mất. Mà thầy nói đó, đó chính là cộng nghiệp với bố mẹ của mình. 60 năm, hơn 60 năm vẫn chưa hết vậy. Khi tới chùa gặp Phật nghe Pháp, thầy khuyên là nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng mà sám hối.
và hồi hướng công đức cho ông bà. Thế bà cụ nói là nhưng mà bố mẹ của con mất hơn 50 năm nay rồi còn hồi hướng được không thầy? Thầy bảo có vẫn được. Đến 100 năm người ta vẫn nhận được, 1000 năm người ta vẫn nhận được, thậm chí nhiều hơn nữa người ta vẫn nhận được. Vì sao? Vì có chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thông chi cho và tiếp độ cho. Cho nên cho dù họ có ở trong A Tỳ địa ngục vẫn có thể tiếp nhận thông qua Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng được vậy. À, vì Bồ Tát Địa Tạng khi chúng ta thọ trì đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Địa Tạng phải chịu trách nhiệm chính với chúng ta. Sở dĩ vì sao mà chúng ta tụng kinh có người tụng kinh mà Địa Tạng mà khỏi bệnh, có người tụng kinh mà Địa Tạng mà con cháu trong nhà mua quan tài rồi. Có năm ngoái có một trường hợp này, con cháu trong gia đình mua quan tài rồi, thế thỉnh đội tụng kinh đến để tụng kinh. Thế hỏi thầy, gọi điện hỏi thầy là trợ niệm hay tụng kinh. Thế thầy bảo là bây giờ thì theo như lý thuyết thì trợ niệm tốt hơn tụng kinh. Thế đội tụng kinh 3 ngày vẫn thấy cụ vẫn chưa đi. Trợ niệm thấy mệt mỏi quá, 3 ngày vẫn chưa đi. Gia đình mua quan tài rồi mà ốm nặng lắm, 3 ngày cũng lớn tuổi, cũng phải đến 80, hơn 80 rồi. Trước đây cũng là Phật tử, cũng ở trong đạo tràng, cũng đến chùa, nhưng mà bây giờ yếu rồi thì không hay đi được nữa. Thế xong rồi thì tôi bảo là theo nguyên lý thì trợ niệm, trợ niệm 3 ngày cụ vẫn cứ nằm đấy. Thế tôi mới bảo là thôi hay là các Phật tử phát nguyện tụng một bộ kinh hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng cho cụ đi. Lúc tụng kinh nói nhỏ vào tai cụ. Đó. Gia đình con cháu, tất cả gia đình con cháu với chúng tôi là đạo tràng Phật tử. Đó, thầy bảo là tụng cho cụ một bộ kinh Địa Tạng hoặc 3 bộ kinh Địa Tạng. À, để hồi hướng công đức cho cụ. Thế nếu mà cụ hoan hỉ thì cụ nháy mắt hoặc là cụ cựa đi, cựa tay. Thế nghe tin bảo thầy vào tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ. Thì trước đây bà cụ vẫn đến chùa mà, vẫn biết thầy, cũng rất là kính trọng thầy. Thế nói là thầy bảo tụng kinh Địa Tạng cho cụ, hồi hướng cho cụ. Mà cái thì nghe thấy mà cái là nước mắt cứ trào ra. Và tay này, may mấy cái tay, ý là hiểu được và muốn tụng kinh. Và các Phật tử tụng hết ra một bộ kinh Địa Tạng trong một ngày. Sáng, chiều, tối như thầy nói kiểu như tụng đàn ấy, đập đàn lên tụng kinh Địa Tạng. Thế tụng hết một ngày, hết bộ, hết quyển hạ một cái, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, hết quyển hạ. Thế tự nhiên thấy bà cụ ho. Ho thế là nó nôn ra một cái cục máu đặc đặc, nó đen xì ra. Thế ho thế là nôn ra một cục máu đặc. Thế là xong một cái nó cứ khỏe dần. Đến tuần sau, thế thấy khỏe bảo tụng, thầy bảo thế tụng tiếp cho cụ mấy ngày. Thế là tụng đến hết đúng một tuần. Thế là bà cụ ăn cháo được, ăn cháo xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì rồi cộng với gọi bác sĩ đến để truyền nước, truyền đạm cho nữa, thế là khỏe. Năm ngoái, năm nay vẫn còn sống khêu khêu ra đây, vẫn khỏe khêu ra đây. Đấy là từ coi chết trở về đấy. Vì sao? Vì nương vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng nhất tâm. Cái trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng khi mà gì? Chúng sinh nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì ngài á, chúng ta nhớ ở trong kinh á, Địa Tạng là khi ở tại cung trời Đao Lợi, ngài đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi ngài nói, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài giao phó tất cả những chúng sinh còn lại trên thế gian này, những chúng sinh mà căng cường khó độ đó, thì để cho ông tiếp tục ở lại để dẫn dắt và giáo hóa, khiến cho những chúng sinh ở thế gian này họ biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Những chúng sinh nào mà làm được những điều như thế, nghĩa là biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, thì ông phải
giúp đỡ cho họ. Ông phải có trách nhiệm để bảo hộ cho họ, để cứu giúp họ sớm được thoát khổ, sớm được giác ngộ và sớm được giải thoát. Cho đến bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở tại thế giới này để phổ độ chúng sinh thì cái trách nhiệm của ông thì mới tạm thời được được nghỉ ngơi chút xíu. Đại khái thế. Cho nên á, vì sao mà cái thời mạt pháp này tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo pháp môn của Bồ Tát Địa Tạng lại được linh nghiệm như thế? Vì ngài chính là nhận cái sự phó chúc của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vậy. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng mà. Vì vậy bây giờ chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lại trì niệm danh hiệu của ngài, lại thanh bông hoa quả thành tâm cung kính để cúng dường ngài. Ngài không vì cái chút thanh bông hoa quả đấy đấy đâu, nhưng mà đây là thể hiện cái tấm lòng thành của chúng sinh, của tín đồ Phật tử, của người dân chúng ta đối với ngài. Và đặc biệt là việc thọ trì đọc tụng nhất tâm, ngài sẽ có trách nhiệm vì tất cả các vị Diêm La Vương, 10 vị Đại Minh Vương, như là vị đệ nhất gọi là Tần Quảng Minh Vương, vị thứ hai gọi là Sở Giang Minh Vương, vị thứ ba gọi là gì, Tống Đế Minh Vương, vị thứ tư gọi là Ngũ Quan Minh Vương, vị thứ năm gọi là Biến Thành Minh Vương, vị thứ sáu gọi là Thái Sơn Minh Vương, vị thứ bảy gọi là Thái Sơn Minh Vương, vị thứ tám gọi là Đô Thị Minh Vương, vị thứ chín gọi là Đệ Cửu Điện Chuyển Luân Minh Vương, vị thứ mười gọi là gì, là Đệ Thập Điện á, vị thứ chín gọi là Đệ Cửu Điện Đô Thị Minh, Đệ Thập Điện Chuyển Luân Minh Vương, Chuyển Luân Minh Vương là thứ mười. Đấy, mười vị Đại Minh Vương ấy đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng, đều là đệ tử của các đức Phật quá khứ và hiện tại, cũng như vị lai. Vì trong kinh Địa Tạng nói là các vị Minh Vương ấy đều là Bồ Tát hóa thân, đều là Bồ Tát hóa thân. Cái này ai mà tụng kinh Hoa Nghiêm thì mới biết được. Các vị tu đến hàng thất địa Bồ Tát trở lên thì thường thì hiện làm thân gì, quốc vương, làm thân đại thần, vì có quyền lực trong tay mới có thể dẫn dắt chúng sinh đi đúng đường chính đạo được vậy. Ví dụ như người nông dân chân lấm tay bùn khổ cực, miếng ăn chưa đủ, gia đình còn chưa nói được, thì có nói được ai lãnh đạo được xã hội không? Nói được không? Không. Nhưng mà một vị bộ trưởng hay một vị thủ tướng, người ta có đạo đức, có trí tuệ, có tâm huyết với dân, với nước, thì người ta đưa ra những định hướng tốt để phát triển kinh tế, ổn định chính trị vân vân cho quốc gia, người ta làm được. Nhưng còn ông nông dân chân lấm tay bùn, thiếu phúc, thiếu trí, nuôi làm để nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con còn chưa được, thì có nói được ai? Có phải không? Đấy, cho nên các vị Bồ Tát muốn tận độ chúng sinh, muốn giáo hóa được rất rất nhiều chúng sinh thì thường hiện làm thân quốc vương đại thần. Như trong phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25 thì mình gọi là kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát Quán Thế Âm muốn hiện làm thân quốc vương thì hiện làm thân quốc vương để giáo hóa chúng sinh. Thậm chí muốn hiện làm thân Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thể hiện làm thân Phật để độ chúng sinh, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vào cái thời mà gọi là đất nước có thể nói là khủng hoảng nhất về tình hình chính trị và an ninh của quốc gia. Đó chính là thời Lý, thời Trần, đặc biệt là thời Trần. Chúng ta biết thế giới lúc đó thì chưa có bom nguyên tử, chưa có tên lửa Tomahawk hay là Đông Phong hay là
cái gì xuyên liên lục địa bây giờ, mà lúc đó là chỉ là gì? Chiến tranh bằng bằng kỵ binh, bằng bộ binh, bằng tượng binh. Tượng binh tức là gì? Là đội quân voi, có voi, kỵ binh, binh mã tức là gì? Quân ngựa, cái ngựa đó. Và chúng ta biết thời nhà Trần thì lúc đó là đất nước chúng ta cũng như rất nhiều quốc gia trên thế giới, sang tận châu Á đến châu Âu, vó ngựa của quân giặc Nguyên Mông đến đâu thì gần như bị săn phẳng tới đó. Thậm chí là một nửa châu Âu đã rơi vào tay của quân giặc Nguyên Mông. Già nửa châu Âu chứ không một nửa, mà già nửa châu Âu. Nó đánh sang tận Thổ Nhĩ Kỳ rồi cơ mà. Mà chúng ta nhìn cái bản đồ á, Nga gần như mất rồi, Nga mất rồi gần hết rồi. Ukraine lúc đó cũng vào tay quân giặc Nguyên Mông, sang tận Thổ Nhĩ Kỳ cơ mà. Đó. Làm đến nửa già châu Âu. Còn châu Á mình gần như là khuất phục gần hết rồi. Ấy mà đến khi Việt Nam, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế, chỉ có hơn chục năm rồi rơi hết vào tay của nhà Nguyên. Nhà Minh mạnh như thế nhưng cũng phải bị diệt, rơi vào tay nhà Nguyên. Sang Việt Nam chúng ta lúc đó, chúng ta thấy ba vị vua nhà Trần, ba vị vua đầu tiên nhà Trần, đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, đều là những Phật tử thuần thành của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên, còn trốn bỏ ngai vàng để lên núi Yên Tử xuất gia, nhưng bị Trần Thủ Độ đem quân đến tận chân núi Yên Tử, cắm quân ở đó và cùng tự mình lên tận trên chùa Hoa Yên nói với Trần Thái Tông lúc bấy giờ. Nói với Trần Thái Tông là bệ hạ mà không về thì thần sẽ đem xây dựng kinh thành ở ngay dưới chân núi Yên Tử. Cho nên lúc đó quốc sư Trúc Lâm ở núi Yên Tử mới nói với Trần Thái Tông là gì? Xin là bệ hạ gì? Đi về để lo cho dân, cho nước. Thấy Trần Thái Tông là khóc lóc không muốn về, thầy mới nói với đệ tử là gì? Sơn bản vô Phật, do tồn hồ tâm. Câu nói rất nổi tiếng, có nghĩa là trên núi vốn không có Phật, mà Phật chỉ ở tại tâm mình mà thôi. Trên núi vốn đâu có Phật, Phật tại trong tâm mình. Trên núi chỉ là cái phương tiện để cho mình tu hành, để liễu ngộ chân tâm, tỏ được Phật tính mà thôi. Chứ trên núi vốn đâu có Phật, Phật ở tại tâm mình. Cho nên bệ hạ, nếu đi về mà lo cho dân cho nước, khiến cho quốc thái dân an, người người nhà nhà đều ấm no hạnh phúc, người người nhà nhà đều biết tôn kính Tam Bảo, biết tôn trọng về đạo đức, về nhân quả, về hiếu hạnh, thì đó chính là Phật đấy. Rồi nghe thêm quốc sư Trúc Lâm sách tiến động viên Trần Thái Tông phải gạt lệ để theo Trần Thủ Độ đi về Thăng Long tiếp tục làm vua. Nhưng về làm vua, nhưng làm một ông vua hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây thì chán trường. Chán là sao? Vì bị Trần Thủ Độ ép lấy vợ của chị mình làm vợ của mình. Trong khi đó vợ chị mình mang thai với anh mình rồi. Anh con giống bác mà. Đấy, Trần Thái Tông là con giống chú. Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh, trong khi đó vợ của anh đã có thai rồi. Đó. Còn Trần Thái Tông thì cưới công chúa, cưới vua Lý Chiêu Hoàng, nhưng mà sống với nhau mấy năm vẫn chưa có con.
Cho nên Trần Thủ Độ sợ rằng á, Giang Sơn của nhà Trần lại giống như nhà Lý, do Trần Thái Tông không có con thì Giang Sơn của nhà Trần có khi lại mất như nhà Lý. Cho nên mới vội vã quá, mới muốn cho cháu mình sớm có con để cho thì thiên hạ được yên, dòng họ cũng thì không ai nhòm ngó. Cho nên là ép cháu của mình, tức là Trần Thái Tông, lấy vợ của anh trai con ông bác đã có thai sẵn. Cho nên Trần Thái Tông mới chán, mới gì, mới thấy cảnh tình thế thái, nhân tình thế thái, cho nên mới trốn lên núi Yên Tử đi tu. Nhưng mà Trần Thủ Độ không cho, cho nên kéo quân hướng tận đấy để đòi về. Lúc đi về thì ngài hoàn toàn không sống như thế nữa, mà ngài sống là một vị vua, thực sự là một vị vua, yêu nước thương dân, chăm chỉ học hành. Đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ đã dậy để tụng kinh, ngồi thiền rồi các quý vị. Chúng ta thấy không? Một vị vua mà đêm thì đọc sách đến tận 12 giờ, sáng thì 3 giờ sáng đã dậy để tụng kinh, ngồi thiền rồi. Cho nên có thể nói là một vị vua Phật tử. Và đặc biệt là sau này ngài có soạn ra những cái bộ khóa lễ, cái bộ nghi thức khóa lễ gọi là lục thời sám tụng khóa nghi, tức là vua mà một ngày hành trì 6 thời lễ Phật, tụng kinh và ngồi thiền, có khác gì một vị sư xuất gia đâu. Nhưng trong khi đó thì vẫn chăm chỉ học hành và lo toàn vẹn việc triều chính. Mà đặc biệt là đến khi quân giặc Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi đất nước Việt Nam chúng ta lần thứ nhất, thì Trần Thái Tông cùng với quần thần và nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Mà trong khi đó thì quân giặc Nguyên Mông đi đến nước nào thì nước đó thì bị làm cỏ. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta, một đất nước nhỏ bé, lúc đó dân số rất là ít. Nước Việt Nam chúng ta lúc đó mới chỉ vào tới khoảng, chưa tới Quảng Bình, Quảng Trị đâu các quý vị. Đằng trong là nước khác, nước Chân Lạp và cái nước, một cái nước khác ở ngày xưa. Đó. Thế mà chúng ta thấy đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ nhất. Rồi đến Trần Thánh Tông cùng với Trần Nhân Tông, tức là con với cháu Trần Thái Tông, hai lần kế tiếp đánh tan quân giặc Nguyên Mông nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy chính là những vị mà mình gọi là ở đời thì là vua, trong đạo xuất gia thì là Phật của Việt Nam, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó các quý vị. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại cung kính và tôn trọng Trần Nhân Tông đến như vậy. Cả ba vị vua nhà đầu nhà Trần, vị vua nào cũng là gì, là vị Phật tử thuần thành. Và đặc biệt là vị vua thứ ba là xuất gia thành công và còn thành tổ nữa, thành Phật của Việt Nam chúng ta nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà các vị Bồ Tát thầy nói là lên hàng thất địa, dẫn trong kinh Hoa Nghiêm nói lên hàng thất địa thường là thể hiện làm vua, làm đại thần là như thế. Đó. Rồi kể cả chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần đây chúng ta thấy là ở xã hội họ cứ suy tôn và nói Đức Phật Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Bồ Tát. Hay có người họ còn nói thì nói cụ chính là Phật ấy. Gọi là họ gọi là Phật gì nhỉ? Ngọc Phật à? Rồi họ gọi cụ là Ngọc Phật. Không phải tự nhiên dân gian lại suy tôn cụ, sánh ngang với Phật là như với tổ là như thế. Vì cụ có công đánh tan hai đế quốc kìa, hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó chính là giặc Pháp và đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai cái thế lực mà là sừng sỏ nhất thế giới lúc bấy giờ. Còn thời xưa 700-800 năm trước thì Phật Hoàng ba bố con ông cháu của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thì đánh tan cái đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là chính là nhà Nguyên.
của thành Cát Tư Hãn. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta một nước nhỏ bé nhưng mà anh hùng thì cả thế giới đều phải nghiêng mình kính nể. Đấy. Thầy nói là vì sao mà phải thể hiện là Bồ Tát, các vị Bồ Tát thất địa trở lên thường hay thể hiện vua chúa quan lại, những bậc đại thần, những người có uy tín trong xã hội. Vì thể hiện như thế mới độ được. Ví dụ như thầy nói với các quý vị, thầy thì không phải là Phật Bồ Tát gì đâu nhớ, thầy thì là phàm phu thôi. Nhưng mà nói với các quý vị, nhưng mà khoảng 30 năm trước bảo thầy nói với các quý vị có nghe được không? Chắc chắn không. Vì lúc đó trí tuệ không có, phúc báo không có, chỉ là một anh chàng nông dân nghèo kiết xác mùng rơi, bản thân chưa lo được, nói được ai? Ai nghe, ai tin lời nói của thầy? Nhưng 30 năm sau xuất gia tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật. Khổ tâm rèn luyện, khổ trí tu học, khổ thân để thực hành. Dần dần thì có một chút công đức, một chút phúc báo, một chút trí tuệ, có một chút thôi. Có một chút cũng có, nhưng có một chút xíu thôi. Cho nên lời nói ra mới được các Phật tử chúng ta, mới được nhiều người họ tin tưởng và họ làm theo. Mà thầy cũng không nghĩ rằng mấy năm nay, đặc biệt là khoảng từ khi sau dịch Covid tới giờ, từ dịch Covid thì mình không giảng các khóa tu thế này mà giảng trực tuyến. Thế là từ đó giảng trực tuyến nhiều người nghe, và bây giờ là một số những cái các Phật tử ở ngoài họ thấy là cái bài giảng của thầy nó cũng có ý nghĩa để giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo dục Phật pháp cho Phật tử, cho nên họ đến họ xin với ban thông tin là để cho họ xin được cắt lại các bài giảng của thầy ấy, để họ đưa lên YouTube, trên Facebook, Zalo vân vân gì đó, mà nhiều người biết đến hơn. Chính như cái kênh chính nhà mình đây này, giảng xong thế này có khoảng 5-7 nghìn, chục nghìn, hơn chục nghìn lượt xem thôi. Nhưng mà bên kia họ không biết họ làm kiểu gì, họ cắt lại. Nó chỉ cần khoảng một ngày sau có khi 30-40 nghìn lượt xem. Hôm rồi thầy xem là mới có 4-5 tháng nay mà có một vài clip của hàng triệu lượt người xem. Không biết họ làm kiểu gì mà nhiều người xem đến thế. Cho nên nhiều Phật tử ở xa, rất rất xa, họ được nghe giảng qua những cái trang mạng xã hội ấy, mà họ biết đến Phật pháp, 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 mà họ biết đến Phật. Các vị đến mà hỏi thầy, thầy bảo về thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, về mà đọc mà tụng, mà nhất tâm mà tụng, cộng thêm thỉnh thoảng mùng một ngày rằm hoặc là ngày trai, nếu có điều kiện kinh tế thì mua con chim, con cua, con cá, con ốc mà phóng sinh. Nhưng thầy cũng nói trước là ra chợ hoặc là đi thấy bất chợt con vật đó nó ở trong vạn tử nhất sinh, tức là chim trong lồng, cá trong chậu, người ta đem bán ở chợ hoặc ở ngoài đường vân vân. Chúng ta nhìn thấy chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, chúng ta hỏi, chúng ta mua và chúng ta thả luôn được, đọc mấy câu niệm Phật được, hoặc đọc bài quy tam bảo cho nó và thả luôn được. Thì không cứ phải mang đến chùa mới thả, mang đến chùa nhờ các thầy quy xong mới thả đâu, thả bất cứ lúc nào. Đấy gọi là phóng sinh đúng cách, đấy gọi là phóng sinh xuất phát từ lòng từ bi ban vui cứu khổ của nhà Phật chúng ta. Đấy, phóng sinh như thế thì không cứ là phải nhiều, ít cũng được. Có khi một vài con ốc, một vài con cua, một vài con cá chạch, một vài con cá rô đồng, một vài con cá quả, hay một vài con cá chép vân vân cũng được.